Đạo đức thiên tôn trước kia không ra tay, hôm nay ra tay một cái liền kích động không không, có thể vận dụng không không quy luật năng lượng, thần thông quảng đại, không biết thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng. Cầu nô tài, bảo vệ ta. Thiên tâm lão tổ mắt xem đạo đức thiên tôn tím hoàng phi kiếm giết tới, vội vàng tới giữa, không cách nào ngăn cản, liền hướng về phía phong hỏa linh tổ lớn uống. Phong hỏa linh tổ trung thành cảnh cảnh, kêu, ưng. Nói xong liền vung ra trường kiếm, không để ý tự thân linh khí tiêu hao, đem đạo đức thiên tôn tím hoàng phi kiếm, toàn bộ chém xuống. Hắn là đạo đức thiên tôn sư đệ, đối đạo đức thiên tôn đạo pháp thần thông, liền như lòng bàn tay, cho nên tiện tay là được phá hỏng, trừ phi đạo đức thiên tôn vận dụng pháp bảo. Thiên tâm lão tổ thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, đã người đổ mồ hôi lạnh, lật đật thúc dục thiên bia, cắn răng nghiến lợi nói, đạo đức thiên tôn, ta tương lai, còn không phải là ngươi có thể phong tỏa. Thiên bia thần mang tách thả ra, như nước thủy triều như biển, đem đạo đức thiên tôn phong tỏa uy áp, toàn bộ nghiền nát. Thiên tâm lão tổ đạt được an toàn, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Sư đệ, đạo đức thiên tôn nhìn phong hỏa linh tổ, cặp mắt nhưng cơ hồ muốn phun lửa, lại là thương tâm, vừa tức giận. Hắn thương tâm, là phong hỏa linh tổ lại đang liều mạng bảo vệ thiên tâm lão tổ. Mà tức giận, chính là phong hỏa linh tổ biến thành bộ dáng này, đầu sỏ đều là thiên tâm lão tổ. Cầu nô tài, giúp ta giết cái này đạo đức thiên tôn. Thiên tâm lão tổ ra lệnh. Ta không đánh lại sư huynh ta. Phong hỏa linh tổ ngập ngừng nói, đúng như một cái nô tài vậy hình dáng, nơi nào còn có ngày xưa đại tông sư khí độ. Hừ, không đánh lại cũng phải đánh, tóm lại, ngươi liều mạng là được. Thiên tâm lão tổ giọng tàn nhẫn lại lãnh khốc, những lời này sau khi nói xong, nhưng là thúc giục thiên bia, mình tránh chui đi, lại lưu lại một câu nói. Cầu nô tài, người giết chết đạo đức thiên tôn sau đó, mang đầu của hắn tới gặp ta. Thật ra thì, thiên tâm lão tổ cũng biết, phong hỏa linh tổ không thể nào đánh thắng được đạo đức thiên tôn. Từ đạo đức thiên tôn phủ xuống một khắc kia bắt đầu, hắn cũng biết, ngày hôm nay mình không cơ hội, có thể còn sống rời đi, chính là tốt nhất kết cục. Hắn để cho phong hỏa linh tổ lưu lại, là muốn để cho hắn tiêu hao đạo đức thiên tôn lực lượng, tốt nhất có thể cho người sau tạo thành bị thương, vậy cùng hắn lần sau tái chiến, liền có cơ hội giết ngược. Đạo đức thiên tôn lại có thể ra tay, ta được thận trọng làm việc. Ta đánh giết chiến lực còn chưa đủ, xem ra nhất định phải đi bất hủ thần quốc một chuyến, ta cần tịch diệt thiên thư phụ trợ. Thiên tâm lão tổ nghĩ thầm. Hôm nay đánh một trận, hắn thật sâu cảm giác được, mình cùng cao cấp tiên đế tới giữa, sát phạt chiến lực vẫn tồn tại chênh lệch thật lớn. Muốn chân chính xưng bá, phải tiến một bước nắm trong tay thiên bia lực lượng. Nếu như hắn có tịch diệt thiên thư mà nói, liền có thể áp chế thiên bia hơi thở, từ đó thuận lợi nắm trong tay, hóa cho mình dùng. Nhưng mà, tịch diệt thiên thư đã sớm thất truyền, thế gian chỉ còn lại một trang cuối cùng, ngay tại Diệp Thần trong tay. Truyền thuyết, ban đầu tịch diệt thiên thư, là hủy diệt ở một cái kêu là bất hủ thần quốc địa phương. Thiên tâm lão tổ dự định đi bất hủ thần quốc một chuyến, thử vận khí một chút. Còn như ngày hôm nay, hắn là hoàn toàn đánh bại. Chủ nhân, thấy thiên tâm lão tổ thua chạy, phong hỏa linh tổ quát to một tiếng, lại quay đầu lại, ánh mắt từ đạo đức thiên tôn, trùng dương chân nhân, đa bảo thiên quân, Diệp Thần, Kỳ Tư Thanh, Ngọc Liên nữ đế cùng trên người, từng cái quét qua, bi phẫn nói. Các ngươi mạo phạm chủ nhân, các ngươi đều phải chết. Tiếng nói rơi xuống, hắn liền huy động trường kiếm, thi triển đại mộ thần kiếm pháp, chém về phía đạo đức thiên tôn. Đạo đức thiên tôn sắc mặt rất là khó khăn xem, lui về phía sau một bước, quát lên, trùng dương, mang hắn trở về. Trùng dương chân nhân tiến lên trước một bước, kêu, ừ. Chỉ gặp hắn sử dụng một khối ấn tỳ, chính là Hồng Quân đưa xuống tới Viêm Hoàng Đế ấn. Viêm Hoàng Đế ấn nhẹ nhàng thoáng một cái, xích mang nổ, liền hóa thành một cái xích viêm lượn lờ, như trung cháo vậy cũi, bao phủ đi xuống, đem phong hỏa linh tổ khốn ở bên trong. Phong hỏa linh tổ à một tiếng hét thảm, chỉ cảm thấy cả người như bị lửa nướng, đau đớn khó nhịn, như muốn nổ tung. Trùng dương chân nhân mặt không đổi sắc, thúc giục Viêm Hoàng Đế ấn, liền đem phong hỏa linh tổ thu. Diệp Thần xa xa thấy một màn này, cũng là thầm kinh hãi, cái này Viêm Hoàng Đế ấn, không hổ là cao nhất thần khí, quả nhiên lợi hại. Liên tục chiến đấu, phong hỏa linh tổ linh khí tuy đã lớn dây dưa, nhưng dẫu sao căn cơ còn ở.
coi như là Diệp Thần bên này, muốn bắt hắn mà nói, chỉ sợ cũng phải hao phí không thiếu khí lực. Nhưng Tử Hoàng Tiên Cung bên này, Trùng Dương chân nhân ra tay một cái, thúc giục Viêm Hoàng Đế Ấn, thì ung dung trấn áp Phong Hỏa Linh Tổ, có thể gặp vậy Viêm Hoàng Đế Ấn khủng bố. Nếu như cái này Viêm Hoàng Đế Ấn, thật rơi vào thiên nữ trong tay, Diệp Thần thì phiền toái. Luân hồi chi chủ, ta sư đệ chúng Thiên Tâm lão tổ nô ấn, có lẽ cần ngươi hỗ trợ, chúng ta cùng liên thủ, mới khá phá giải. Đạo Đức Thiên Tôn thở dài một tiếng, hướng Diệp Thần phát ra thỉnh cầu. Hắn biết hôm nay, Tử Hoàng Tiên Cung cùng Diệp Thần, ngăn cách khá sâu, nhưng vì cứu Phong Hỏa Linh Tổ, hắn cũng chỉ có thể khẩn cầu Diệp Thần. Cần ta ra tay? Diệp Thần hỏi. Đúng vậy, nếu như ngươi chịu ra tay, ta có thể truyền cho ngươi một đạo bí quyết, một đạo tu luyện thanh liên chú thánh pháp bí quyết. Đạo Đức Thiên Tôn nói. Diệp Thần tâm thần khẽ nhúc nhích, vậy thanh liên chú thánh pháp, năm đó Quang Thần Thiên Tôn đều không có thể luyện thành, Đạo Đức Thiên Tôn lại nói biết tu luyện bí quyết. Ta cân nhắc một chút. Diệp Thần nhìn xem Đạo Đức Thiên Tôn, lại nhìn xem quan tài đá cạnh thanh liên, suy tư một phen, liền nói. Hắn dự định mình nếm trước thí, xem có thể hay không lĩnh ngộ thanh liên chú thánh pháp, nếu quả thật lĩnh ngộ không được, lại đi tìm Đạo Đức Thiên Tôn cũng không muộn. Còn như Phong Hỏa Linh Tổ, ở Diệp Thần trong mắt, đã là hết cứu, chúng độc quá sâu. Được, ta ở Tử Hoàng Tiên Cung chờ ngươi. Đạo Đức Thiên Tôn không nói thêm gì nữa, lập tức biến dạng hư không, mang Trùng Dương chân nhân và Đa Bảo Thiên Quân đi. Xem hắn hình dáng, tựa hồ đoán chừng Diệp Thần nhất định sẽ đến. Diệp Thần nhìn Đạo Đức Thiên Tôn đi xa hình bóng, khẽ cau mày, vừa nhìn về phía một bên Ngọc Liên Nữ Đế, nói Tiểu Liên. Không, Ngọc Liên Nữ Đế, người năm đó có thể luyện thành cái này thanh liên chú thánh pháp. Ngọc Liên Nữ Đế không biết làm sao lắc đầu, nói, không có, ta khổ tu triệu năm thời gian, chỉ là hơi mò tới một chút da lông. Nếu như người có hứng thú, vẫn có thể đem cái này thanh liên chú thánh pháp mang đi. Vật này lưu lại, cũng là gieo họa, à, thần thiên giới rất nhiều thế lực, vì cướp đoạt công pháp này, không biết chết liền bao nhiêu người, người có thể mang đi tốt nhất. Nàng nói xong lời này, liền đi tới thần bí kia quan tài đá trước, khom người nhẹ nhàng đem trên đất vậy một bụi thanh liên tháo xuống, giao cho Diệp Thần. Thanh liên chú thánh pháp bí ẩn, cũng ở trong đó. Diệp Thần rốt cuộc lấy được rồi thanh liên chú thánh pháp, bên trong lòng không khỏi một hồi kích động. Hắn có thể hay không luyện thành, đúc ra thanh liên thánh thể, cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, công pháp này không có bị Thiên Tâm lão tổ bắt được, Diệp Thần nội tâm liền an ổn rất nhiều. Chỉ cần Thiên Tâm lão tổ không có thân xác, còn chỉ là một cái linh thể, hắn rất khó phát huy ra thiên bia lực lượng chân chính. Lấy được rồi thanh liên chú thánh pháp sau đó, Diệp Thần ánh mắt, vừa nhìn về phía bên cạnh trên tế đàn, vậy một bộ thần bí quan tài đá. Quan tài đá trên phủ đầy cổ xưa minh văn, lộ ra bể dâu ý, làm Diệp Thần đưa mắt nhìn quan tài đá thời điểm, hắn như cũ có thể cảm giác được, mình luân hồi huyết mạch, truyền ra hàng loạt đồng tình chập chờn. Đá này quan bên trong, rốt cuộc đựng những thứ gì? Diệp Thần ánh mắt hơi chăm chú, hướng Ngọc Liên Nữ Đế hỏi. Là một đoạn linh cốt. Ngọc Liên Nữ Đế nói. Diệp Thần, linh cốt. Ngọc Liên Nữ Đế nói, đúng vậy. Là mộ cung vậy nhất thế luân hồi chi chủ linh cốt. Năm đó, vị kia luân hồi chi chủ, đã dự liệu được kế hoạch của mình sẽ thất bại. Luân hồi vãng thế thư uy năng quá đáng sợ, hắn thậm chí còn không phi thăng không không, làm sao có thể nắm trong tay. Hắn phỏng đoán mình có thể sẽ chết, cho nên trước thời hạn để lại một đoạn linh cốt, coi như là để lại cho sau người đời cơ duyên. Cái này đoạn linh cốt, tuy không phải thiên đế cốt, nhưng vậy hàm chứa luân hồi đạo uẩn. Đối đời sau luân hồi người thừa kế, ví dụ như ngươi, có cực lớn tăng thêm hiệu quả. Diệp Thần nói, lúc đầu đá này quan bên trong chứa, chính là một đoạn luân hồi linh cốt. Ngọc Liên Nữ Đế nói, đúng vậy, năm đó Quang Thần Thiên Tôn tàn niệm hóa thân, mang quan tài đá bước vào thần thiên giới, đem quan tài đá mai táng nơi này, chính là chôn giấu đoạn này cơ duyên, để lại cho đời sau người có duyên, xem ra ngươi chính là cái này người có duyên. Quang Thần Thiên Tôn đã sớm chết, năm đó khiêng quan tài mà vào người, cũng không phải là hắn chân thân, chỉ là hắn tàn niệm hóa thân. Diệp Thần chậm rãi đi lên phía trước, nhẹ nhàng vuốt ve quan tài đá, nói, nguyên lai là một đoạn luân hồi linh cốt, vậy ta có thể mang đi sao? Ngọc Liên Nữ Đế nói, có thể, ta
ta lắng nghe qua Quang Thần Thiên Tôn thần dụ, hắn nói ngươi tùy thời đều có thể mang đi cái này linh cốt. Nhưng, ngươi phải chú ý, nếu như ngươi mang đi cái này linh cốt, liền ngang hàng lưng đeo trên luân hồi vãng thế thư nhân quả, sau này ngươi và luân hồi thư tới giữa, nhân quả vận mạng liên lụy, nhất định là chém không ngừng. Diệp Thần trong đầu nghĩ, từ tiếp xúc tới mộ cung một khắc kia bắt đầu, mình cùng luân hồi vãng thế thư, liền định trước nhân quả dính líu, đó là tương lai chạy khỏi bất quá số mệnh, phúc họa khó liệu. Có thể, vậy ta liền mang đi cái này linh cốt. Diệp Thần hít sâu một hơi, đáp ứng, không lai phúc họa khó liệu, hôm nay đặt ở trước mắt cơ duyên, hắn tự nhiên không thể không muốn. Lập tức, Diệp Thần mở ra quan tài đá, quả nhiên liền thấy quan tài đá bên trong, chôn giấu một đoạn linh cốt, phía trên mơ hồ nhấp nhô màu vàng kim phù văn, luân hồi hơi thở dâng trào. Nếu như dung hợp cái này linh cốt, Diệp Thần luân hồi huyết mạch, có lẽ vừa có thể lớn mạnh mấy phần. Vây quanh Thanh Liên chú thánh pháp tranh đấu, đến chỗ này chấm dứt ở đây. Sau cùng thu hoạch, để cho Diệp Thần khá là hài lòng. Hắn vượt quá lấy được Thanh Liên chú thánh pháp, còn lấy được một đoạn luân hồi linh cốt, thậm chí đại khái thăm dò thiên tâm lão tổ thực lực, cũng không thể chiến thắng. Sâu hơn tới, liền thiên quân phong thần bia cấm chế, vậy toàn bộ mở ra. Từ hủy diệt trong vực sâu sau khi ra, Diệp Thần tạm biệt Ngọc Liên nữ đế, mang kỷ tư thanh, lần nữa trở lại tinh nguyệt giới. Tinh nguyệt giới bên trong, Diệp Tà Thần, Võ Giao, Hạ Nhược Tuyết, Già Thiên Ma đế các người, còn ở là Diệp Thần chuẩn bị đột phá nghi thức. Diệp Thần đánh vào thiên huyền cảnh, đến lúc đó, không lúc nào không bên trong, hoàng hôn cự nhân rất có thể hạ xuống. Đó cũng không phải là giống vậy cường giả, mà là tử thần giáo đoàn hạch tâm một trong, vô cùng mạnh mẽ. Vì đối kháng có thể uy hiếp, luân hồi trận doanh bên này, tự nhiên phải làm đủ chuẩn bị. Ngày xưa địa ngục giới thần vũ trụ Diêm La Đạo Quân, chúng sanh giới thần vũ trụ Chân Lý Phật Tổ, còn có ma thần cung nắm giữ thần đồ Uyển Nhi, Gấm Hoa, Thiện Nhu hai tỷ muội, rất nhiều luân hồi trận doanh bạn tốt, cũng từ bốn phương tám hướng chạy đến, cũng là đồng tâm hiệp lực, là Diệp Thần đột phá làm chuẩn bị. Phỏng đoán ở ba ngày sau, nghi thức là có thể hoàn toàn chuẩn bị xong. Đến lúc đó, chính là Diệp Thần chính thức đánh vào thiên huyền cảnh ngày. Lần này, sẽ không lại có gì ngoài ý muốn. Đánh vào thiên huyền cảnh thời điểm, liền sắp tới, Diệp Thần tâm tình cũng là 10 phần khẩn trương, vậy 10 phần mong đợi. Không biết thiên quân thượng vị giả, là cảnh giới như thế nào. Diệp Thần thản nhiên tinh thần, tuy nói trước mắt lấy hắn thực lực, liền vô lượng cảnh hậu kỳ cao thủ, đều có thể đánh một trận. Nhưng bất kể như thế nào, hắn chân thật tu vi, cuối cùng chỉ có bách gia cảnh đỉnh cấp, thật nhiều quy luật đạo lý, bởi vì cảnh giới tu vi không đủ, từ đầu đến cuối không thể hoàn toàn sở thấu. Nếu là có thể tấn thăng thiên huyền cảnh mà nói, Diệp Thần phỏng đoán mình sức chiến đấu, sẽ nhanh mạnh đột phá tăng vọt. Đến lúc đó, lại đột phá một ít cảnh giới, cũng phối hợp lá bài tẩy và nhất định khí vận, nghênh chiến thiên nữ, đem đánh bại, cũng không chuyện không thể nào. Lắc đầu một cái, Diệp Thần thu liếm tâm thần, hiện tại trọng yếu nhất, dĩ nhiên là đánh vào cảnh giới làm chuẩn bị. Ba ngày sau, chính là chính thức đánh vào đột phá ngày. Thừa dịp còn có chút thời gian, trước luyện hóa thiên quân phong thần bia nói sau. Diệp Thần ở tinh nguyệt giới bên trong, tìm một chỗ yên tĩnh, sử dụng nguyện vọng thiên tinh, sau đó bay đến phía trên tinh cầu, tĩnh tâm tu luyện cảm ngộ. Trước đây, Diệp Thần tuy đạt được thiên quân phong thần bia, nhưng bởi vì hắc ám cấm chế tồn tại, từ đầu đến cuối không có thể hoàn toàn luyện hóa nắm trong tay. Mà hôm nay, tất cả hắc ám cấm chế đều đã tiêu tán, Diệp Thần có hoàn toàn khống chế có thể. Nguyện vọng thiên tinh trên, Diệp Thần linh khí vận chuyển, thả ra thiên quân phong thần bia. Cổ xưa bia đá, toát ra dịu dàng thần mang, lại cũng không có một chút hắc ám khí tức chập chờn, nguyên tấm bia đá phơi bày ra một cổ thở mạnh, mênh mông, khí vận vô biên hơi thở. Vậy hào hùng khí vận nội tình, thậm chí hội tụ thành từng cái kim long, phóng lên cao, mưa gió gầm thét, khá là nguy nga. Diệp Thần ánh mắt híp lại, cắn bể đầu ngón tay, bước ra một giọt máu tươi, nhỏ xuống đến thiên quân phong thần bia phía trên. Làm máu tươi của hắn nhỏ xuống đi xuống, giọt kia máu, liền bị thiên quân phong thần bia, không tiếng động hấp thu. Vù vù, thiên quân phong thần bia, hấp thu Diệp Thần máu tươi sau đó, lập tức toát ra trước đó chưa từng có sáng chói ánh sáng, giống như là mặt trời gay gắt vậy chiếu sáng.
luyện hóa quá trình, so Diệp Thần tưởng tượng, còn thuận lợi hơn, cơ hồ là một giọt máu đi xuống, hắn liền cùng Thiên Quân Phong Thần Bia, thành lập được chặt chẽ liên lạc. Cái này Thiên Quân Phong Thần Bia, tựa như thành Diệp Thần thân thể một phần chia, hắn có thể tùy ý nắm trong tay thúc dục. Diệp Thần thử nghiệm thúc dục Thiên Quân Phong Thần Bia, bia đá bắn ra, cuồng bạo linh khí nổ, phá toái hư không, lại là ở trong hư không, hóa ra một cái thần bí lãnh vực. Lãnh vực này, chính là kêu phong thần lãnh vực, phong tỏa hiệu quả vô cùng cường đại. Lãnh vực bên trong, các loại lửa trời thiên lôi nổ, gió lớn bão tuyết gào thét, còn có từng cái thời không chảy loạn, sát phạt kinh khủng dị thường. Đây là Thiên Quân Phong Thần Bia đánh giết thủ đoạn. Phong thần hai chữ, phong cái chữ này, không chỉ là sách phong ý, còn có phong tỏa, phong ân ý. Thiên Quân Phong Thần Bia, cũng không phải là hoàn toàn chỉ có chúc phúc hiệu quả, dùng làm công giết, lực sát thương cũng là 10 phần khủng bố. Rất tốt, có Thiên Quân Phong Thần Bia, ta sức chiến đấu, lại tăng lên một cái nấc thang. Diệp Thần khóe miệng vuốt vẻ mỉm cười. Bất quá, so sánh với Thiên Quân Phong Thần Bia đánh giết chiến lực, hắn quan tâm hơn vậy khí vận chúc phúc hiệu quả. Ánh mắt quét nhìn bia thân, Diệp Thần thấy mình và thiên nữ tên chữ, cũng bởi vì ngăn cản phong hỏa linh tổ đại mộ thần kiếm, bị hoàn toàn xóa đi. Còn có mấy cái hắn không nhận biết tên chữ, cũng đều là trước kia Thiên Quân Phong Thần Bia chủ nhân lưu lại. Nguyên khối Thiên Quân Phong Thần Bia, có thể để cho Diệp Thần biết tên chữ, chỉ có hai người. Một cái là Ma Tổ Vô Thiên, một cái là Nhâm Phi Phàm. Ma Tổ Vô Thiên tên chữ, thật ra thì Diệp Thần rất sớm liền muốn quên đi, nhưng bởi vì trước đó hắn vẫn không có thể hoàn toàn nắm trong tay tấm bia đá này, cho nên vậy không thể ra sức. Hiện tại, Diệp Thần hoàn toàn nắm trong tay bia đá, tự nhiên vậy không khách khí, trực tiếp xóa đi Ma Tổ Vô Thiên tên chữ. Thật ra thì hắn cũng biết, hiện tại xóa đi Ma Tổ Vô Thiên tên chữ, tác dụng đã không lớn. Bởi vì, Ma Tổ Vô Thiên khí hậu đã thành, hắn không cần Thiên Quân Phong Thần Bia chúc phúc, sau lưng hắn có Thiên Ma Tinh Hải ban phúc. Vậy pháp bảo có thể so với Thiên Quân Phong Thần Bia lợi hại hơn, là bốn đại chí cao thần khí một trong. Thiên nữ vận mệnh, cũng kém không nhiều. Hôm nay thiên nữ, cùng Hồng Quân Lão Tổ có bí mật hợp tác, tức lấy được Viêm Hoàng Đế Ấn, vậy không cần lại dựa vào Thiên Quân Phong Thần Bia che chở. Diệp Thần ánh mắt, cuối cùng rơi xuống Nhâm Phi Phàm tên chữ phía trên. Nhâm Phi Phàm tên chữ, phía trên đã hiện đầy cho tàn. Đó là truyền thuyết bên trong. Luân hồi thư kiếp bụi năng lượng. Diệp Thần hồi tưởng lại trước, mượn dùng Thiên Quyền Đại Đế lực lượng, thiếu chút nữa thì bị luân hồi thư kiếp bụi cắn trả, không khỏi được âm thầm lau mồ hôi một cái. Là Nhâm Phi Phàm tên chữ, thay hắn ngăn trở lại luân hồi thư kiếp bụi sát phạt. Hôm nay Nhâm Phi Phàm tên chữ, đã hiện đầy cho tàn, hoàn toàn bị kiếp bụi chìm ngập. Những cái kia cho tàn, lại hoàn toàn cùng Thiên Quân Phong Thần Bia dung hợp làm một thể. Hình như là một đạo màu đen vết sẹo, ở lại sạch sẽ trên mặt tấm bia đá, lộ vẻ được 10 phần nhức mắt. Diệp Thần thử nghiệm dọn dẹp cho tàn, nhưng vô luận như thế nào cũng thanh lý không hết. Mà cho bụi tồn tại, lại không có để cho hắn cảm thấy chút nào khó chịu. Thật giống như tất cả mặt trái hiệu quả, đều bị Nhâm Phi Phàm chịu đựng được. Nhâm tiền bối lại một lần nữa bảo vệ ta. Diệp Thần trong lòng có vẻ cảm kích, trong đầu nghĩ sau này vô luận như thế nào đều phải báo đáp Nhâm Phi Phàm. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần lại sử dụng một bụi thanh liên, linh khí bơm vào đi vào, thanh liên phân giải, hóa thành một phiến phiến thần bí công pháp ký tự, trôi lơ lửng ở Diệp Thần trước mắt. Cái này thanh liên chú thánh pháp, truyền thuyết là từ Thái Sơ lưu truyền xuống thần thuật. Từ chân lý đại lộ ra đời, thời không mở ra tới nay, cái đầu tiên đản sanh ra sinh linh, thật ra thì cũng không phải là người, mà là một đóa thanh liên. Thanh liên ra đời, tạo ra hỗn độn, tạo ra thiên địa thời không, mở ra ra cái thế giới thứ nhất. Từ nơi này cái thế giới thứ nhất bên trong, đi ra một cái thần linh, sau đó bị người gọi là cỏ thần. Cỏ thần là một loại quyền bính, mấy đời truyền thừa, như luân hồi vậy. Truyền thuyết cái này thanh liên chú thánh pháp, chính là cỏ thần chế tạo ra. Cỏ thần mới vừa sinh ra thời điểm, chẳng qua là một bụi cỏ, đặc biệt mềm yếu. Nàng khát vọng trưởng thành, khát vọng đổi được xem sáng thế thanh liên vậy mạnh mẽ, cường đại đến đủ để tạo ra hỗn độn thanh thiên. Cho nên, nàng sáng tạo ra thanh liên chú thánh pháp, chính là muốn vì mình đúc ra một cái thanh liên thánh thể, thoát khỏi nhu nhược số mệnh.
nhưng, nàng thất bại. Nàng tuy sáng tạo ra Thanh Liên chú thánh pháp, nhưng liền liền chính nàng, đều không cách nào tu luyện thành công. Bởi vì cái này Thanh Liên chú thánh pháp, ký thác nàng tất cả nguyện vọng, liên quan tới trưởng thành, liên quan tới mạnh mẽ, liên quan tới bảo vệ nguyện vọng. Chỉ cần là nguyện vọng, thường thường cũng là không thể thực hiện. Cho nên, cái này Thanh Liên chú thánh pháp, thế gian cho tới bây giờ không có người nào có thể luyện thành qua, liền ngày xưa người sáng lập, đệ nhất cỏ thần đều không thể. Cỏ thần rất là không biết làm sao, tiếp tục tìm kiếm trở nên mạnh mẽ biện pháp. Sau đó, nàng đụng phải Nguyên Thiên Đế. Nguyên Thiên Đế du lịch rất nhiều thời không, ở nơi này lúc ban đầu sinh ra thời không bên trong, thấy cỏ thần. Cỏ thần nói, nàng muốn đổi được mạnh mẽ. Nguyên Thiên Đế nói, đi chiến đấu đi, từ máu và lửa trong giết hại, ngươi là có thể đổi được mạnh mẽ. Cỏ thần nói, mang ta đi ra ngoài đi. Nguyên Thiên Đế gật đầu, liền đem đệ nhất cỏ thần, từ vậy phiến lúc ban đầu trong thế giới mang ra khỏi, mang đi ra bên ngoài vô cùng hỗn loạn thời không. Thành tựu báo đáp, cỏ thần tướng Thanh Liên chú thánh pháp, tặng đưa cho Nguyên Thiên Đế. Sau đó, Nguyên Thiên Đế đem môn công pháp này, lại ban cho người làm Hoàng Sùng Quang, chính là về sau Quang Thần Thiên Tôn. Đáng tiếc, Quang Thần Thiên Tôn cũng không thể luyện thành công pháp này, thậm chí gặp cắn trả. Cửa này Thanh Liên chú thánh pháp, ký thác thế gian lúc ban đầu nguyện vọng, là khát vọng đổi được mạnh mẽ, độc chống trời thời không nguyện vọng. Diệp thần cảm ngộ Thanh Liên chú thánh pháp, vậy các loại nhân quả qua lại, cũng là từng cái sông lên đầu. Hắn thiên cơ thấy rõ dưới, thậm chí mơ hồ dò ngó thấy Nguyên Thiên Đế dung mạo, quả nhiên liền như già đi mình như nhau. Nguyên Thiên Đế là già đi ta, vậy ta lại là ai? Diệp thần ngay hoảng hốt như mộng như ảo, lăng thần thật lâu, mới hoàn hồn lại, lắc đầu một cái. Thôi, những thứ này, suy nghĩ nhiều cũng là vô ích, ngược lại có thể nhiễu loạn đạo tâm. Nếu như vị kia Nguyên Thiên Đế, thật cùng ta có liên quan, chờ ta cảnh giới đến, tự nhiên liền biết được. Diệp thần tính hạ tâm lai, thử nghiệm lĩnh ngộ Thanh Liên chú thánh pháp. Nhưng, cửa này Thanh Liên chú thánh pháp, xa so hắn tưởng tượng, còn thâm ảo hơn rất nhiều. Bên trong đúc Thanh Liên thánh thể mấu chốt, hoàn toàn cũng chỉ là trong ảo tưởng nguyện vọng, muốn ở thế giới hiện thật thực hiện, đặc biệt khó khăn. Diệp thần tính tâm lĩnh ngộ dưới, lấy hắn thiên phú năng lực, vậy đoán không ra Thanh Liên chú thánh pháp tinh túy. Môn công pháp này, quả nhiên thần bí tinh thâm. Diệp thần cũng không có cưỡng ép tu luyện, bởi vì còn đoán không ra. Nếu như cưỡng ép tu luyện, rất có thể gặp cắn trả, Quang Thần Thiên Tôn chính là bài học thất bại. Đạo Đức Thiên Tôn nói, hắn có một cái bí quyết, có thể giúp ta tu luyện Thanh Liên chú thánh pháp, không biết là cái gì bí quyết. Diệp thần nhớ tới Đạo Đức Thiên Tôn mà nói, trong lòng rất là tò mò. Cái này Thanh Liên chú thánh pháp như vậy huyền ảo tinh thâm, liền đệ nhất cỏ thần, Quang Thần Thiên Tôn cũng không luyện được. Chẳng lẽ Đạo Đức Thiên Tôn có biện pháp? Xem ra vẫn còn đi Tử Hoàng Tiên Cung một chuyến. Diệp thần nghĩ thầm, khoảng cách chính thức đánh vào thiên huyền cảnh, còn có 3 ngày, cái này 3 ngày thời gian, nếu như có thể luyện thành Thanh Liên chú thánh pháp mà nói, hắn đột phá cơ hội càng lớn hơn. Nghĩ như vậy, Diệp thần chính là truyền ra ý chí, cho biết Tử Hoàng Tiên Cung, mình phải đi viếng thăm, thoáng chuẩn bị một tí, chính là biến dạng hư không, thẳng hướng lên đường. Rất nhanh. Diệp thần hạ xuống đến Tử Hoàng Tiên Cung sơn môn bên trên, nhưng gặp Trùng Dương chân nhân, mang mấy cái đón khách trưởng lão, đang đợi hắn. Luân hồi chi chủ, cung nghênh đại giá. Trùng Dương chân nhân hướng Diệp thần chắp tay. Gặp qua Trùng Dương chân nhân. Diệp thần chắp tay đáp lễ. Mời luân hồi chi chủ chờ một chút, ngày hôm nay còn có một vị quý khách muốn tới. Trùng Dương chân nhân cười nói. À! Diệp thần trong đầu nghĩ không biết là cái gì quý khách, liền chờ ở một bên. Đợi một hồi, nhưng gặp bầu trời phương xa, bỗng nhiên gió tuyết múa lên, băng hoàng khí tượng hiện lên. Một đạo tuyệt thế ung dung dáng người, ngự gió đạp tuyết bay tới, lại là đảm nhiệm thiên nữ. Thiên nữ. Diệp thần thấy thiên nữ hạ xuống, nhất thời thất kinh, không nghĩ tới Trùng Dương chân nhân chờ quý khách, lại chính là thiên nữ. Diệp thần, thật lâu không gặp. Thiên nữ tựa hồ biết Diệp thần sẽ đến, hơi hướng hắn cười một tiếng. Diệp thần trong lòng sớm có quyết đoán, tương lai quyết chiến, hắn tuyệt không nhúng tay mềm, nhưng lúc này thấy thiên nữ cười yếu ớt xinh đẹp, không khỏi hồi tưởng lại ngày xưa chung đụng một màn, tâm thần hơi rung động.
Ngươi làm sao tới? Diệp Thần hỏi. Ta tới bắt ít đồ. Thiên nữ cười nói, ánh mắt lại nhìn hướng Trùng Dương chân nhân. Trùng Dương chân nhân móc ra một cái hộp ngọc, giao cho thiên nữ. Thiên nữ nhận lấy hộp ngọc, hài lòng gật đầu một cái. Diệp Thần cảm nhận được hộp ngọc kia bên trong, mơ hồ truyền ra từng cơn khủng bố nóng rực hơi thở, trong đầu nghĩ cái này bên trong chứa, chính là Viêm Hoàng Đế Ấn. Viêm Hoàng Đế Ấn, chính là bốn lớn cao nhất thần khí một trong, là Hồng Quân Lão Tổ Pháp Bảo, hôm nay đi qua Trùng Dương chân nhân tay, cho mượn liền thiên nữ. Thiên nữ đạt được Viêm Hoàng Đế Ấn, thực lực tuyệt đối là đột nhiên tăng mạnh, Diệp Thần tương lai muốn chiến thắng nàng, đó là muôn vàn khó khăn. Nghĩ tới tương lai đủ loại hung hiểm, Diệp Thần nội tâm nhất thời ngưng trọng. Thiên nữ nhận lấy Viêm Hoàng Đế Ấn, hướng Trùng Dương chân nhân cười nói, Phong Hỏa Linh Tổ khá hơn chút nào không? Trùng Dương chân nhân nói, khói lửa trưởng lão bị Thiên Tâm lão tổ làm hại, bị chồng nô bộc dấu vết, trưởng giáo chí tôn đang là hắn phá giải, thiên nữ cô nương, người nếu như thuận lợi, xin tương trợ một hai. Thiên nữ gật đầu nói, cái này tự nhiên, các ngươi Tử Hoàng Thiên Cung, tặng đưa cho ta đại lễ như vậy, Phong Hỏa Linh Tổ gặp nạn, ta không thể nào ngồi nhìn bỏ mặc. Trùng Dương chân nhân lại hướng Diệp Thần đạo, luân hồi chi chủ, không biết ngươi có thể hay không vậy xuất thủ tương trợ. Sau khi chuyện thành công, trưởng giáo chí tôn sẽ tuân thủ lời hứa, truyền thụ ngươi tu luyện Thanh Liên chú thánh pháp bí quyết. Diệp Thần nói, có thể. Trùng Dương chân nhân gật đầu một cái, nói, mời. Liền mời thiên nữ và Diệp Thần vào núi, thẳng đi tới sơn môn chủ điện bên trong. Chỉ gặp chủ điện bên trong, bố trí một cái màu máu đại trận, trên trận pháp ngọn lửa cháy, lại lưu chuyển mồi lửa nguyên năng lượng khí tức. Phong Hỏa Linh Tổ đang ngồi xếp bằng tâm trận bên trên, chung quanh trận pháp năng lượng, cũng đi hắn thân thể dẫn nước đi, hắn trên mặt hơi lộ ra vẻ thống khổ. Đạo Đức Thiên Tôn đang ngồi ở Phong Hỏa Linh Tổ bên người, bàn tay cách không để ở trên người hắn, đem tự thân linh khí bơm vào đi qua. Hai người trên đỉnh đầu cũng toát ra khói trắng, không khí lộ ra một chút vô cùng lo lắng. Hiển nhiên, Đạo Đức Thiên Tôn đang là Phong Hỏa Linh Tổ, phá giải tôi tớ kia dấu vết. Chỉ bất quá, tôi tớ kia dấu vết, là dùng thiên bia trồng, như phụ cốt chi thư vậy vững chắc, cho dù là Đạo Đức Thiên Tôn, cũng khó mà trong vòng thời gian ngắn phá giải. Thiên nữ, luân hồi chi chủ, liền nhờ ngươi cửa hỗ trợ. Trùng Dương chân nhân nói. Diệp Thần và thiên nữ nhìn nhau, hai người không nói gì, rất ăn ý bước vào trận pháp bên trong, phân biệt ngồi xếp bằng ở Phong Hỏa Linh Tổ cỡ đó. Bàn tay vận chuyển linh khí, cũng đem linh khí bơm vào đến Phong Hỏa Linh Tổ trên mình. Luân hồi máu, cháy. Diệp Thần cảm thấy Phong Hỏa Linh Tổ nô bộc dấu vết, 10 phần ngoan cố, lập tức vậy không do dự, trực tiếp thiêu đốt lên tự thân luân hồi máu, một cổ hung mãnh khí huyết năng lượng, trực tiếp vọt tới Phong Hỏa Linh Tổ trong kinh mạch đi. Mơ ước một lòng, ta nguyện vọng, nguyền rủa tan biến. Thiên nữ mắt đẹp ngưng luyện, cả người linh khí bạo động. Lại là trực tiếp thi triển ra tam thập tam thiên thần thuật, mơ ước một lòng lưu, rất nhiều xuống lớn thể nguyện, muốn nghiền diệt Phong Hỏa Linh Tổ trong cơ thể nô bộc dấu vết. Đạo Đức Thiên Tôn mở mắt ra, thấy hai người đều là toàn lực mà làm, trong bụng cảm kích, khẽ gật đầu. Hắn vậy điều động mồi lửa năng lượng, không ngừng đi Phong Hỏa Linh Tổ trong cơ thể đánh tới. Ở ba người năng lượng dưới sự xung kích, Phong Hỏa Linh Tổ cả người sắp nứt, à kêu to một tiếng, vành mắt hết sức nứt ra. Phẫn nộ quát, các ngươi muốn hủy diệt chủ nhân cho ta lễ vật, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Ở hắn tâm lý, Thiên Tâm lão tổ chồng nô bộc dấu vết, lại là cho hắn lễ vật. Hắn không cam lòng phần lễ vật này, lúc này bị phá xấu xa, trong cơ thể linh khí bạo dũng, muốn phản kháng. Tiên đế cấp khủng bố linh khí, hóa thành kinh thiên kiếm khí, thì phải chém chết đi ra. Nhưng, ở Phong Hỏa Linh Tổ trên mình, nhưng bỗng nhiên hiển hóa ra từng cái màu đỏ thẫm xiềng xích, những thứ này xiềng xích mang theo cổ xưa ngọn lửa phù văn, vững vàng chất cốc hắn, cũng đem hắn bộc phát ra kiếm khí, toàn bộ phong tỏa ở. Đó là Viêm Hoàng Đế Ấn phong tỏa. Ở đem Viêm Hoàng Đế Ấn, giao cho thiên nữ trước, Tử Hoàng Thiên Cung sớm đã dùng cái này pháp bảo, niêm phong liền Phong Hỏa Linh Tổ linh khí, để cho hắn không cách nào phản kháng. Tiên đế cấp linh khí, đều có thể phong tỏa. Có thể gặp vậy Viêm Hoàng Đế Ấn, có lợi hại dường nào? Ở nơi này vậy phong tỏa hạ, Phong Hỏa Linh Tổ phản kháng thất bại, lạc giọng kêu to. Diệp Thần, Thiên Nữ, Đạo Đức Thiên Tôn ba người,
tất cả thúc dục linh khí, phá giải phong hỏa linh tổ trong cơ thể dấu vết khống chế. Ở ba người năng lượng dưới sự xung kích, tôi tớ kia dấu vết, cũng là rắc rắc một tiếng, tuyên cáo nghiền. Làm dấu vết nát bấy một khắc kia, phong hỏa linh tổ cả người run rẩy kịch liệt liền một tí, tất cả vùng vẫy biểu tình tức giận, đều biến thành đờ đẫn cùng mờ mịt. Hắn thật giống như lập tức già triệu tuổi, trong mắt ánh sáng đổi được vô cùng đục ngầu, thân thể vậy đang không ngừng phát run. Sư đệ, không sao chứ? Đạo đức thiên tôn thu bàn tay về, nói. Diệp thần và thiên nữ, vậy thu hồi tự thân linh khí, ngắm nhìn phong hỏa linh tổ. Phong hỏa linh tổ mờ mịt đờ đẫn, ngắm nhìn bốn phía, tinh thần cũng là dần dần khôi phục, hồi tưởng lại trước đây trải qua một màn, lẩm bẩm nói, ta lại thành thiên tâm lão tổ nô lệ. Hắn là ngày xưa chính phái lãnh tụ, một đời tiên đế đại tông sư, nhưng đối thiên tâm lão tổ khom lưng khuỵu gối, giống như heo chó con kiến hôi. Hồi tưởng lại từng màn kia khuất nhục, phong hỏa linh tổ lại là lúng túng, lại là quẫn bách, lại là một hồi nổi nóng, trong lòng lại là bi thương. Bởi vì, hắn lúc bị khống chế, thậm chí tự tay giết chết con gái Tiêu Tĩnh. Tuy nói Tiêu Tĩnh có thủy thần thiên tôn che chở, sẽ không thật lúc này chết đi, nhưng muốn khôi phục như lúc ban đầu, giá phải trả vậy tất nhiên là to lớn. Đạo đức thiên tôn nói, sư đệ, ngươi không có sao liền tốt, chuyện đã qua, ta sẽ nghĩ biện pháp vì ngươi trả thù. Phong hỏa linh tổ căm hận muốn chết, cắn răng nghiến lợi nói, cái này thiên tâm lão tổ, ta nhất định phải giết hắn. Dừng một chút, phong hỏa linh tổ sử dụng một phiến ngọc giản, trên ngọc giản in đại mộ thần kiếm bốn chữ. Diệp thần, đây là đại mộ thần kiếm pháp quyết tu luyện, ta tặng cho ngươi, ngươi tu luyện kiếm này, thay ta tru diệt thiên tâm lão tổ. Phong hỏa linh tổ đem cái này tu luyện ngọc giản, giao cho Diệp thần, trong ánh mắt như cũ mang cửu hận thấu xương, dặn dò. Hắn từng bị thiên tâm lão tổ khống chế, hôm nay tuy khôi phục, nhưng cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề. Thời gian kế tiếp, hắn cần bế quan nghỉ ngơi. Muốn dựa vào mình báo thù nói, không biết phải đợi bao lâu. Cho nên, hắn muốn ủy thác Diệp thần ra tay, giúp hắn trả thù. Cái này đại mộ thần kiếm, chính là hắn đưa cho Diệp thần lễ vật, cũng là giết người lưỡi dao sắc bén. Tiền bối, người phải đem đại mộ thần kiếm đưa cho ta. Diệp thần lấy làm kinh hãi, phải biết cái này đại mộ thần kiếm, ở tam thập tam thiên thần thuật bên trong, hạng trước 10, mũi nhọn tuy kém hơn trong truyền thuyết thiên đấu lớn đổ sát kiếm, nhưng lực sát thương vậy là vô cùng lợi hại khủng bố, đủ để mai táng chư thiên thời không. Nếu như Diệp thần có thể luyện thành kiếm này, tru diệt thiên tâm lão tổ, chắc chắn càng lớn hơn. Tuyệt đối không thể. Đạo đức thiên tôn thấy phong hỏa linh tổ muốn tặng kiếm, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Hướng phong hỏa linh tổ nói. Sư đệ, cái này đại mộ thần kiếm vô cùng chân quý, ngươi làm sao có thể đưa cho một cái người ngoài. Phong hỏa linh tổ khoát tay một cái, nói, sư huynh, Diệp thần hắn không là người ngoài, huống chi, cái này đại mộ thần kiếm, vốn chính là ngày xưa nguyên thiên đế truyền thụ cho ta, ta hôm nay đưa cho luân hồi chi chủ, vậy coi là vật quy nguyên chủ. Nói xong lời cuối cùng, phong hỏa linh tổ trong mắt bên trong, mang một chút ngoạn vị nhi ý. Hắn xem qua nguyên thiên đế tướng mạo, đó chính là già đi Diệp thần. Hắn biết Diệp thần cùng nguyên thiên đế tới giữa, nhất định có động trời sâu xa, cho nên, hắn đem đại mộ thần kiếm đưa đi, không chỉ là trợ lực Diệp thần tru diệt thiên tâm lão tổ, lại là trả lại ngày xưa nhân quả. Đạo đức thiên tôn sắc mặt 10 phần khó khăn xem, nhưng nghe phong hỏa linh tổ nói tới nguyên thiên đế, hắn cũng không tốt nói thêm gì nữa. Vị kia nguyên thiên đế, thần bí cao thâm. Rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, cho dù là năm đó tử hoàng thiên cung, vậy từng nhận nguyên thiên đế to lớn ân huệ. Diệp thần gặp đạo đức thiên tôn không phản đối nữa, liền cung kính tiếp đại mộ thần kiếm tu luyện ngọc giản, hướng phong hỏa linh tổ nói, đa tạ tiền bối đưa tặng, ta phải giết giết thiên tâm lão tổ, vì ngươi trả thù. Phong hỏa linh tổ vuốt râu cười một tiếng, nói ta chỉ là vật quy nguyên chủ thôi, cái này đại mộ thần kiếm, lực sát thương cực lớn, muốn luyện thành, cũng không phải chuyện dễ. Người tốt nhất cùng tấn thăng thiên huyền cảnh sau đó, tu luyện nữa cũng không muộn. Diệp thần nói, ừ. Một bên thiên nữ hé miệng cười một tiếng, nói, Diệp thần, ngươi như luyện thành đại mộ thần kiếm, chỉ sợ có thể một kiếm đem ta mai táng. Diệp thần nhìn thiên nữ cái này cười yếu ớt xinh đẹp tư thái, trong bụng cảm khái vô hạn, nhưng sẽ không lại có cái gì lưu luyến và do dự, nói ta biết, thiên nữ, ta sẽ đích thân giết chết ngươi.
Thiên nữ Lạc Lạc cười duyên, nói, rất tốt, người có phần này quyết đoán, chàng này quyết chiến mới có ý tứ, người sắp bắt đầu đánh vào thiên huyền cảnh liền chứ. Ta cũng vì ngươi hộ pháp, nếu không ngươi đánh vào thất bại, vậy có thể không dễ chơi. Nàng còn muốn chờ Diệp Thần, tấn thăng thiên huyền cảnh, sau đó sẽ cùng Diệp Thần quyết chiến. Diệp Thần lần này đột phá, nàng tự nhiên cũng sẽ không ngồi nhìn bỏ mặc, nàng sẽ hạ xuống đến tinh nguyệt giới, bảo vệ Diệp Thần. Đa tạ. Diệp Thần cũng không có cự tuyệt, thiên nữ thực lực lớn mạnh như vậy, có nàng hộ pháp mà nói, cho dù người trong truyền thuyết kia hoàng hôn cự nhân hạ xuống, luân hồi trận doanh bên này, cũng có thể đối kháng. Diệp Thần, vậy chúc ngươi đột phá thuận lợi, tương lai Chu Diệt Thiên Tâm lão tổ, liền nhờ ngươi, ta cáo từ trước. Phong Hỏa Linh Tổ hướng Diệp Thần chắp tay, đứng dậy, lại hướng Đạo Đức Thiên Tôn nói. Sư huynh, ta phải về Phong Hỏa Vực, lần này trắc trở, ta tổn thương nguyên khí nặng nề, cần bế quan nghỉ ngơi, ngươi vạn sự chú ý. Đạo Đức Thiên Tôn lạnh nhạt nói, sư đệ, ngươi an tâm nghỉ ngơi cho giỏi. Phong Hỏa Linh Tổ gật đầu một cái, liền tạm biệt rời đi. Thiên nữ nhìn xem Diệp Thần, lại nhìn xem Thiên Tâm lão tổ, biết hai người còn có lời muốn nói, liền cười nói, Diệp Thần, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Xoay người đi ra ngoài, tại đại điện bên ngoài chờ Diệp Thần. Trùng Dương chân nhân vậy khom người lui xuống, cũng đóng cửa lại. Trong đại điện, chỉ còn lại Diệp Thần và Đạo Đức Thiên Tôn hai người. Đạo Đức Thiên Tôn nói, Diệp Thần, người thay ta sư đệ phá giải nguyền rủa dấu vết, ta sẽ tuân thủ lời hứa, truyền thụ ngươi tu luyện Thanh Liên Chú Thánh Pháp bí quyết mấu chốt. Diệp Thần nói, Đạo Đức Thiên Tôn, người hiểu biết chính xác đạo Thanh Liên Chú Thánh Pháp bí quyết chỗ. Hắn rất là tò mò, vậy rất là hoài nghi. Dẫu sao vậy Thanh Liên Chú Thánh Pháp, vô cùng là huyền ảo tinh thâm, liền hắn cũng là bó tay, cũng không biết Đạo Đức Thiên Tôn có cách gì. Đạo Đức Thiên Tôn sờ một cái râu, lạnh nhạt nói, năm đó Nguyên Thiên Đế, từng hạ xuống ta Tử Hoàng Thiên Cung, cũng đem Đại Mộ Thần Kiếm, truyền thụ cho ta sư đệ. Khi đó, ta lặng lẽ theo dõi qua trên người hắn nhân quả, tính toán đến hắn thiên cơ dấu vết, từ trên người hắn, dòm ngó thấy Thanh Liên Chú Thánh Pháp bí mật. Thanh Liên Chú Thánh Pháp, là đệ nhất cỏ thần sáng tạo thần thuật, sau đó đưa cho Nguyên Thiên Đế. Nguyên Thiên Đế hiển nhiên nắm giữ Thanh Liên Chú Thánh Pháp bí mật, theo dõi trên người hắn nhân quả, đúng là có thể ăn cắp đến tương quan bí quyết. Diệp Thần kinh hãi, nói, ngươi tính toán qua Nguyên Thiên Đế. Hắn lại không nghĩ rằng, Đạo Đức Thiên Tôn lại có thể lớn gan như vậy, liền Nguyên Thiên Đế cũng dám tính toán. Đạo Đức Thiên Tôn cười nói, cái gọi là hướng văn đạo, tịch chết có thể vậy, Nguyên Thiên Đế truyền thuyết là thế gian luồng thứ nhất trí khôn, ta muốn từ trên người hắn, dòm ngó gặp nhất cuối cùng bí mật. Nếu là có thể dòm ngó gặp trung cực, ta dù chết cũng không tiếc. Bất quá đáng tiếc, vậy cuối cùng bí mật, ta từ đầu đến cuối không có thể thấy rõ, chỉ thấy Thanh Liên Chú Thánh Pháp một chút tu luyện bí quyết. Nguyên Thiên Đế phát hiện ta theo dõi, nhưng vậy rất là độ lượng, cũng không có trách cứ ta. Khi đó, hẳn là ta cả đời này, lần đầu tiên cảm nhận được sợ hãi mùi vị, cũng là một lần cuối cùng. Sau này vô luận đụng phải nữa ai, đều sẽ không lại có cái gì sợ chi tâm, bởi vì cái này thế gian, không có người nào so Nguyên Thiên Đế càng đáng sợ hơn. Dừng một chút, Đạo Đức Thiên Tôn ngắm nhìn Diệp Thần ánh mắt, chân mày nhíu một tí, nói, nhắc tới, vậy Nguyên Thiên Đế ánh mắt, và ngươi ánh mắt, đặc biệt tương tự, ta lần đầu tiên thấy ngươi thời điểm, còn lấy vì ngươi chính là Nguyên Thiên Đế lúc còn trẻ hóa thân. Năm đó Nguyên Thiên Đế phủ xuống thời điểm, Đạo Đức Thiên Tôn vậy không thấy đối phương dung mạo, chỉ thấy một đôi mắt, và Diệp Thần đặc biệt tương tự. Diệp Thần tim đập mạnh liền một tí, lại lắc đầu nói, tiền bối nói đùa, ta tại sao có thể là Nguyên Thiên Đế hóa thân. Đạo Đức Thiên Tôn gật đầu nói, đích xác, ngươi luân hồi huyết mạch là chư thiên chí cao, sẽ vượt qua cuối cùng tiềm lực. Coi như là vậy Nguyên Thiên Đế, cùng ngươi có cái gì sâu xa nói. Vậy chắc cũng là nói, Nguyên Thiên Đế là ngươi tương lai hóa thân, mà không phải là ngươi là hắn hóa thân. Diệp Thần lắc đầu một cái, nói tiền bối, không nói cái này, xin ngươi hãy đem Thanh Liên Chú Thánh Pháp tu luyện bí quyết, truyền thụ cho ta. Đạo Đức Thiên Tôn khẽ vuốt cằm, nói, được, cái này tu luyện bí quyết, nhắc tới cũng không khó khăn, ngươi có thể gỡ xuống một đoạn luân hồi linh cốt, chế tạo một cái luân hồi phân thân, dựa vào phân thân, đi tu luyện Thanh Liên Chú Thánh Pháp. Cái này Thanh Liên Chú Thánh Pháp, muốn tu luyện thành công,
không thể có nửa điểm nghĩ bậy và dục vọng. Nhân tâm đều có dục vọng, nhưng phân thân không có, phân thân liền giống như là khôi lỗi tồn tại, không có linh thức trí khôn, tự nhiên cũng không có nghĩ bậy và dục vọng. Diệp Thần nghe được Đạo Đức Thiên Tôn mà nói, nghĩ tới đã từng hắn cũng có qua một đạo phân thân, mượn vậy đạo phân thân nhiều lần kim thiền thoát xác, đáng tiếc theo thực lực mạnh mẽ, vậy đạo phân thân đã không có dùng, hôm nay nhất thời liền giác hiểu ra, sáng tỏ thông suốt, nói. Đúng rồi, biện pháp này ngược lại là có thể được. Đạo Đức Thiên Tôn cười nói, nếu như ngươi luân hồi phân thân, luyện thành Thanh Liên chú thánh pháp, lúc cần thiết, ngươi còn có thể mượn phân thân chiến đấu, thậm chí đụng phải chết cục diện, có thể để cho phân thân thay thế ngươi đi chết, lấy giả loạn thật, kim thiền thoát xác. Diệp Thần nghe phương pháp này, cũng cảm thấy huyền diệu vô cùng, trong bụng một hồi kích động, lại có chút nghi ngờ, nói tiền bối, ngươi ta tới giữa, tương lai có thể nhất định phải sống chết gặp nhau, ngươi giúp ta như vậy, sẽ không sợ ta đem đi đối phó ngươi. Đạo Đức Thiên Tôn khoát tay một cái, nói ta nói qua, ngươi nếu như chịu giúp ta sư đệ, ta liền truyền thụ ngươi Thanh Liên chú thánh pháp nghĩa sâu xa. Ta Đạo Đức Thiên Tôn người thế nào, tự nhiên nói chuyện giữ lời, sẽ không có chút nào lừa dối giấu giếm. Huống chi tương lai, người ta sống chết gặp nhau nói, ha ha, ta biết ngươi nhiều một cái phân thân, tự nhiên sẽ chú ý đề phòng, cũng không sợ ngươi tính toán. Hắn lời nói này khí độ giống nhau, tự có một cổ đại tông sư siêu nhiên quyết đoán, làm người ta khâm phục. Diệp Thần nói, bỏ mặc tương lai như thế nào, ngày hôm nay ta cũng muốn đa tạ tiền bối chỉ điểm. Đạo Đức Thiên Tôn gật đầu một cái, lại bấm ngón tay tính toán, nói, muốn đánh tạo như bánh xe hồi phân thân, cần ngươi một đoạn luân hồi linh cốt, phong phú máu thịt tinh hoa, nhưng ngươi hôm nay đang sắp đột phá, nếu như tước đoạt linh cốt, tất nhiên sẽ đối với đột phá có vô cùng ảnh hưởng lớn. Thật may, ở trên tay ngươi, có mộ cung vậy nhất thế luân hồi chi chủ linh cốt, có thể thay thế sử dụng. Ha ha, vị kia Nguyên Thiên Đế, thật là đáng sợ tính toán à. Hắn có thể đã sớm coi là đến, ngày hôm nay cục diện này. Năm đó Quang Thần Thiên Tôn, khiêng quan tài bước vào thần thiên giới. Bộ kia quan tài bên trong, chính trang trước vậy nhất thế luân hồi chi chủ linh cốt. Vậy linh cốt, là vậy nhất thế luân hồi chi chủ, lưu lại cơ duyên, nhưng sau lưng, nhưng là có Nguyên Thiên Đế chỉ điểm. Nguyên Thiên Đế sớm dự liệu được, vậy một đời luân hồi chi chủ, cuối cùng sẽ thất bại, cho nên kêu hắn trước thời hạn lưu lại linh cốt, là đời sau người lót đường. Thậm chí, Nguyên Thiên Đế còn phân phó Quang Thần Thiên Tôn, đi chôn giấu kỹ như bánh xe hồi linh cốt. Những thứ này so cổ xưa còn muốn cổ xưa bố trí, ngày hôm nay ứng nghiệm ở Diệp Thần trên mình. Diệp Thần chỉ cảm thấy rợn cả tóc gáy, da đầu tê dại. Vị kia Nguyên Thiên Đế, bố trí mưu đồ thật đúng là sâu xa. Bất quá, có thể khẳng định là, Nguyên Thiên Đế là đứng ở luân hồi bên này. Hắn tất cả bố trí, cũng là vì Diệp Thần trưởng thành. Nghĩ như vậy, Diệp Thần cũng là an lòng rất nhiều. Bất quá, hắn vẫn có chút khó chịu. Bởi vì, hắn chẳng muốn làm một con cờ, mặc cho người khác bố trí. Hắn muốn chân chánh nắm trong tay mình vận mệnh, không chịu người bất kỳ nắm giữ. Hết thảy các thứ này, đều cần thực lực, cực hạn thực lực. Ta giúp ngươi cùng nhau chế tạo như bánh xe hồi phân thân, sau đó, người ta tới giữa, nhân quả liền coi là thanh toán. Sau này, ngươi không nợ ta, ta cũng không thiếu ngươi. Đạo Đức Thiên Tôn nói. Đa tạ. Diệp Thần cũng không nói nhảm, trực tiếp sử dụng vậy đoạn luân hồi linh cốt, cũng đem máu tươi nhỏ lên đi. Vù vù. Làm Diệp Thần máu tươi, nhỏ xuống đến vậy linh cốt phía trên, như bánh xe hồi linh cốt. Chính là tràn ra kim quang sáng chói. Máu tươi cùng linh cốt hỗn hợp, bắt đầu nảy sinh ra chân chính máu thịt, cũng dần dần buộc vòng quanh hình một người đường danh, là Diệp Thần đường danh. Cái này cái luân hồi phân thân, dần dần thành hình. Dĩ nhiên, cái này phân thân hơi thở, hoàn toàn không thể cùng Diệp Thần so sánh, đảm nhiệm ai cũng có thể nhìn ra, phân thân chính là phân thân, cũng không phải là bản thể. Thanh Liên chú thánh pháp, Thanh Liên tiên khí. Hội tụ ta thân, đúc thánh thể, bạch nhật phi thăng. Diệp Thần đem mình thần thức, chiếu đến như bánh xe hồi phân thân phía trên, cũng bắt đầu vận chuyển Thanh Liên chú thánh pháp. Vù vù, hắn phân thân bên trên, nhất thời tràn ra từng luồng màu xanh tiên khí. Màu xanh tiên khí chìm nổi tới giữa, mơ hồ ở trong hư không, toát ra một đóa đóa màu xanh hoa sen,
khí tượng đặc biệt nguy nga. Diệp thần vậy phân thân, vậy giống như hóa thành một bụi thanh liên, độc chống đỡ trời, phá vỡ hỗn độn thời không, bàng bạc khí lưu gào thét, khuấy động hư không, ùng ùng vang dội, vô số nguyên sơ sinh mạng phù văn đang lưu chuyển, rực rỡ tươi đẹp dị thường. Một mực không cách nào luyện thành thanh liên chú thánh pháp, ở nơi này cái phân thân bên trên, Diệp thần lại có thể luyện thành, mặc dù còn chỉ là mới vừa bước vào ngưỡng cửa, thế nhưng cổ thanh liên chống trời khoáng đạt khí tượng, liền một bên đạo đức thiên tôn, cũng theo đó rung động. Thanh liên chống trời, các loại thời không tan vỡ, trong hư không xuất hiện từng cái vết rách. Hư không vết rách chỗ sâu, truyền ra quỷ dị tiếng gầm gừ, có bóng tối ma vật, từ vết rách bên trong liều chết xung phong đi ra, muốn công kích Diệp thần và hắn phân thân. Đây là tu luyện thanh liên chú thánh pháp, phải đi qua kiếp nạn. Tím hoàng thần hỏa, cho ta trấn áp. Trấn giữ ở một bên đạo đức thiên tôn, điều động mồi lửa nguyên hơi thở, từng luồng tím hoàng thần hỏa nổ, đem những cái kia liều chết xung phong đi ra ngoài ma vật, toàn bộ nghiền tiêu diệt. Có hắn bảo vệ, Diệp thần không có nỗi lo về sau, chuyên tâm vận chuyển thanh liên chú thánh pháp, không ngừng tráng đại phân thân. Như vậy qua được hai ngày, hắn vậy cái phân thân, rốt cục thì bước đầu đúc thành thanh liên thánh thể, nguyên cổ thân thể cũng tràn đầy tràn ra thanh liên mùi thơm, thật giống như hội tụ thế gian nhất đậm đà sức sống tinh hoa, sau lưng ẩn chứa bàng bạc linh khí, lại tựa như có thể tạo ra trời, bảo vệ vạn vật, cực kỳ mạnh mẽ. Luyện thành. Diệp thần thần thức, trở lại mình bản thể, mở mắt ra, nhìn trước mắt phân thân, một hồi kinh ngạc cùng vui sướng. Chỉ gặp vậy cái luân hồi phân thân, thanh liên khí tượng đậm đà, thân hình tướng mạo, thậm chí là tản ra luân hồi hơi thở, cũng cùng Diệp thần độc nhất vô nhị, không có chút nào khác biệt. Duy nhất khác biệt, chính là vậy cái luân hồi phân thân, hai mắt nhắm nghiền, không có thần thức trí khôn chập chờn, chỉ là một cái vật chết, cũng không có linh hồn. Phân thân nhất định phải có bản thể thần thức chiếu, mới có thể hoạt động, nếu không, chính là một cái con rối vật chết. Diệp thần phân ra một món thần thức, chiếu đến phân thân trên. Vậy cái phân thân, lập tức liền mở mắt ra, hơi thở cũng thay đổi được sinh động. Diệp thần bản thể và phân thân, bốn mắt nhìn nhau, mỉm cười cười một tiếng. Đạo đức thiên tôn thấy vậy, nhất thời ngây dại, nói cái này. Đây thật là, không tưởng tượng nổi. Hắn hoảng hốt tới giữa, vậy không phân rõ Diệp thần bản thể, và phân thân khác biệt, bởi vì chân thực quá tương tự. Vậy mà nói, phân thân hơi thở, cùng bản thể chênh lệch, đặc biệt to lớn, một mắt liền có thể phân biệt. Nhưng, bởi vì Diệp thần phân thân, luyện thành thanh liên chú thánh pháp, đúc ra thanh liên thánh thể, hơi thở phá lệ mạnh mẽ, từ ngoài mặt xem, lại có thể cùng bản thể cũng kém đừng chừng mực. Tiền bối, đa tạ tương trợ, ta cái này phân thân, cuối cùng là luyện thành. Diệp thần cười một tiếng, đem thần thức thu hồi đến bản thể. Chợt lại đem phân thân thu hồi đến luân hồi mộ địa bên trong đi, hướng đạo đức thiên tôn nói cảm ơn. Có cái này cái phân thân, Diệp thần liền nhiều hơn một lá bài tẩy. Hắn có thể mượn phân thân chiến đấu, thậm chí đụng phải sống chết nguy hiểm, có thể đem phân thân sử dụng, lấy giả loạn thật, là hắn ngăn cản một kích chí mạng, để cho bản thể kim thiền thoát xác, còn sống sót. Xem ra cái này thanh liên chú thánh pháp, so ta tưởng tượng, còn muốn huyền diệu rất nhiều. Đạo đức thiên tôn sắc mặt hơi ngưng trọng, hiển nhiên vậy không ngờ tới, lợi dụng thanh liên chú thánh pháp chế tạo ra luân hồi phân thân, lại có thể cùng bản thể như vậy tương tự, thậm chí hơi thở lớn mạnh như vậy. Diệp thần nhiều hơn một cái phân thân, hắn sau này muốn phải đối phó, dĩ nhiên là phiền toái rất nhiều. Tiền bối, ta chuẩn bị đột phá thiên huyền cảnh, người muốn tới dự lễ sao? Diệp thần hỏi. Không cần, ta còn có rất nhiều chuyện vụ phải xử lý. Yêu cơ sẽ thay ta đi. Đạo đức thiên tôn nói. Tiền bối, vậy ta cáo từ trước. Diệp thần đứng dậy, khom người hướng đạo đức thiên tôn tạm biệt. Ra đại điện, Diệp thần liền thấy thiên nữ, một mực chờ chờ hắn. Hắn vừa định chào hỏi, bỗng nhiên thiên nữ dậm chân tiến lên, ôm cổ hắn, sau đó hôn hắn một tí. Ngươi làm gì? Diệp thần ngẩn ngơ. Ta sợ cùng sau ngày hôm nay. Liền lại cũng không hôn được ngươi, cho nên ta phải thật tốt hôn ngươi một cái. Thiên nữ xinh đẹp cười yếu ớt, lại ôm Diệp thần một hồi hôn. Diệp thần trong bụng vô hạn cảm trong lòng, cũng biết khả năng này là sau cùng hôn tạm biệt, chính là ôm chặt thiên nữ eo, đáp lại nàng hôn. Thân thiết hồi lâu, hai người mới lưu luyến không thôi buông, chợt tay trong tay trở lại tinh nguyệt giới.
Diệp Thần biết, từ nay về sau, hắn và thiên nữ, liền nhất định là muốn sống chết gặp nhau. Hắn xem qua tương lai, thiên nữ giết sạch luân hồi trận doanh tất cả người, thủ đoạn như vậy tàn nhẫn, hắn tự nhiên cũng không dám lại chút nào mềm tay. Tương lai quyết chiến, có thể giết chết thiên nữ, hắn tuyệt sẽ không có chút nào lưu tình. Trở lại tinh nguyệt giới sau đó, Diệp Thần và thiên nữ, chính là ăn ý buông tay ra, vẫn duy trì một khoảng cách. Diệp Tà Thần, Võ Giao, Hạ Nhược Tuyết các người, thấy thiên nữ cũng tới, không khỏi được kinh hãi, người người phòng bị. Thiên nữ là tới giúp ta. Diệp Thần đơn giản giải thích một tí, đám người lúc này mới yên tâm. Thiên nữ nuôi heo kế hoạch, ít nhất phải đến khi Diệp Thần tấn thăng thiên huyền cảnh, mới sẽ bắt đầu giết. Nàng so với người bất kỳ, đều hy vọng Diệp Thần có thể tấn thăng thành công. Cho nên, lần này Diệp Thần đột phá, nàng sẽ đem hết toàn lực bảo vệ. Mà ngày mai, chính là Diệp Thần chính thức thời điểm đột phá. Diệp Thần trở lại mình trong gian phòng, thoáng điều dưỡng tinh thần, lại lấy ra đại mộ thần kiếm, yên lặng cảm ngộ một phen. Mà cảm ngộ kết quả, nhưng để cho Diệp Thần có chút khiếp sợ. Cái này đại mộ thần kiếm, lực sát thương ngút trời khủng bố, lấy trước mắt hắn cảnh giới tu vi, căn bản không có thể nắm trong tay. Muốn nắm trong tay, ít nhất cũng phải đạt tới thiên huyền cảnh. Nghĩ như vậy, Diệp Thần lắc đầu một cái, cũng chỉ tốt trước đem đại mộ thần kiếm quyết thu, chuẩn bị chờ ngày mai đột phá nói sau. Không biết ta cái này luân hồi phân thân, Nhâm tiền bối có thể hay không nhận ra. Diệp Thần nhớ tới như bánh xe hồi phân thân, trong lòng động một cái, liền đem phân thân từ luân hồi mộ địa bên trong sử dụng, cũng đem mình thần thức đầu ánh đi qua, khống chế phân thân, đi huyết nguyệt thế giới nhỏ, đi gặp Nhâm Phi Phàm. Đi tới huyết nguyệt thế giới bên trong, Diệp Thần liền thấy Nhâm Phi Phàm, và một cô gái, đang một cái đỉnh nhỏ bên trong đánh cờ. Cô gái kia lại là Dạ Mẫu Phong Ngữ Oanh. Nhâm tiền bối, Ngữ Oanh cô nương. Diệp Thần thấy Phong Ngữ Oanh lại có thể cũng ở nơi đây, trong lòng khá là giật mình. Diệp Thần, người tới. Nhâm Phi Phàm thấy Diệp Thần tới, trong chốc lát lại không nhận ra hắn là phân thân, còn lấy là hắn là bản thể, lên tiếng chào nói. Vẫn khỏe chứ, luân hồi chi chủ. Phong Ngữ Oanh thấy Diệp Thần, cũng là ôn hòa cười một tiếng. Nhâm Phi Phàm nói, người ngày mai đánh vào thiên huyền cảnh, ta lo lắng tử thần giáo đoàn quấy dày, đặc biệt mời Dạ Mẫu trợ trận. Diệp Thần nói, Ngữ Oanh cô nương, người cũng phải thay ta hộ pháp. Lần này muốn thu lấy nhiều ít thù lao. Phong Ngữ Oanh cười nói, không cần thù lao, ngươi chịu để cho ta làm ngươi luân hồi mệnh tinh, cái này tiền đặt cược quá lớn, ta sau này còn muốn nhiều hơn giúp ngươi, mới có thể báo đáp. Luân hồi thất tinh bên trong, viên thứ ba mệnh tinh, chính là vô danh, có thể từ định nghĩa. Diệp Thần đã cùng Phong Ngữ Oanh đạt thành giao dịch, để cho nàng trở thành viên thứ ba mệnh tinh, số lẻ nửa đêm. Nói cách khác, cho dù Diệp Thần cùng Phong Ngữ Oanh, không có song tu, tương lai nàng, cũng có thể trở thành luân hồi nồng cốt một phần chia. Đây là thiên đại tạo hóa cơ duyên, không phải nói nàng nói cho điểm mộ cung bí mật, là có thể trả hết nợ. Nàng tương lai, còn muốn nhiều hơn trợ giúp Diệp Thần, mới có thể chân chính trả lại nhân quả. Như vậy quá tốt, nếu có Ngữ Oanh cô nương tương trợ, ta lần này đột phá, chắc hẳn có thể vô tư không lo. Diệp Thần nghe được Phong Ngữ Oanh vậy phải bảo vệ hắn, vui mừng trong bụng. Phong Ngữ Oanh cười duyên nói, bất quá, trước chuyện nói xong, không tới cuối cùng, ta sẽ không xuất thủ. Nàng là thần minh, mà nơi này là thế giới hiện thật, ở chỗ này đời tinh không dưới, thần minh sẽ phải chịu rất nhiều phép tắc chế ước, cũng không thể làm sằng làm bậy. Cho nên, trừ phi Diệp Thần đụng phải sống chết nguy hiểm, nếu không nàng sẽ không ra tay. Cái này tự nhiên. Diệp Thần gật đầu, có Phong Ngữ Oanh làm sao cùng bảo đảm, hắn cũng có thể hài lòng. Đợi một chút, ngươi không phải bản thể, ngươi là một cái phân thân. Đột nhiên, Nhâm Phi Phàm ánh mắt run lên, nhìn chằm chằm Diệp Thần, rốt cục thì phát hiện đầu mối. Nhâm tiền bối, bị ngươi phát hiện. Diệp Thần cười một tí, sờ một cái lỗ mũi. Nhâm Phi Phàm một hồi kinh ngạc, nói cái này lại. Là phân thân sao? Hắn bấm ngón tay tính toán, mơ hồ tới giữa, vậy dòm ngó thấy sau lưng bí ẩn, nói, lúc đầu ngươi lại luyện thành thanh liên chú thánh pháp. Phong Ngữ Oe nhai yêu một tiếng, cũng là lớn để ý bên ngoài, nói, lúc đầu ngươi lại là một đạo phân thân sao. Ta cũng không nhận ra, ngươi thật đúng là thần thông quảng đại,
liền ta cũng gạt lửa gạt. Diệp Thần nói, Ngữ Oanh cô nương chê cười. Phong Ngữ Oanh mắt đẹp vừa chuyển, tựa hồ nghĩ đến cái gì, hướng Nhâm Phi Phàm nói, nếu Diệp Thần hắn có như thế cường đại một cái phân thân, không bằng kêu hắn đi cho Tản Thiên Tinh, có lẽ có thể phá giải cho Tản Thiên Tinh bí ẩn. Nhâm Phi Phàm nghe được lời này, nhướng mày một cái, tựa hồ vậy đang suy nghĩ. Diệp Thần vội hỏi, Nhâm tiền bối, cái gì cho Tản Thiên Tinh? Phong Ngữ Oanh giọng mang một chút thần bí, nói chính là vậy luân hồi vãng thế thư kiếp bụi. Diệp Thần ngẩn ngơ, nói, luân hồi thư kiếp bụi. Phong Ngữ Oanh nói, đúng vậy, luân hồi thư hóa thành kiếp bụi sau đó, phần lớn năng lượng, cũng lưu lạc đến không không lúc nào không, nhưng ở bên trong thế giới hiện thật mặt, còn có cuối cùng một viên kiếp bụi lưu tích trữ. Vậy cuối cùng một viên kiếp bụi, hóa thành một viên phủ đầy cho bụi tinh cầu, chính là cho Tản Thiên Tinh. Vậy cho Tản Thiên Tinh, tọa độ không hề cố định, theo thiên địa khí lưu không ngừng thay đổi, ta hôm nay mơ hồ tra được vậy cho Tản Thiên Tinh chỗ, nhưng nhất định phải mau sớm hành động, mới có thể nắm trong tay ở viên tinh cầu kia, thậm chí phá giải sau lưng bí mật, chân chính nắm trong tay luân hồi thư kiếp bụi. Diệp Thần trong bụng rất chấn động, không nghĩ tới Phong Ngữ Oanh, lại có thể đang mưu tính cướp lấy luân hồi thư kiếp bụi. Vậy luân hồi thư kiếp bụi, coi như chỉ là một viên cho tàn, lực sát thương cũng là cực kỳ khủng bố, ban đầu thậm chí ung dung bị thương nặng địa lão, để cho địa lão bị ma tổ vô thiên bắt lấy được. Phong Ngữ Oanh muốn mưu đồ cướp lấy, đoán chừng là Nhâm Phi Phàm yêu cầu. Hai người ngày hôm nay ngồi ở chỗ này, chính là thương lượng cướp lấy luân hồi thư kiếp bụi, viên kia cho Tản Thiên Tinh. Nhâm Phi Phàm khoát khoát tay, nói, vậy cho Tản Thiên Tinh, sau lưng hàm chứa luân hồi thư vô cùng kiếp nạn thần uy, không phải chuyện đùa, coi như người ta đến gần, cũng có rơi xuống nguy hiểm. Cướp lấy cho Tản Thiên Tinh chuyện, còn cần thảo luận kỹ hơn, không cần gấp nhất thời. Diệp Thần, ngày mai sẽ là thời điểm đột phá, ngươi chuẩn bị thật tốt, những chuyện khác, không cần suy nghĩ nhiều. Diệp Thần nói, Phong Ngữ Oanh nhún vai một cái, nói, được rồi, vậy cho Tản Thiên Tinh, đúng là quá nguy hiểm chút, vẫn là cùng Diệp Thần đột phá rồi hãy nói. Tốt nhất là giết chết Thiên Tâm Lão Tổ, cướp được thiên bia, ha ha, có bữa bia bảo vệ, chúng ta lại đi cướp lấy cho Tản Thiên Tinh, vậy thì đơn giản hơn. Một khi cho Tản Thiên Tinh tới tay, chúng ta có thể trở lại quá khứ, đem cái gì đó đảm nhiệm thiên nữ, ma tổ vô thiên, vũ hoàng cổ đế, cũng toàn bộ giết chết, thừa dịp bọn họ vẫn là con nít thời điểm, đem bọn họ bóp chết, bọn họ nhất định phải chết. Cho Tản Thiên Tinh, chính là luân hồi thư kiếp bụi, có thay đổi qua đi năng lực. Vậy thay đổi qua đi, cũng không phải là ngoài ra mở ra song song thời không, mà là trực tiếp ảnh hưởng thực tế thời gian tuyến. Nói cách khác, Diệp Thần nếu quả thật có thể trở lại quá khứ, thừa dịp vũ hoàng cổ đế, ma tổ vô thiên các người, vẫn là một cái con nít thời điểm, đem bọn họ giết chết. Như vậy, trong thực tế bọn họ, liền sẽ vô căn cứ biến mất, tất cả dấu vết cũng sẽ hủy diệt, giống như cho tới bây giờ không có tồn tại qua. Điều này thật sự là vô cùng kinh khủng sự việc, từ căn nguyên thượng tướng hắn xóa bỏ, vượt qua hết thảy thần thông sát phạt. Đây chính là luân hồi vãng thế thư khủng bố. Chỉ là một viên kiếp bụi, có thể chu diệt vũ hoàng cổ đế loại cấp bậc này nhân vật sao? Diệp Thần nhíu mày một cái, biểu thị hoài nghi. Phong Ngữ Oanh mới vừa muốn nói gì, lại bị Nhâm Phi Phàm cắt đứt. Nhâm Phi Phàm lắc lắc đầu nói, Diệp Thần, ngươi tạm thời không cần suy nghĩ những thứ này, là ngày mai đột phá chuẩn bị đi. Diệp Thần trong bụng rét một cái, nói, Lập tức, Diệp Thần trở lại mình chỗ ở, nghiêm túc chuẩn bị. Đến được sáng sớm hôm sau, thời điểm đột phá cuối cùng đã tới, Diệp Thần sải bước đi ra, đi tinh nguyệt giới trung ương nhất. Luân hồi trận doanh mọi người, tại thế giới trung ương nhất, là hắn chuẩn bị nhất trọng thể nghi thức. Toàn bộ tinh nguyệt giới, các phương môn phái gia tộc, vương triều thánh địa, tất cả nhân vật lớn, toàn bộ đến, tất cả người quỳ xuống đất, cung cung kính kính, quỳ bái. Ca ngợi ta chủ, luân hồi uy vũ, làm Diệp Thần bóng người xuất hiện ở chính giữa bầu trời, tất cả luân hồi trận doanh các tín đồ, liền bộc phát ra thành kính nhất cùng hô kêu gào, cùng nghênh Diệp Thần đến. Diệp Thần ánh mắt híp lại, nhìn xuống phía dưới, liền thấy cái này phiến trung ương chi địa, đã sớm bố trí xong một cái to lớn tế đàn. Tế đàn bốn phía, là một cái tiên đế cấp bảo vệ đại trận. Nhâm Phi Phàm, Diệp Tà Thần, Võ Giao, Huyền Hàn Ngọc bốn người, tất cả đứng tại đại trận bốn góc,
bảo vệ trung ương tế đàn, yên lặng bảo vệ. Thiên nữ, thân đồ Uyển Nhi, Dạ Mẫu ba người, đứng tại đại trận phía sau cách đó không xa, cũng là tùy thời chuẩn bị ra tay, ứng đối bất trắc. Hạ Nhược Tuyết, Kỳ Thư Thanh, Ngụy Dĩnh, Diệp Lạc Nhi, Già Thiên Ma Đế các người, tất cả dẫn một chi luân hồi trận doanh tinh nhuệ đệ tử, bảo vệ thiên địa bốn phương. Địa ngục giới vương, chân lý Phật Tổ, Gấm Hoa, Thiện Nhu các người, còn có rất nhiều hơn luân hồi người ngưỡng mộ, ngay tại trên khán đài dự lễ, là Diệp Thần trợ uy. Nguyên cảnh quay, răng đèn kết hoa, đỏ đoạn giải đất, bệnh đậu mùa loạn vũ, chuông cổ trỗi lên, khí tượng mười phần nguy nga. Diệp Thần gặp luân hồi trận doanh đám người, là hắn chuẩn bị được như vậy chu đáo, trong bụng mười phần cảm kích. Tử Hoàng Tiên Cung sứ giả đến. Đây là, lại có đón khách trưởng lão, cao giọng tuyên đọc. Chỉ gặp một cái quần đen cô gái, mang hai cái người làm, tiến vào tinh nguyệt giới, đi tới nơi này cảnh quay. Chính là đệ nhị yêu cơ, sau lưng hai cái người làm, chính là Chỉ Phi Huyết cùng Phạm Tinh Nghiên. Thanh Lại Thương Hội sứ giả đến. Chỉ chốc lát sau, lại có mấy cái quý khách đi vào, là Thanh Lại Thương Hội hội trưởng Lữ Sơn, còn có con gái hắn Lữ Thấm Huyên, còn có ngày xưa tổ thần giáo giáo chủ phu nhân Tô Dong, cũng chính là quỷ vương giới thần vũ trụ muội muội. Diệp Thần thấy ngày xưa bạn tốt đều tới, trong bụng vừa cảm vui mừng, lại là ngưng trọng, chỉ sợ mình đột phá thất bại. Chân lý hội hoàn mỹ đại thánh đến. Ngay sau đó, lại có một người đến, là chân lý hội sứ giả hoàn mỹ đại thánh. Hoàn mỹ đại thánh cũng muốn dự lễ, Diệp Thần vốn muốn cự tuyệt, nhưng Nhâm Phi Phàm đồng ý, hắn vậy không nói thêm gì nữa. Hoàn mỹ đại thánh đi vào, tự mình ở trong khán đài, tìm một chỗ trống ngồi xuống, đổ không có cử động thất thường gì. Tân khách toàn bộ tập trung đông đủ, Diệp Thần hít sâu một hơi, hạ xuống đến trên tế đàn. Luân hồi uy vũ. Toàn trường rất nhiều luân hồi tín đồ, lại bộc phát ra một hồi sơn hô hải khiếu kêu gào. Đột phá thiên huyền, thành tựu thiên quân, ngay tại hôm nay. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, trong lòng cũng là ý chí chiến đấu cháy. Hắn tu luyện lâu như vậy, rốt cuộc thấy được đột phá thiên huyền hy vọng. Đó là truyền thuyết bên trong, chân chính cấp trên cảnh giới. Diệp Thần khát vọng, cũng là thành là chân chính thượng vị giả. Hắn biết ngày hôm nay, mình đột phá, tuyệt đối sẽ có rất nhiều trắc trở. Nhưng bất kể như thế nào, hắn cũng sẽ không lùi bước. Sống chết thành bại, ngay tại hôm nay. Diệp Thần ngồi xếp bằng ở trên tế đàn, hít sâu một hơi, trấn tĩnh tâm thần. Hắn nội thị thức hải, liền thấy thức hải bên trong, lơ lửng một miếng phong cách cổ xưa đồng xanh cự môn. Đó chính là trong truyền thuyết thiên quân chi môn. Đột phá cánh cửa này hộ, liền có thể chân chánh bước vào thiên huyền cảnh, trở thành thiên quân thượng vị giả. Oanh! Diệp Thần vận chuyển đan điền linh khí, thẳng xông lên thức hải, mãnh liệt xông về ngày trước quân môn hộ. Ung ung! Làm Diệp Thần chính thức phát động công kích, ở giữa thiên địa, vậy truyền tới to lớn chấn động. Trên 9 tầng trời, truyền đến lôi âm cuồn cuộn, cuồng bạo sấm sét, sét đánh vậy điện mang, hội tụ thành ngập trời lôi kiếp, ở chân trời nổi lên, toàn cho dù là ầm ầm bổ xuống. Muốn bước vào thiên quân cảnh giới, trước hết vượt qua thiên kiếp lôi tai. Thuộc về Diệp Thần thiên kiếp, hạ xuống. Diệp Thần thiên kiếp, sấm sét nổ, từng cái sấm sét như nước thùng to, phơi bầy màu tím, tràn đầy cuồng bạo kinh khủng năng lượng, so với người thường trải qua thiên kiếp, không biết còn đáng sợ hơn nhiều ít. Thấy thiên kiếp hạ xuống, bảo vệ ở Diệp Thần bên người bốn vị tiên đế, Nhâm Phi Phàm, Diệp Tà Thần, Võ Giao, Huyền Hàn Ngọc bốn người, cũng không có bất kỳ động tác, gương mặt ngưng trọng đứng. Bọn họ bảo vệ Diệp Thần, là đề phòng ngoại địch xâm lược. Còn như thiên kiếp, vậy chỉ có thể để cho Diệp Thần mình ngăn cản, bọn họ sẽ không giúp bận bịu. Nếu như bọn họ hỗ trợ, thay Diệp Thần ngăn cản thiên kiếp, Diệp Thần không đi qua thiên kiếp rèn luyện, coi như tấn thăng là thượng vị giả, căn cơ cũng là hư yếu ớt quá. Cho nên, thuộc về Diệp Thần thiên kiếp, chỉ có thể do chính hắn tới vác. Như độ kiếp thành công, thì một bước lên trời, trở thành thượng vị giả. Nếu như độ kiếp thất bại, chỉ có hóa thành kiếp bụi kết quả, thân hồn toàn diệt. Oanh! Thiên kiếp sấm sét đánh giết xuống, hung hăng bổ vào Diệp Thần trên mình. Thiết Vương Tọa, ngự! Diệp Thần sớm có phòng bị, lập tức thúc giục Thiết Vương Tọa, hào hùng sắt thép năng lượng gào thét ra. Hắn thân thể, vậy ngay tức thì đổi được bất hủ sắt thép vậy cứng rắn,
thứ nhất sóng thiên kiếp bổ xuống, cũng không có thể tổn thương hắn chút nào. Rào, rào, rào. Nhưng mà lúc này, chín tầng trời trên bầu trời, tràn ra sáng chói ánh sao. Cuồn cuộn thiên lôi bên trong, xuất hiện một quyển cổ xưa đạo thư. Vậy cuốn đạo thư, ở trong hư không lóe lên bốn chữ to. Tinh không bờ bên kia. Nhâm Phi Phàm ngẩng đầu vừa thấy, nhất thời kinh ngạc, tinh không bờ bên kia, trong truyền thuyết thần tích tụng đời điển, cuối cùng một chương đạo thư. Xuất hiện, cũng là lớn kinh, nói, làm sao có thể, Diệp Thần đột phá, lại có thể dẫn động tinh không bờ bên kia, vậy hắn phải trải qua thiên kiếp, há chẳng phải là mang theo không không sát phạt. Thần tích tụng đời điển, tổng cộng chia cửu chương, theo thứ tự là Thiên Hỏi, Tiêu Diêu Du, Vũ Hóa Phi Thăng, Hồng Trần Kiếp, Xuân Thu Kỷ Nguyên, Hoàn Mỹ Thế Giới, Võ Cực Thiên Hạ, Mất Đi Thiên, Tinh Không Bờ Bên Kia. Cái này Tinh Không Bờ Bên Kia, chính là cuối cùng một chương đạo thư. Truyền thuyết cái này cuốn đạo thư, ghi lại bờ bên kia cuối cùng bí ẩn. Ai có thể nắm trong tay Tinh Không Đạo Thư, ai liền có thể đến bờ bên kia, chạm đến trung cực. Hạ giới người phàm, thường thường ước mơ, lấy là thái thượng thế giới, chính là bờ bên kia thế giới cực lạc. Nhưng thân ở thái thượng thế giới võ giả các tu sĩ, nhưng rất rõ ràng, thái thượng thế giới cũng không phải là bờ bên kia, vậy tuyệt không phải vô cùng vui. Chân chính vô cùng vui bờ bên kia, chân chính cuối cùng bí ẩn, ghi lại ở đó tinh không bờ bên kia đạo thư bên trong. Vạn cổ tới nay, cho tới bây giờ không có người nào, có thể nắm trong tay tinh không đạo thư. Tinh không đạo thư mỗi lần hiện thế, cũng đại biểu thiên địa đại biến xuất hiện, vận mạng chuyển biến sắp đến. Diệp Thần đánh vào thiên huyền cảnh, lại có thể kinh động tinh không đạo thư, cái này tựa như ý nghĩa, chư thiên thế giới vận mệnh, tương nghênh tới to lớn thay đổi. Rào, rào. Trên trời cao, tinh không đạo thư không ngừng toát ra sáng chói chói lọi, từng luồng ánh sao, mang vô cùng uy áp, lại có thể xuyên qua hư không. Hư không tan vỡ, đến từ không không thời không hắc ám khí tức, từ hư không trong khe chảy ra. Vô số hắc ám khí tức, hòa lẫn thiên kiếp sấm sét, làm được vậy cuồn cuộn thiên lôi, lại là hóa thành màu sắc đen nhánh. Đen nhánh thiên lôi, phân bố bầu trời, che khuất bầu trời, để cho được toàn bộ tinh nguyệt thế giới, cũng là rơi vào mờ tối. Ở đó trời mờ tối không bên trong, tinh không đạo thư ánh sao, là duy nhất lóng lánh ánh sáng, giống như đến từ mãi mãi, vĩnh hằng bất diệt. Chung quanh cuồn cuộn thiên lôi, cũng nhận được tinh không đạo thư xâm nhiễm, trong lôi đỉnh tuôn ra ánh sao. Vốn là kinh khủng thiên quân lôi kiếp, lại là biến thành tinh không lôi kiếp, thậm chí còn mang không không sát phạt hơi thở. Oanh! Từng cái tinh không lôi kiếp, bổ xuống, hung hăng hướng Diệp Thần bổ tới. Vậy từng cái sấm sét bên trong, lại là mang từng đạo mãi mãi phù văn, vậy là tới từ tinh không bờ bên kia đại lộ phù văn, tràn đầy chí cao vô thượng uy nghiêm. Diệp Thần con người co rúc lại, nhất thời cảm thấy vô biên vô tận áp lực. Giờ phút này hạ xuống xuống sấm sét, uy lực so với mới vừa, ít nhất phải cường hãn trăm lần. Kinh khủng như vậy lôi kiếp, để cho được Diệp Thần vô cùng khiếp sợ, thậm chí sinh ra ảo giác, tựa như thấy mình muốn táng thân ở tinh không mênh mông bên trong. Tí tách, lôi kiếp bổ xuống, Diệp Thần thân thể sắt thép, tại chỗ bị mở bung ra, tiết ra máu tươi. Hắn thiết vương tọa phòng vệ, ở kinh khủng như vậy lôi kiếp sát phạt hạ, không có chút nào tác dụng. Vô số điều ác liệt tinh không lôi kiếp, mang bóng tối sát phạt hơi thở, bổ nhập Diệp Thần trong cơ thể. Diệp Thần chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ, một hồi đau nhức tê liệt, vội vàng vận chuyển luân hồi khí huyết, bảo vệ tự thân. Thiên quân phong thần bia, cho ta ngăn trở. Hạ một sát, Diệp Thần sử dụng thiên quân phong thần bia, khoáng đạt thần bia năng lượng, bỗng nhiên tách thả ra, hóa ra từng cái khí vận kim long, trên không bay lượn. Vậy từng cái bổ xuống tinh không lôi kiếp, thoáng bị thiên quân phong thần bia ngăn cản. Diệp Thần áp lực lớn giảm, lập tức buông lỏng không thiếu. Cái này thiên quân phong thần bia, không hổ là đã từng hạng gần trước thái thượng thần khí, lực lượng bảo vệ 10 phần cường hãn, liền đến từ không không tinh không lôi kiếp, đều có thể ngăn cản. Chịu đựng qua cái này lôi kiếp, ta là có thể bước vào thiên huyền cảnh. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, gắt gao thúc giục thiên quân phong thần bia, ngăn cản vậy tinh không lôi kiếp. Vậy tinh không lôi kiếp năng lượng, vô cùng là khủng bố, phần lớn bị thiên quân phong thần bia ngăn trở,
nhưng cũng có phần nhỏ, đánh vào đến Diệp Thần trên thân thể. Thật may, cái này cổ đánh vào, còn ở Diệp Thần phạm vi thừa nhận bên trong. Hắn cũng không có bị thương, thậm chí ở đó lôi kiếp dưới sự xung kích, thân thể mạch máu đều được rèn luyện, đổi được càng cường nhận. Như vậy kéo dài nữa, hắn vượt qua lôi kiếp, bước vào thiên huyền cảnh, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tại chỗ luân hồi trận doanh mọi người, thấy Diệp Thần lại có thể chặn lại tinh không lôi kiếp, cũng là khiếp sợ mừng như điên không dứt. Gấm Hoa Hiền Hòa Mềm nhìn nhau, nhỏ nắm tay nhau, trong lòng đều nghĩ, Diệp Thần ca ca quả nhiên lợi hại, lại liền tinh không đạo thư kiếp nạn cũng có thể chống đỡ. Nếu như là người bình thường, đối mặt hỗn hợp tinh không đạo thư năng lượng thiên kiếp, sợ rằng ngay tức thì sẽ bị đánh chết. Nhưng Diệp Thần dựa vào thiên quân phong thần bia và luân hồi huyết mạch, nhưng là chặn lại cái này một sóng đánh giết. Địa ngục giới vương Diêm La đạo quân, và chân lý Phật tổ nhìn nhau, hai người chân mày nhưng là khẽ nhíu. Thiên nữ và thân độ Uyển Nhi lẫn nhau liếc mắt nhìn, trong lòng cũng là một hồi lo lắng âm thầm. Các nàng biết, tinh không đạo thư uy lực, tuyệt vượt quá như vậy. Diệp Thần chặn lại thứ nhất sóng, phía sau không biết còn có nhiều ít sóng lôi kiếp, muốn chân tránh đột phá, nhất định phải toàn bộ tiếp theo, lại nói dễ vậy sao? Hu hu hu! Lúc này, trong hư không, bỗng nhiên truyền ra từng đạo khiếp người tiếng nghẹn ngào. Chỉ gặp vậy từng cái hư không kẽ hở, cuồn cuộn không bất lực tính chút xuống đi ra, hắc ám nảy sinh, ở hắc ám bên trong, lại có thể hóa ra tất cả vặn vẹo ma vật, giống như là một đám thị huyết con kiến, từ chân trời đạp chết xuống, thẳng hướng Diệp Thần chỗ ở tế đàn phóng tới. Bên tế đàn Duyên, Nhâm Phi Phàm, Võ Giao, Huyền Hàn Ngọc, Diệp Tà Thần bốn người, thần sắc đều là đông lại một cái. Diệp Tà Thần rút ra không hồng thần kiếm, muốn xuất thủ, nhưng bị Nhâm Phi Phàm dừng lại. Nhâm Phi Phàm nói, Võ Giao, những thứ này hắc ám ma vật, giao cho ngươi đi đối phó. Võ Giao nói, ưm. Nàng trong mắt lướt qua một chút ác liệt, hai tay kết ấn, thiên võ đạo uẩn tách thả ra, tiên đế linh khí lững lờ. Thiên võ tiên môn cựu nhật khí tượng, mơ hồ ở sau lưng nàng hiện lên. Nàng đem tự thân linh khí, toàn bộ dốc vào đến dưới chân bảo vệ trong đại trận. Cái này bảo vệ đại trận, là luân hồi trận doanh rất nhiều các cường giả, là Diệp Thần tự tay bố trí, là tiên đế cấp trận pháp, bên trong hàm chứa tiên đế ý chí. Võ Giao linh khí một bơm vào, cái này tiên đế bảo vệ đại trận, lập tức bộc phát ra vô cùng chói mắt bảy màu chói lọi, trong hư không hiện ra thất bảo phù đồ. Năm màu đài sen, ba màu bệnh đậu mùa vân. Vân khí tượng. Một tầng hoa mỹ bảo vệ tinh bích hệ, nhô lên. Suy suy suy. Vậy rất nhiều liều chết xung phong ma vật, còn không đến gần tế đàn, liền đụng đầu vào vậy bảo vệ tinh bích cột lên mặt, thân thể hóa thành khói đen bốc hơi, tại chỗ vẫn diệt. Võ Giao gương mặt hơi trắng bệch, nàng một người chống đỡ đại trận, dĩ nhiên là cố hết sức. Nhâm Phi Phàm, Diệp Tà Thần, Huyền Hàn Ngọc cũng không có tương trợ ý. Bởi vì bọn họ biết, càng thứ nguy hiểm, còn ở phía sau, bọn họ phải cảnh giác. Diệp Thần cảm nhận được Võ Giao bảo vệ, nội tâm cũng là 10 phần cảm kích. Oanh! Lúc này, trên bầu trời, vậy tinh không đạo thư ánh sáng rực rỡ bỗng nhiên sáng chói, liên quan tinh không lôi kiếp uy năng, cũng là nhanh mạnh bùng nổ. Nhanh mạnh bùng nổ tinh không lôi kiếp, tràn ra một cổ cực hạn áp lực, hình như là ngày tận thế thẩm phán, để cho người cảm thấy vô cùng kiềm chế. Coi như là phổ thông vô lượng cảnh cao thủ, đối mặt của uy áp này, cũng có tâm linh hỏng mất nguy hiểm. Mà Diệp Thần, chẳng qua là chính là bách gia cảnh, hắn thừa nhận áp lực, có thể tưởng tượng được. Kinh khủng như vậy lôi kiếp, ta chủ như thế nào có thể chịu được? Nếu là ta chủ chết, chúng ta luân hồi trận doanh, nên làm thế nào cho phải? Chung quanh rất nhiều luân hồi trận doanh các đệ tử, cảm nhận được đáng sợ kia thiên kiếp hơi thở, đều là chấn động sợ hãi, e sợ cho Diệp Thần để không chịu nổi. Ở đó tinh không lôi kiếp uy áp hạ, toàn bộ tinh nguyệt giới đều ở đây chấn động. Không chỉ là tinh nguyệt giới, liền toàn bộ thái thượng thế giới, ngàn ngàn tầng tuyệt đối giới vực, cũng kịch liệt lắc lư. Tất cả mọi người đều biết, giờ khắc này, Diệp Thần đang đột phá, ở đánh vào thiên huyền cảnh. Vô số đạo thần thức, từ bốn phương tám hướng chiếu tới, muốn theo dõi tinh nguyệt giới hình ảnh. Một ít nhỏ yếu thần thức, ở đó tinh không lôi kiếp uy áp hạ, tại chỗ bị nghiền nát. Thần thức sau lưng chủ nhân, phát ra kêu thảm thiết, sống chết không biết. Còn có rất nhiều hơn thần thức cường đại,
thấy được tinh nguyệt giới một màn nguy nga. Tinh không bờ bên kia đạo thư xuất hiện, hào hùng tinh không năng lượng, cùng thiên kiếp sấm sét hỗn hợp, hóa thành cuồn cuộn sấm, đánh giết hướng Diệp Thần. Từng hạt tròn hình cầu tia chớp, giống như tinh cầu vậy to lớn, đột nhiên rơi xuống, hình như là nguy nga mưa sao xa, bùng nổ vô biên quang nhiệt cùng dòng điện, oanh phá trời, bốn phía hư không, vậy đều bị biến dạng hết, liền thời gian đều giống như dừng lại. Cổ tinh lôi. Diệp Thần ánh mắt co rúm một cái, thiên cơ thấy rõ dưới, lập tức cũng biết, những thứ này hình cầu tia chớp lai lịch, là một loại vô cùng là cường hãn lôi kiếp, tên là cổ tinh lôi, sau lưng dính dấp hàng tỷ tinh không minh mông năng lượng, đủ để bổ vô lượng cảnh cao thủ. Truyền thuyết cực kỳ lâu trước kia, cổ tinh môn mới vừa sinh ra thời điểm, vậy dẫn động tinh không đạo thư hạ xuống, vậy gặp phải lôi kiếp tẩy rửa. Cổ tinh môn độ kiếp ra đời, từ đây trở thành không không lúc nào không siêu nhất lưu thế lực, thậm chí có tủ khốn võ tổ tư cách. Mà bây giờ đối mặt, chính là năm đó cổ tinh môn gặp phải cổ tinh lôi kiếp, uy thế quá mức kinh khủng. Cổ tinh lôi hạ xuống, toàn bộ tinh nguyệt giới, chu vi mấy vạn dặm chi địa, đều bị tiết ra ngoài ra dòng điện, đánh thành bột. Thật may luân hồi trận doanh bên này, đã sớm đem người rời đến cái này phiến đột phá sân. Ở nơi này cảnh quay bên trong, có các loại đại trận bảo vệ trận người là Hạ Nhược Tuyết, Kỳ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh, Già Thiên Ma Đế các người. Ở trận pháp cùng địa mạch dưới sự che chở, đám người cũng không có bị quá nghiêm trọng đánh vào. Diệp Thần thúc giục Thiên Quân Phong Thần Bia, ngăn cản cổ tinh lôi, thế nhưng cổ tinh lôi số lượng, chi chít, Diệp Thần cũng không khả năng hoàn toàn ngăn trở. Oanh! Có mấy viên cổ tinh lôi, đột phá Thiên Quân Phong Thần Bia phòng vệ, hung hăng đánh vào Diệp Thần trên thân thể. Trong thoáng chốc, Diệp Thần liền cảm thấy toàn thân cũng sắp nổ, ngũ tạng lục phủ tựa như đều phải bị sấm sét nghiền bạo, lấy hắn thân xác mạnh mẽ, lại cũng khó mà ngăn cản cổ tinh lôi oanh tạc, có thể gặp lôi đình này thật lợi hại. Long đằng mệnh tinh, mở. Diệp Thần một tiếng thét điên cuồng, mở long đằng mệnh tinh, huyết long từ trong cơ thể hắn nổi lên, hắn luân hồi huyết mạch, cũng là trình độ cao nhất bốc cháy. Hào hùng luân hồi năng lượng, ở Diệp Thần quanh thân dâng trào, hắn mới vừa bị cổ tinh lôi đánh nổ địa phương, lập tức khôi phục rất nhiều. Long đằng mệnh tinh lóng lánh, Diệp Thần trên đỉnh đầu, vậy trống lên một phiến luân hồi tinh không, cùng bầu trời bờ bên kia tinh không, xa xa đối lập. Hai mảnh tinh không đối kháng, lôi kiếp cùng luân hồi va chạm, ở trong hư không nổ lên hung mãnh năng lượng ba động, mười phương thiên địa là rung động. Diệp Thần phải đối mặt lôi kiếp, đích xác là khủng bố mạnh mẽ, liền vậy vô lượng cảnh cao thủ, đều có thể bổ. Nhưng, Diệp Thần có luân hồi huyết mạch, sức đề kháng cũng là mười phần cường hãn, hoàn toàn không có bị đánh ngã dấu hiệu, ngược lại ở đó nhất trọng trọng lôi kiếp đánh giết bên trong, dần dần đổi được mạnh mẽ. Vù vù. Vậy thiên quân chi môn khí tượng, vậy từ Diệp Thần trong óc đầu ánh đi ra, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Diệp Thần không ngừng độ kiếp, vậy thiên quân chi môn, liền dần dần mở ra, có mênh mông quy luật ánh sáng, thấu bắn ra. Cùng thiên quân chi môn hoàn toàn mở ra, chính là Diệp Thần bước vào thiên huyền cảnh thời điểm. Không sai, không tệ, lại có thể liền tinh không đạo thư diễn hóa lôi kiếp, cũng có thể chống đỡ. Đời này luân hồi chi chủ, đúng là xa xa vượt qua trước kia. Một đạo thanh âm hùng hồn, mang một chút tán thưởng ý, từ trên trời cao vang lên. Tất cả người ngẩng đầu nhìn trời, liền thấy một tôn thân ảnh khổng lồ, ở chân trời chóp đỉnh hiện lên. Đó là một tôn không thể tưởng tượng nổi cự nhân, thân cao không biết có nhiều ít vạn dặm dài, không thấy được hắn hoàn chỉnh thân thể, chỉ có thể nhìn được hạ nửa bên thân thể. Cái này tôn người khổng lồ thân thể. Đã đỉnh phá trời thời không, vô số vũ trụ hư không thế giới, trời trăng sao chói lọi, còn quấn hắn lưu chuyển. Thế nhưng từng tầng một vũ trụ hư không thế giới, một phiến phiến trời trăng sao chói lọi, lại nhanh chóng ảm đạm xuống, thậm chí hóa thành hư không, bị một cổ hoàng hôn ánh sáng thay thế. Đó là đại biểu suy hủ cùng tuổi xế chiều hoàng hôn hơi thở, để cho người liếc mắt nhìn, liền cảm thấy mơ màng buồn ngủ, thật giống như rơi vào vĩnh hằng hoàng hôn thế giới bên trong. Cả đời cũng vẫn chưa tỉnh lại. Tinh nguyệt giới là luân hồi trận doanh nơi chủ yếu bàn, có đại khí vận bảo vệ, địa mạch khí vận cũng là hùng hậu đến đáng sợ, coi như là vũ hoàng cổ đế, mà tổ vô thiên cùng siêu nhất lưu tiên đế, cũng không dám hạ xuống nơi đây. Bởi vì, ở trong tinh nguyệt giới mặt, Diệp Thần, Nhâm Phi phàm các người, chiếm hết địa mạch khí vận ưu thế, bọn họ nếu là dám tới,
đó chính là tự tìm cái chết, không thể nào có một tia một hào phần thắng. Nhưng trên bầu trời, vậy tôn cự nhân, cũng không coi hết thảy, chậm rãi hạ xuống, tựa như cái này thế gian, không có bất kỳ vật gì, có thể ngăn cản uy nghiêm của hắn. Hoàng hôn cự nhân. Diệp thần thấy người khổng lồ kia bóng người, đồng thời vậy thấy vô biên vô tận hoàng hôn hơi thở, như khói sương vậy hạ xuống, nội tâm có vẻ chấn động. Hắn một mắt liền nhận ra, đó là trong truyền thuyết hoàng hôn cự nhân, tử thần giáo đoàn ghế thứ 6 tồn tại, đã từng chu diệt thánh quang tiên đế, đánh bại ẩn thánh siêu cấp cường giả, không không lúc nào không bên trong nhất lưu cao thủ. Hoàng hôn cự nhân lực lượng, thập phần cường đại đến thái thượng thế giới, cũng là hoàn toàn không chứa nổi. Nếu như hắn phủ xuống nói, đại lộ chân lý quy tắc hạn chế, có thể cầm hắn sống sờ sờ nghiền ép chết. Nhưng hiện tại, hoàng hôn cự nhân nhưng hạ xuống, hiển nhiên ở thái thượng thế giới bên trong, đã có đầy đủ dấu vết cùng căn cơ, có thể đứng vững gót chân, không bị cắn trả. Diệp thần thấy cái này hoàng hôn cự nhân hạ xuống, nội tâm dĩ nhiên là chấn động. Mà ở hắn phân tâm thời điểm, từng cái tinh không lôi kiếp, đột nhiên hướng hắn bổ tới, hắn vội vàng tới giữa, không đỡ được, bị hung hăng chẻ ngã xuống đất, cả người nám đen, toát ra khói đen. Đừng phân tâm, kẻ địch liền giao cho chúng ta. Huyền Hàn Ngọc nhìn Diệp thần, nói. Diệp thần rên lên một tiếng, vội vàng vận chuyển luân hồi huyết mạch cùng bát quái thiên đan thuật, thoáng khôi phục thương thế cùng nguyên khí, lại lập tức đứng dậy, rút ra luân hồi thiên kiếm, đối kháng thiên kiếp. Đa tạ. Hắn nhìn xem Huyền Hàn Ngọc, ra ra, Nhâm Phi Phàm các người. Còn có chung quanh luân hồi trận doanh các đệ tử, trong lòng rất là cảm kích. Hắn biết, ngày hôm nay hắn đánh vào thiên huyền cảnh, cũng không phải là chiến đấu một mình. Tất cả luân hồi trận doanh người, cũng sẽ liều chết bảo vệ hắn, hắn chỉ cần chuyên tâm đối kháng thiên kiếp là được. Còn như xâm phạm kẻ địch, vậy thì giao cho những người khác đi giải quyết. Diệp thần hít sâu một hơi, ngưng thần đối kháng thiên kiếp, nhưng cùng lúc đó, hắn vậy lặng lẽ phân ra một món thần thức. Chiếu đến mình thanh liên phân thân phía trên. Hắn dùng thanh liên chú thánh pháp đúc ra phân thân, ngay tại luân hồi mộ địa bên trong, quan sát cục thế bên ngoài. Như vậy phân tâm, bởi vì có phân thân tồn tại, cho nên cũng không có ảnh hưởng đến Diệp thần bản thể. Diệp thần liền thấy, đi đôi với hoàng hôn cự nhân hạ xuống, còn có vô biên vô tận, cuồn cuộn như nước thủy triều suy hủ hoàng hôn hơi thở. Cái này cổ hoàng hôn hơi thở, nhanh chóng bày khắp toàn bộ tinh nguyệt giới. Tinh nguyệt giới địa mạch, lại có thể bị áp chế. Tất cả địa mạch khí vận, ở nơi này cổ hoàng hôn hơi thở bao phủ hạ, cũng không phát huy ra bất kỳ hiệu quả nào. Cảm thấy được một màn này, Diệp thần có vẻ khiếp sợ, trong đầu nghĩ, cái này hoàng hôn cự nhân quả nhiên lợi hại, một hạ xuống liền chế trụ ta tinh nguyệt giới địa mạch, nếu là vũ hoàng cổ đế và ma tổ vô thiên tới, bọn họ há chẳng phải là một chút cố kỵ cũng không có. Nếu như là vậy tình huống, vũ hoàng cổ đế và ma tổ vô thiên, tuyệt đối không dám tùy tiện bước vào tinh nguyệt giới, bởi vì địa mạch ảnh hưởng quá lớn, ở luân hồi nơi chủ yếu bàn tác chiến, bọn họ không có một chút cơ hội. Nhưng hiện tại, tinh nguyệt giới địa mạch bị áp chế, bọn họ nếu là lại hạ xuống, liền sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng cùng hạn chế. Nhâm Phi Phàm, Diệp Tà Thần, Huyền Hàn Ngọc các người, thấy hoàng hôn cự nhân mạnh mẽ như vậy, cũng là âm thầm phòng bị. Theo hoàng hôn cự nhân hạ xuống xuống, chung quanh hắc ám khí tức, cũng là đổi được nồng nặc lên, vậy là tới từ tử thần giáo đoàn hắc ám. Tất cả hắc ám ma vật, không ngừng nảy sinh, hung hãn dữ tợn, cuồng như vậy đi tế đàn bên này nhào tới, muốn nhiễu loạn Diệp thần độ kiếp. Từ bi chi tâm, bảo vệ. Võ Dao cắn chặt hàm răng, từ bi huyết mạch bốc cháy, một cổ kim quang từ nàng thân thể xông ra, những cái kia nhào tới ma vật, có rất nhiều bị tại chỗ cảm hóa. Hu hu lên tiếng, tại chỗ hóa thành hắc khí tản đi. Nhưng, ma vật số lượng, thực ra quá nhiều, cuồn cuộn không dứt nhào tới, Võ Dao cũng không cách nào hoàn toàn độ hóa. Huyền Hàn Ngọc và Diệp Tà Thần muốn phải giúp một tay, nhưng bị Nhâm Phi Phàm giơ tay lên ngừng. Hạ Nhược Tuyết, Kỷ Thư Thanh, Ngụy Dĩnh, Diệp Lạc Nhi, Già Thiên Ma Đế các người, thấy một màn này, lật đật tới trợ giúp, cùng Võ Dao cùng nhau, đối kháng hắc ám, bảo vệ Diệp Thần. Long thần phá thiên quyết. Diệp Lạc Nhi thân hóa thần long, vây quanh tế đàn, quầng sáng năm màu nổ tung, một phiến phiến vảy rồng dương ra, lại mơ hồ lộ ra không không thời không năng lượng ba động. Trăng sáng thiên thư. Hạ Nhược Tuyết gọi ra trăng sáng thiên thư, sáng chói lọi,
xuyên qua ngàn dặm, đem tất cả ma vật xé nát. Hỏa thần bảo vệ, tuyệt kiếm lạnh lẽo khí. Kỷ Tư Thanh cùng Ngụy Dĩnh cũng là biểu hiện các bản lĩnh cao cường, liều mạng bảo vệ Diệp Thần. Diệp Thần trong lòng có vẻ cảm kích, tiếp tục đối kháng thiên kiếp, nội tâm chỉ có một cái ý niệm, đó chính là vượt qua thiên kiếp, bước vào thiên huyền cảnh, tuyệt không phụ lòng đám người kỳ vọng. Bên kia, hoàng hôn cự nhân hạ xuống, thông thiên thân thể thoáng một cái, nhưng biến hóa thành một cái uy nghiêm ông già, cưỡi một đầu hung thú. Hồng Xuân Thu. Diệp Thần thấy vậy uy nghiêm ông già, nhất thời lấy làm kinh hãi. Hoàng hôn cự nhân nơi biến hóa ông già, lại chính là Hồng Xuân Thu. Kinh ngạc sau này, Diệp Thần rất nhanh liền nghĩ rõ ràng, thầm nghĩ. Đúng rồi, cái này hoàng hôn cự nhân thực lực quá mạnh mẽ, khó mà hạ xuống đến thế giới hiện thật, liền mượn Hồng Xuân Thu thân thể hạ xuống. Hồng Xuân Thu là ma nữ tín đồ, mà ma nữ là tử thần giáo đoàn thủ tịch hộ pháp, cùng hoàng hôn cự nhân quan hệ mật thiết. Bàn về thực lực, ma nữ so với hoàng hôn cự nhân, mạnh hơn gấp trăm ngàn lần, càng không thể nào hạ xuống. Nhưng, nàng đã sớm đang bố trí, nàng dưới quyền Diêm Ma Chết Giới, ở thế giới hiện thật có vững chắc căn cơ. Hồng Xuân Thu chấp trưởng Diêm Ma Chết Giới, còn sáng lập Tẩy Nhan Tiên Tông, là ma nữ nhất tín đồ trung thành. Bởi vì có Diêm Ma Chết Giới và Tẩy Nhan Tiên Tông tồn tại, ma nữ bản thể mặc dù không đánh bại sắp, nhưng ý chí có thể hạ xuống đến thái thượng thế giới. Hồng Xuân Thu thành hoàng hôn cự nhân thân thể, bị hoàng hôn cự nhân khống chế, muốn đến là ma nữ ý chí an bài. Ngày hôm nay ta muốn đột phá, không chỉ là hoàng hôn cự nhân muốn ngăn trở ta, ma nữ cũng phải giết ta. Diệp Thần nghĩ tới đây một chút, nội tâm nhất thời rét một cái. Ma nữ khủng bố, hắn là đích thân lãnh giáo qua. Những người ở chỗ này, thấy hoàng hôn cự nhân, lại có thể biến hóa thành Hồng Xuân Thu, đều là một hồi kinh hãi dị. Hoàng hôn cự nhân dưới háng, vậy đầu hung thú ngửa mặt lên trời gầm hét lên, bộc phát ra vô cùng hung hãn hơi thở. Đó là hắn thú cưỡi, bát hoang hư thú. Cái này bát hoang hư thú, mười phần dữ tợn cường hãn, từng bị Diệp Thần dùng huyền yêu tinh máu khống chế. Nhưng thời khắc này bát hoang hư thú, đã hoàn toàn thoát khỏi khống chế, lại lần nữa trở lại hoàng hôn cự nhân bên người. Hoàng hôn cự nhân lần nữa đạt được thú cưỡi, một người một thú liên hiệp, khí thế lại là long trời lở đất. Chủ nhân, Chu Diệt Luân Hồi, liền ở hôm nay. Bát hoang hư thú gắt gao nhìn chằm chằm trên tế đàn Diệp Thần bóng người, trong tròng mắt ý định giết người mãnh liệt, lập tức chở hoàng hôn cự nhân, hướng Diệp Thần xông lên đi giết. Hoàng hôn cự nhân mượn Hồng Xuân Thu thân xác, cả người linh khí bạo động, hoàng hôn ánh sáng lóng lánh, ở trong tay hóa ra một chuôi hoàng hôn chiến kiếm, như muốn chém chết chư thần, khí thế hung mãnh hết sức. Hắn xách cưỡi bát hoang hư thú, thì phải một kiếm hướng Diệp Thần chém tới. Diệp Tà Thần thấy vậy, liền muốn động thủ. Nhâm Phi Phàm quát bảo ngưng lại nói, Diệp Lão, còn chưa tới ngươi thời điểm xuất thủ. Lại nói, Huyền Tiên Tử, ngươi đi đi. Huyền Hàn Ngọc nói, Ngày hôm nay bảo vệ Diệp Thần, Nhâm Phi Phàm là tuyệt đối hạch tâm, tất cả mọi người đều nghe hắn ra lệnh, Huyền Hàn Ngọc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mắt xem hoàng hôn cự nhân giết tới, Huyền Hàn Ngọc nhất thời cảm thấy vô biên vô tận áp lực, lấy nàng đạo tâm, lại có thể dâng lên một tơ cảm giác sợ hãi. Nàng thân làm tiên đế cao thủ, hơn nữa thừa kế tổ tiên Thương Huyền Đại Đế hài cốt, vốn là cái gì cũng không biết sợ. Nhưng cái này cái hoàng hôn cự nhân, thực lực thật là quá kinh khủng chút, coi như thả vào không không lúc nào không bên trong, cũng là nhất lưu cao thủ. Hoàng hôn cự nhân sát phạt hơi thở, liền Huyền Hàn Ngọc cũng cảm nhận được một cổ bản năng sợ hãi. Sử xanh đạo dấu, sử xanh hoa kiếm, năm tháng thành đao, phá giết. Huyền Hàn Ngọc mắt đẹp lạnh lùng, vận chuyển linh khí, đè xuống nội tâm sợ hãi, con người chỗ sâu có chiến ý cháy, hai tay nặn quyết, nhất thời một quyển cổ xưa sách, ngay tại sau lưng nàng nổi lên. Đó là một quyển sách sử, là sử xanh đạo cất giữ khí tượng hiển hóa, ẩn chứa sử xanh năm tháng thâm hậu nội tình. Sử xanh đạo dấu, tam thập tam thiên thần thuật bên trong. Lúc ban đầu là Thương Huyền Đại Đế thần thông. Cửa này thần thuật bí điển, trước mắt ở ngày xưa tổ thần vương tôn nữ, Lục Hòa Thiền trong tay. Bất quá, Huyền Hàn Ngọc thừa kế Thương Huyền Đại Đế hài cốt, tự nhiên vậy thừa kế cửa này thần thuật bí ẩn. Sử xanh đạo dấu thần thuật vừa ra, thoáng chốc tới giữa, cổ xưa sử xanh bí ẩn, liền hóa thành từng chuôi màu xanh phi kiếm,
thần bí văn minh năm tháng, liền biến thành một cái cầm phong cách cổ xưa đao. Hạ một sát, đao kiếm đều xuất hiện, hóa thành cuồn cuộn nước lũ, chém chết hướng hoàng hôn cự nhân. Đây là tam thập tam thiên thần thuật đánh, đại biểu sử sanh năm tháng, văn minh thời gian phong phú. Cổ xưa văn minh, vô tận lịch sử, đều ở đây một chiêu này bên trong hiện ra. Năm tháng uy áp, để cho được tầng tầng thời không nổ tung. Ha ha, người nếu có thể nắm trong tay không không cách nào thì, có lẽ có thể cùng ta đối kháng. Nhưng, người chẳng qua là một cái tiên đế, còn không tư cách chống lại ta. Hoàng hôn cự nhân thấy Huyền Hàn Ngọc Sử xanh đao kiếm đánh tới, cười lạnh một tiếng, lộ ra thần sắc khinh thường, trong tay hoàng hôn chiến kiếm vung lên, tràn đầy suy hủ hơi thở kiếm mang, cuồn cuộn đi về trước quét sạch. Hu hu hu, hoàng hôn ánh sáng, như nước thủy triều như nước, lại là ngay tức thì chìm ngập Huyền Hàn Ngọc Sử xanh đao kiếm. Các loại văn minh năm tháng, cổ xưa thời gian phong phú, ở hoàng hôn cự nhân suy hủ hơi thở bao phủ hạ, ngay tức thì hóa thành cho tàn. Hoàn toàn không đỡ được. Phốc, Huyền Hàn Ngọc há mồm phun ra máu tươi, lập tức liền bị thương nặng. Huyền tiên tử, Diệp thần thấy vậy, kinh hãi thất sắc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Huyền Hàn Ngọc này cấp bậc cường giả khác, đối mặt hoàng hôn cự nhân, lại có thể một chiêu liền bị đánh bại. Cái này hoàng hôn cự nhân, thực lực không khỏi quá kinh khủng chút. Quả nhiên, ở tử thần giáo đoàn bên trong, trên 6 tiệc hộ pháp và hạ 6 tiệc, hoàn toàn không phải một tầng thứ tồn tại. Chỉ nói cái này hoàng hôn cự nhân, liền so Diệp thần trước kia đã gặp loạn thiên tôn, không thiên tôn, vô diện nhân, bạo quân, mộc ngẫu, tu la các người, cộng lại mạnh hơn rất nhiều. Liền hoàng hôn cự nhân cũng lớn mạnh như vậy, vậy xếp hạng ghế đầu ma nữ, lại nên khủng bố đến cái gì bước. Diệp thần trong lòng lại muốn, sau này hắn muốn cứu võ tổ mà nói, không chỉ là phải đối mặt cổ tinh môn, còn phải đối mặt ma nữ. Ma nữ đã từng thích võ tổ, yêu mà không được, sinh lòng hận ý, rơi vào hắc ám. Nàng hôm nay lớn nhất nguyện vọng, chính là giết chết võ tổ, để báo ngày xưa vứt bỏ thù, mặc dù võ tổ cho tới bây giờ không có vứt bỏ qua nàng. Nhâm Phi Phàm, người còn không xuất thủ không? Hoàng hôn cự nhân một kiếm đánh bại Huyền Hàn Ngọc, vậy ánh mắt lạnh như băng, chính là rơi vào Nhâm Phi Phàm trên mình. Cho dù là ở không không lúc nào không bên trong. Nhâm Phi Phàm danh tiếng vậy là đặc biệt to lớn, bởi vì hắn là luân hồi hộ đạo giả, rất miễn cưỡng đem Diệp Thần từ một con kiến hôi vậy nhỏ bé tồn tại, nâng đỡ đến ngày hôm nay vượt qua đi đời luân hồi bước. Không không lúc nào không bên trong, có vô số cường giả, cùng Nhâm Phi Phàm giao hảo, thậm chí liền tử thần giáo đoàn giáo chủ Thiên Khải Chí Tôn, cũng không lận khen ngợi từ, cái này để cho được hoàng hôn cự nhân, hết sức ghen tị. Hắn ngày hôm nay hạ xuống. Chứ muốn tru diệt Diệp thần bên ngoài, còn muốn tự tay giết chết Nhâm Phi Phàm. Nhâm Phi Phàm nghe được hoàng hôn cự nhân khiêu khích, không nhúc nhích chút nào, hướng phía sau tế đàn đệ nhị yêu cơ cùng thiên nữ quát lên. Các ngươi ra tay, ngăn lại hắn. Đệ nhị yêu cơ vừa nghe, không chút do dự nào, lập tức phi thân hướng hoàng hôn cự nhân phóng tới. Quỷ vương đỉnh, rơi. Chỉ gặp đệ nhị yêu cơ hai tay kết ấn, cả người tràn ra đậm đà quỷ khí. Cái này cổ quỷ khí năng lượng, lại là xuất xứ từ quỷ vương giới. Oanh! Ngay sau đó, từ quỷ kia khí năng tính bên trong, hiện ra một tôn cự đỉnh, từ trên trời hạ xuống sắp, hung hăng hướng hoàng hôn cự nhân chấn áp đi. Vậy tôn cự đỉnh, tràn ngập cực hạn quỷ khí, phía trên nạm một hạt châu, có thể biến dạng người hồn phách. Cái này cự đỉnh, lại là quỷ vương giới chấn giới pháp bảo, tên là quỷ vương đỉnh. Phía trên hạt châu kia, chính là trong truyền thuyết không vô thần khí, phệ hồn châu. Phệ hồn châu tổng cộng có 4 khối mảnh vỡ, theo nói nếu là có thể toàn bộ tập đủ, có thể bộc phát ra kinh khủng uy lực, không thua gì với tam hoàng chí bảo. Vậy 4 khối phệ hồn châu mảnh vỡ, Diệp thần đã đạt được 2 khối. Khối thứ 3 mảnh vỡ, liền khảm nạm ở nơi này quỷ vương đỉnh phía trên. Còn như khối thứ 4 mảnh vỡ, thì không người nào biết rơi ở nơi nào. Diệp thần thấy đệ nhị yêu cơ, sử dụng quỷ vương đỉnh, trong bụng rất là giật mình, trong đầu nghĩ cái này quỷ vương đỉnh, nàng từ nơi nào có được. Chẳng lẽ quỷ vương giới thần vũ trụ, lại có thể bỏ được tướng thần khí này chí bảo, ban thưởng cho nàng. Quỷ vương đỉnh hạ xuống, uy thế nổ tung, hiển nhiên không phải cái gì hư ảnh các loại, mà là chân chân chánh chánh bản thể pháp bảo. Cái này quỷ vương đỉnh có phệ hồn châu khảm nạm,
lực sát thương dị thường to lớn, coi như là vậy vô lượng cảnh cao thủ, bị đập một tí, cũng có rơi xuống nguy hiểm. Ha ha ha, quỷ vương đỉnh sao? Đáng tiếc, phía trên khảm nạm phệ hồn châu, chỉ là một khối mảnh vỡ. Nếu như là hoàn chỉnh phệ hồn châu, ta có lẽ sẽ có mấy phần kiêng kỵ, nhưng mảnh vụn nói, lại làm sao có thể làm bị thương ta? Hoàng hôn cự nhân thấy quỷ vương đỉnh hạ xuống, không sợ chút nào, trở tay huy động hoàng hôn chiến kiếm, chém ngược trời. Chanh! Một đạo bóng tối kiếm khí, mang một cổ cao nhất chí tôn vậy ý chí chập chờn, một kiếm chém ở đó quỷ vương đỉnh phía trên. Kiếm khí biến dạng hư không, mơ hồ vặn vẹo ra một tấm hình dọn ra, lại là ma nữ Đồ Đằng. Diệp thần thấy vậy ma nữ Đồ Đằng, cũng biết hoàng hôn cự nhân lần này hạ xuống, quả nhiên là có ma nữ chống đỡ. Một kiếm này, cũng không hoàng hôn cự nhân tự thân giết hại, mà là tới từ ma nữ ý chí giết hại. Một kiếm phá ra, đệ nhị yêu cơ quỷ vương đỉnh, tại chỗ liền bị chém ra hai nửa, đầy trời quỷ khí tán loạn. Đây chính là quỷ vương giới chấn giới pháp bảo à, là thứ thiệt không vô thần khí, tuy không hoàn chỉnh, nhưng uy năng cũng là long trời lở đất. Nhưng ở hoàng hôn cự nhân một kiếm chém đánh xuống, cái này quỷ vương đỉnh lại có thể tại chỗ bị chém thành hai nửa. Hoàng hôn cự nhân thấy một màn này, cũng là sửng sốt một tí, trong bụng lại một trận sợ hãi, nghĩ ngợi, ma nữ tiền bối ý chí, quả nhiên lợi hại, ta xem nàng cùng giáo chủ so sánh, chỉ sợ cũng là không hoàng hơn để cho. Một núi không thể chứa hai cọp, trời không hai mặt trời, tương lai nàng nếu như cùng giáo chủ đại nhân nổi lên phân tranh, ta nên làm thế nào cho phải. Ý niệm như vậy, thoáng một cái rồi biến mất, hoàng hôn cự nhân rất nhanh thu liễm tâm thần. Ngày hôm nay trọng yếu nhất, chính là chu diệt luân hồi, ngăn cản Diệp thần tấn thăng. Tử thần giáo đoàn cùng Diệp thần tới giữa, mâu thuẫn cực sâu, nếu như Diệp thần thuận lợi tấn thăng nói, đối tử thần giáo đoàn 10 phần bất lợi. Quỷ vương đỉnh bị chảm phá, đệ nhị yêu cơ cũng là khạc ra máu tươi, tại chỗ bị thương nặng, từ bầu trời rớt xuống. Tiểu thư, Chỉ Phi Huyết và Phạm Tinh Nghiên, vội vàng bay ra ngoài, đem nàng tiếp theo. Nhưng cái này hai người, đối mặt hoàng hôn cự nhân, cũng là không có chút nào đối kháng có thể. Nhâm Phi Phạm gặp thiên nữ còn đứng tại chỗ, quát lên, thiên nữ, người còn không ra tay. Thiên nữ ngắm nhìn hoàng hôn cự nhân, mắt đẹp lóe lên, cũng không có lập tức động thủ. Nàng trong đầu nghĩ, như ta giờ phút này động thủ, bại lộ lá bài tẩy, sau này sẽ cùng luân hồi quyết chiến, há chẳng phải là gay gâu. Hoàng hôn cự nhân vui vẻ cười to, nói, Nhâm Phi Phạm, người kêu người khác ra tay, mình có đầu rút cổ không ra, lại coi là bản lãnh gì. Tiếng nói rơi xuống, hoàng hôn cự nhân cưỡi bát hoang hư thú, nâng kiếm xông về phía tế đàn, một kiếm ám sát hướng Diệp thần. Hắn hành động này, là muốn ép Nhâm Phi Phạm động thủ. Nhưng, Nhâm Phi Phạm còn không có động thủ, bên kia thiên nữ, thân thể mềm mại run lên, trong mắt lộ ra vẻ bối rối, lập tức liền huy động băng hoàng thiên kiếm, ám sát hướng hoàng hôn cự nhân sau lưng. Nàng thấy Diệp thần gặp nạn, trong lòng một cách tự nhiên, liền muốn bảo vệ. Đáng chết! Hoàng hôn cự nhân cảm thấy sau lưng kiếm khí tiếng hung cấp, dưới sự bất đắc dĩ, đành phải xoay người lại khua kiếm đón đỡ. Chanh đích một tiếng. Hắn cùng thiên nữ song kiếm giao phong, hai người đều thối lui một khoảng cách, nhưng là kỳ cổ tương đương. Cái này một tí giao phong, là có thể đã nhìn ra, thiên nữ thực lực, so với Huyền Hàn Ngọc, đệ nhị yêu cơ các người, cường hãn quá nhiều. Đây không phải là mặt ngoài thực lực sai biệt, còn có sau lưng khí vận chênh lệch. Nhâm Phi Phàm thấy thiên nữ rốt cuộc chịu ra tay, thở ra một hơi, lại thở dài một tiếng, nói thiên nữ, người cuối cùng là tâm kết luân hồi, người tơ tình, còn không có chặt đứt đây. Thiên nữ nghe nói như vậy, tâm hồn thiếu nữ run lên, rơi vào yên lặng. Nhâm Phi Phàm nói không sai, nàng xác thực còn không chặt đứt tơ tình, cho nên nhìn thấy Diệp thần gặp nạn, tự nhiên làm theo liền ra tay. Diệp thần thấy thiên nữ ánh mắt bên trong, mang vô hạn quyến luyến ý, nội tâm cũng là hơi rung động. Thiên nữ đang trầm mặc một hồi lâu sau, trong mắt ánh mắt lại đổi được lạnh lùng, nói, đúng vậy, tiểu phàm, tình ta tơ đúng là còn không chặt đứt, ta cũng không dự định chặt đứt. Cảm tình là cảm tình, thực tế thì thực tế, ta thích đi nữa Diệp thần, ta cũng sẽ đích thân giết chết hắn, ai kêu hắn là luân hồi chi chủ đâu. Thiên nữ mục tiêu, chính là chu diệt luân hồi, chiếm đoạt luân hồi tất cả khí vận. Một điểm này, ở nàng còn không thực hiện nuôi heo kế hoạch thời điểm,
cũng đã xác định, thậm chí vì vậy cùng Vạn Khư nháo băng, hoàn toàn quyết liệt. Diệp Thần nghe được thiên nữ mà nói, trong lòng buồn bã, nhưng chợt quyết đoán. Đúng vậy, cảm tình là cảm tình, thực tế thì thực tế. Hắn và thiên nữ tới giữa, bỏ mặc tơ tình dây dưa như thế nào, cuối cùng cũng nhất định phải sống chết gặp nhau. Hắn tuyệt không thể mềm tay, nếu như có bất kỳ nhân từ nói, chỉ sẽ là toàn bộ luân hồi trận doanh, đưa tới diệt vong. Hoàng hôn cự nhân vui vẻ cười to, nói thiên nữ, nếu ngươi muốn chu diệt luân hồi, vì sao lại phải bảo vệ hắn? Thiên nữ lạnh lùng nói, ta hôm nay chính là phải bảo vệ hắn, ngươi có thể làm ta thế nào? Tiếng nói rơi xuống, thiên nữ khua kiếm nhanh gai ra, sau lưng ông một tiếng, hiện ra một tôn ấn tỷ. Đó lại là Viêm Hoàng Đế Ấn, Hồng Quân Pháp Bảo, trong truyền thuyết bốn đại chí cao thần khí một trong. Nàng vì bảo vệ Diệp Thần, lại liền cái này lá bài tẩy, vậy bại lộ ra. Viêm Hoàng Đế Ấn lững lờ hư không, bộc phát ra vô cùng nóng rực chói lọi, xích viêm cuồn cuộn, như có bữa đế hạ xuống, đại lộ phù văn đóng dấu hư không, vậy các loại xích viêm dâng trào dưới, thậm chí hóa thành viêm long, quấn quanh ở thiên nữ trên thân kiếm. Thiên nữ băng hoàng thiên kiếm nhanh gai, khí lạnh nổ, cùng vậy viêm long hòa hợp, băng lửa xen lẫn, giết hại ra băng lửa hai tầng trời thế giới, đánh giết hướng hoàng hôn cự nhân. Người điên, vì vậy tiểu tử, người muốn đắc tội ta tử thần giáo đoàn, đáng giá không? Hoàng hôn cự nhân mắt gặp thiên nữ kiếm thế khủng bố, vậy là không dám tùy tiện đối kháng, vội vàng phi thân lên, né tránh thiên nữ kiếm khí. Thật ra thì thật đánh, thiên nữ chưa chắc có thể đánh thắng được hắn, hắn phần thắng muốn lớn một chút. Nhưng, hắn phải đối mặt, cũng không phải là thiên nữ một người. Phía dưới Nhâm Phi Phàm và Diệp Tà Thần, còn có thân Đồ Uyển Nhi, Dạ Mẫu, cũng còn không có ra tay. Nếu như ở thiên nữ trên mình, lãng phí quá nhiều khí lực, hắn còn muốn chu diệt luân hồi, đó là đoạn không khả năng sự việc. Thiên nữ không có trả lời, khua kiếm hướng hoàng hôn cự nhân đuổi giết đi. Hoàng hôn cự nhân tránh không tránh khỏi, đành phải rất kiếm chào đón. Đinh đinh đinh, hai người ngay tức thì giao phong mấy ngàn kiếm, băng hoàng viêm long kiếm khí, cùng hoàng hôn hắc ám kiếm khí, lẫn nhau giao phong va chạm, quét sạch chư thiên, khí tượng mười phần nguy nga. Hoàng hôn cự nhân từ đầu đến cuối không dám ra toàn lực, bị thiên nữ giết được lần lượt tháo chạy. Đáng chết! Vũ Hoàng Cổ Đế, Ma Tổ Vô Thiên, các ngươi xuống đây đi! Hoàng hôn cự nhân mặt đầy không biết làm sao, lớn tiếng hướng trời cao kêu gọi. Trong thoáng chốc, trên 9 tầng trời, truyền tới chấn động to lớn, tiên quang mãnh liệt, ma khí nhô lên. Một tiên một ma hai thân ảnh cao to, chậm rãi từ chân trời hạ xuống. Tiên giả, chính là Vũ Hoàng Cổ Đế. Ma người, chính là Ma Tổ Vô Thiên. Ở Vũ Hoàng Cổ Đế sau lưng, còn đi theo Tiêu Tinh Hà, Huyền Thiên Kiêu, Vũ Hoàng Giã, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết bốn người. Bất quá, Vũ Hoàng Cổ Đế trói lọi quá mức sáng chói, cái này bốn người bóng người, tựa như bị chìm ngập vậy. Ma Tổ Vô Thiên khí thế, cũng là vô cùng hung hãn, đi theo phía sau kiếm môn trưởng giáo Trương Thanh Vũ, còn có mấy cái kiếm môn trưởng lão. Thậm chí còn có mấy đầu vặn vẹo ma thần. Thiên nữ thấy Vũ Hoàng Cổ Đế và Ma Tổ Vô Thiên tới, con mắt run lên, nhất thời cảnh giác. Thiên cơ thấy rõ dưới, nàng đã mơ hồ dòm ngó gặp sau lưng nhân quả. Lúc đầu hoàng hôn cự nhân hạ xuống, cũng không phải là một mình tác chiến, mà là âm thầm cùng Vũ Hoàng Cổ Đế, Ma Tổ Vô Thiên các người, đạt thành hợp tác. Thậm chí, liền Thiên Tâm Lão Tổ, tựa hồ vậy tham dự cái này hợp tác. Bất quá Thiên Tâm Lão Tổ còn không có phát hiện thân, hiển nhiên là ẩn núp trong bóng tối, chờ đợi thời cơ xuất thủ. Hoàng hôn cự nhân, ta còn lấy vì ngươi thật có như thế vô địch, có thể một người xóa bỏ toàn trường. Vũ Hoàng Cổ Đế nhìn về phía hoàng hôn cự nhân, lãnh đạm cười lên. Nếu như ta có thể ngay tức thì thi triển chư thần hoàng hôn, tại chỗ bên trong, lại có ai là ta địch thủ? Hoàng hôn cự nhân hừ một tiếng, trong lúc nói chuyện. Nhưng là nhanh chóng lui về phía sau, thân thể bay đến chân trời, hai tay kết ấn, tựa hồ muốn thi triển bí thuật gì. Vũ Hoàng Cổ Đế, Ma Tổ Vô Thiên, các ngươi liền thay ta hộ pháp, chờ ta hoàng hôn thần thuật thi triển ra, liền để cho các người xem, cái gì gọi là chân chính không không đại thần thông. Hoàng hôn cự nhân hai tay kết ấn lúc đó, từng luồng kinh khủng hoàng hôn hơi thở, tràn ngập ra, cũng dần dần ở hắn bên người, buộc vòng quanh một cái tràn đầy suy hủ hơi thở đất nước.
Đó là chư thần hoàng hôn đất nước, ở đất nước này bên trong, cho dù là thiên đế chủ thần cấp nhân vật lớn, đều có rơi xuống nguy hiểm. Đây là hoàng hôn cự nhân trung cực lá bài tẩy, chính là tam thập tam thiên thần thuật một trong, tên là chư thần hoàng hôn. Cái này chư thần hoàng hôn vừa thi triển ra, cả ngày đế chủ thần đều có thể nghiền diệt, vô cùng khủng bố lợi hại. Cửa này thần thuật, hoàng hôn cự nhân đã luyện đến lô hỏa thuần thanh bước, ở không không lúc nào không bên trong, có thể làm được nháy mắt phát. Coi như là ma nữ, cứng rắn bị hắn một chiêu, cũng sẽ bị giết chết. Dĩ nhiên, giống ma nữ cấp nhân vật khác, kém không nhiều là chân chánh thiên đế chủ thần, trên người có vô số điều thời gian tuyến, có thể vô hạn sống lại. Hoàng hôn cự nhân thật muốn hoàn toàn xóa bỏ thiên đế chủ cường giả thần cấp, đó là tuyệt không khả năng sự việc, người khác bị giết chết, lập tức liền sẽ sống lại, đem hắn giết ngược. Ở tuyệt đối cảnh giới chênh lệch hạ, cái gì thần thuật cũng không đính dụng. Nhưng, ở thái thượng thế giới, cái này chư thần hoàng hôn thần thuật, nhưng là nghịch thiên vô địch tồn tại, một bộc phát ra, mai táng toàn bộ tinh nguyệt giới, tắm máu luân hồi, đó là chuyện dễ dàng. Chỉ bất quá, bị phép tắc hạn chế, hoàng hôn cự nhân không làm được nháy mắt phát, hắn cần thi triển ngâm sướng chuẩn bị. Hoàng hôn thẩm phán, chính là chư thần ngày tận thế. Ta là mạt nhật chi chủ, chư thần thân xác, chung sẽ mục nát, tinh không quỹ tích, chung sẽ phủ đầy hoàng hôn dư quang. Hoàng hôn cự nhân giơ hai tay lên, ngâm sướng lên tới, hắn quanh người chư thần hoàng hôn đất nước, dần dần hiện ra hình thức ban đầu. Ở nơi này phiến đất nước bên trong, vũ trụ ở than xúc, tinh không ở phai mờ, bất hủ chư thần đi về phía suy hủ, hoàng hôn ảm đạm khí tượng, lặng lẽ khuếch tán ra, làm được tinh nguyệt giới địa mạch, chịu đựng nghiêm trọng hơn áp chế. Không tốt, là tam thập tam thiên thần thuật, chư thần hoàng hôn. Cái này chư thần hoàng hôn nếu là bộc phát ra, chúng ta đều phải chết. Thiên nữ thấy một màn này, sắc mặt nhất thời thay đổi, lập tức khua kiếm hướng hoàng hôn cự nhân gai đi giết. Nhưng, hoàng hôn cự nhân phía trước, có vũ hoàng cổ đế và ma tổ vô thiên bảo vệ. Chỉ gặp hai người kia, một tiên một ma, thấy thiên nữ đến gần, mỗi bên ra một trường, hào hùng tiên ma uy thế, hội tụ thành triều, chỉ một trường, liền ép được thiên nữ lui về phía sau, hoàn toàn không cách nào đến gần. Cùng chu diệt luân hồi, ta muốn luân hồi chi tâm. Ma tổ vô thiên lui đến hoàng hôn cự nhân bên người, thanh âm lạnh lùng nói. Hắn không có tim, tim hắn, còn ở dạ mẫu phong ngữ oanh trong tay. Nếu như có thể giết chết diệp thần mà nói, hắn muốn dùng diệp thần tim, đời thay tim mình. Có thể. Hoàng hôn cự nhân gật đầu, ở hợp tác trước, hắn thật ra thì liền cùng ma tổ vô thiên, vũ hoàng cổ đế các người, nói xong điều kiện. Dừng một chút, hoàng hôn cự nhân ánh mắt híp lại. Lại mang một chút cảnh cáo ý, hướng ma tổ vô thiên nói, nghe nói ngươi muốn mưu đoạt tử thần quyền bính. Ta khuyên ngươi chết liền điều này tim, sẽ không có mới tử thần vẫn luôn là hải vương ma tôn, chúng ta tử thần giáo đoàn, sẽ để cho hắn hồi phục. Ma tổ vô thiên lắc lắc đầu nói, hồi đầu lại nói đi, ta vì ngươi hộ pháp. Hoàng hôn cự nhân gật đầu, tiếp tục ngâm sướng kết ấn, thi triển chư thần hoàng hôn. Ma tổ vô thiên ánh mắt nhìn xuống phía dưới, từ Diệp Thần, Diệp Tà Thần, Nhâm Phi Phàm, Võ Giao, Kỳ Tư Thanh, Huyền Hàn Ngọc, Thiên Nữ, Phong Ngữ Oanh cùng trên người, từng cái lướt qua, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, trong đầu nghĩ. Luân hồi trận doanh cao thủ như mây, coi như ta và Vũ Hoàng Cổ Đế liên thủ, cũng chưa chắc có thể trấn áp, tối đa lưỡng bại câu thương, tình hình bây giờ, chỉ có trì hoãn thời gian, cùng cái này hoàng hôn cự nhân hoàn thành thần thuật. Như ta bắt được luân hồi tim, ta là có thể trở thành mới tử thần. Đây là, Diệp Thần lại vượt qua một sóng lôi kiếp. Mới lôi kiếp, ở trên trời nổi lên, tạm thời không có lại hạ xuống. Tế đàn bên này, khó khăn được xuất hiện chốc lát bình tĩnh. Diệp Thần vậy thoáng chậm qua một hơi, nhưng gặp thân thể khắp nơi rạn nứt, ở trong thiên kiếp bị thương rất nặng. Thiên quân phong thần bia, bảo vệ ta thân. Diệp Thần thúc giục thiên quân phong thần bia, trôi lơ lửng ở trước người. Thiên quân phong thần bia không ngừng tách thả ra thần mang, bồi bổ Diệp Thần thân thể. Cái này kiện thần khí, có vô cùng linh khí năng lượng, dùng để chữa thương và khôi phục nguyên khí, hiệu quả đều là cực tốt. Diệp Thần nguyên khí dần dần khôi phục, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, bỗng nhiên lại nghe được trên trời truyền tới một đạo kêu lên, sư phụ. Diệp Thần vừa thấy, tiếng gọi ầm ĩ là Vũ Hoàng Dã truyền ra.
chỉ gặp Vũ Hoàng Giã đỏ mặt lên, lại là lúng túng, vừa áy náy, lại là ảm đạm hối hận, không biết trải qua cái gì. Một bên Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, ánh mắt nhìn về Vũ Hoàng Giã, nhưng là mang vẻ chán ghét ý. Diệp Thần nhìn một cái, mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Lại nghe Vũ Hoàng Cổ Đế vui vẻ cười to, sải bước bước ra, hướng Diệp Thần nói, Diệp Thần, ta có thể phải cảm tạ ngươi, ngươi cái tiện nghi này học trò, là ta Vũ Hoàng Thế Gia hậu duệ, hơn nữa trên người hắn, còn có Thiên Khải Chí Tôn hơi thở. Ta muốn tạo thiên tội cổ kiếm vỏ kiếm, hắn nhưng mà giúp bận rộn. Tiếng nói rơi xuống, Vũ Hoàng Cổ Đế sử dụng một thanh kiếm sao. Thanh kiếm này sao, toàn thân phong cách cổ xưa, phía trên chạm trổ rất nhiều huyền ảo hoa văn, như trời cướp đồ đằng, lại tràn đầy mãi mãi tội phạt giết hại, thậm chí tràn ra chút mùi máu tanh, chế tạo công nghệ là siêu nhất lưu tiêu chuẩn. Diệp Thần thấy vỏ kiếm này, trong bụng rét một cái, chẳng lẽ Vũ Hoàng Cổ Đế đã đúc tạo ra được đủ để chứa thiên tội cổ kiếm vỏ kiếm. Hắn biết Vũ Hoàng Cổ Đế vẫn luôn muốn đúc vỏ kiếm, lấy triệu hoán thiên tội cổ kiếm hạ xuống. Thiên tội cổ kiếm chính là bốn lớn cao nhất thần khí bên trong, cường đại nhất tồn tại. Coi như là thái thượng thế giới, vậy không có chỗ có thể chứa được thiên tội cổ kiếm mũi nhọn. Cho nên, muốn triệu hoán thiên tội cổ kiếm mà nói, nhất định phải có thích hợp vỏ kiếm. Mà Vũ Hoàng Giã chính là chế tạo vỏ kiếm nhân vật then chốt. Bởi vì, hắn trên mình, có Thiên Khải Chí Tôn nhân quả. Thiên Khải Chí Tôn đã từng sử dụng qua Thiên Khải Ma Kiếm, cũng ở đây ở trên tay hắn. Thiên Khải Chí Tôn, là không không lúc nào không cường đại nhất luyện khí sư, cũng là nhân hoàng thánh đao đúc người, tử thần giáo đoàn giáo chủ. Hắn nhân quả năng lượng, nếu như lợi dụng được làm mà nói, đúng là có rất lớn cơ hội, có thể chế tạo ra thiên tội cổ kiếm vỏ kiếm. Sư phụ, Vũ Hoàng Giã thấy Vũ Hoàng Cổ Đế sử dụng vỏ kiếm, xấu hổ cúi đầu xuống, mặt đầy áy náy. Ngươi phản bội ta. Diệp Thần ánh mắt run lên, Vũ Hoàng Cổ Đế có thể chế tạo ra vỏ kiếm, tuyệt đối cần Vũ Hoàng Giã phối hợp. Nói như vậy, Vũ Hoàng Giã đã quy thuận Vũ Hoàng Cổ Đế, ngang hàng là phản bội Diệp Thần. Không phải. Vũ Hoàng Giã muốn giải thích rõ, nhưng nhìn bên cạnh Vũ Hoàng Ngạo Tuyết một mắt, gương mặt một đỏ, lại cúi đầu, không dám làm tiếng. Vũ Hoàng Cổ Đế vui vẻ cười to, vỗ vỗ Vũ Hoàng Giã đầu vai, nói, A Giã, ngươi không cần lo lắng, cùng sau ngày hôm nay, bỏ mặc Chu Diệt Luân Hồi có thành công hay không, ta cũng sẽ giữ lời hứa, đem Ngạo Tuyết gả cho ngươi. Ừ, Vũ Hoàng Giã sắc mặt lại là một đỏ, cúi đầu không dám đi xem Diệp Thần ánh mắt, lại len lén liếc hướng bên người Vũ Hoàng Ngạo Tuyết. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết sắc mặt, chính là trước đó chưa từng có khó khăn xem, hừ một tiếng, nhưng cũng không có phản đối Vũ Hoàng Cổ Đế nói. Diệp Thần thấy một màn này, liền đã hoàn toàn rõ ràng. Lúc đầu Vũ Hoàng Cổ Đế, lại có thể hy sinh Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, muốn nàng gả cho Vũ Hoàng Giã, lấy yêu cầu này Vũ Hoàng Giã hỗ trợ đúc vỏ kiếm. Vũ Hoàng Giã đón nhận, hôm nay tâm tư toàn bộ ở Vũ Hoàng Ngạo Tuyết trên mình. Diệp Thần nhìn Tiêu Tinh Hà một mắt, nhưng gặp Tiêu Tinh Hà cười khổ gật đầu một cái, coi như là thẳng trắng nói cho Diệp Thần, hắn học trò Vũ Hoàng Giã, đích xác là vì một người phụ nữ, phản bội luân hồi. Diệp Thần trong lòng có vẻ tức giận, Vũ Hoàng Cổ Đế thấy hắn vẻ mặt này, rất là đắc ý, vui vẻ cười to đứng lên. Suy, oanh, vừa lúc đó, một đạo địa ngục kiếm khí, một cổ chân lý Phật quang, một trái một phải, đột nhiên hướng Vũ Hoàng Cổ Đế oanh đi giết. Người xuất thủ, chính là địa ngục giới thần vũ trụ Diêm La Đạo Quân, còn có chúng sanh giới thần vũ trụ chân lý Phật Tổ. Bọn họ muốn thừa dịp Vũ Hoàng Cổ Đế và Diệp Thần nói trò chuyện, ra tay đánh lén. Trở về, đứng ở bên tế đàn Nhâm Phi Phàm, hét lớn một tiếng. Hoàng Hôn Cự Nhân đang ngâm sướng chuẩn bị làm phép, hắn bên này, không có người nào lập tức động thủ đi ngăn trở, bởi vì cũng không có tuyệt đối chắc chắn. Vũ Hoàng Cổ Đế và Ma Tổ Vô Thiên, thực lực quá mạnh mẽ, cứng rắn muốn xuất thủ, chỉ có lưỡng bại câu thương kết quả. Nhâm Phi Phàm đang đợi cơ hội, ít nhất phải cùng mới một sóng thiên kiếp hạ xuống, kinh động thiên địa khí lưu, mới có thời cơ xuất thủ. Nhưng, Diêm La Đạo Quân và chân lý Phật Tổ, nhưng là không nhịn được, lại ra tay đánh lén Vũ Hoàng Cổ Đế. Tự tìm cái chết. Vũ Hoàng Cổ Đế hừ một tiếng, hắn vẫn luôn có phòng bị, mắt xem Diêm La Đạo Quân và chân lý Phật Tổ bất ngờ đánh tới, lập tức thúc giục thiên tội vỏ kiếm,
trong vỏ kiếm bắn tán loạn ra hai đạo kinh khủng kiếm khí. Phốc xích, phốc xích, Diêm La Đạo Quân và Chân Lý Phật Tổ, phân biệt gặp phải cái này hai đạo kiếm khí chém trẻ, kêu thảm một tiếng, tại chỗ từ không trung rơi xuống, sâu bị thương nặng. Tinh Nguyệt giới mọi người thấy một màn này, đều là sợ hãi. Diêm La Đạo Quân và Chân Lý Phật Tổ, đều là đến gần tiên đế cường giả, nhưng vừa đối mặt, liền bị Vũ Hoàng Cổ Đế chém thành trọng thương. Vũ Hoàng Cổ Đế thực lực, không khỏi quá kinh khủng điểm. Không, chuẩn bị mà nói, hẳn là ngày trước tội vỏ kiếm, uy năng quá mức khủng bố. Thanh kiếm này sao, đã mơ hồ cùng không không lúc nào không chỗ sâu thiên tội cổ kiếm câu thông đồng tình. Đồng tình dưới, trong vỏ kiếm tích góp có kiếm khí, chém một cái giết ra tới, liền phổ thông tiên đế đều có rơi xuống nguy hiểm, có thể tưởng tượng được có kinh khủng dường nào. Bất quá, Vũ Hoàng Cổ Đế phải đề phòng Nhâm Phi Phàm, mới vừa không có dùng toàn lực. Nếu như hắn dùng toàn lực mà nói, Diêm La Đạo Quân và Chân Lý Phật Tổ, đã là hai cổ thi thể. Nhâm Phi Phàm thấy một màn này, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Ha ha ha, ta xem ngày hôm nay muốn chu diệt luân hồi, vậy không cần người ngoài, ta một người liền có thể. Chờ ta triệu hoán thiên tội cổ kiếm hạ xuống, Nhâm Phi Phàm, các người bên này, lại có ai có thể đỡ nổi ta? Vũ Hoàng Cổ Đế một kiếm tổn thương nặng hai đại cao thủ, ngửa mặt lên trời cười to, giọng cũng là đổi được cuồng ngạo đứng lên, ánh mắt quét nhìn toàn trường, chỉ cảm thấy trong mắt nơi gặp, đều là con kiến hôi, cũng không ngăn nổi hắn thiên tội cổ kiếm mũi nhọn. Thiên tội cổ kiếm, là lợi hại nhất thần khí, nếu là thành công triệu hoán xuống, Vũ Hoàng Cổ Đế có lòng tin giết hết toàn trường. Hừ, ta một mình tiêu diệt luân hồi, cũng không cần cùng ma tổ vô thiên và tử thần giáo đoàn chia cắt công đức. Vũ Hoàng Cổ Đế nghĩ thầm, ánh mắt liếc xéo hoàng hôn cự nhân cùng ma tổ vô thiên một mắt. Ma tổ vô thiên nói, Vũ Hoàng Cổ Đế, đừng xung động, một mình ngươi, không thể nào khiêu chiến toàn bộ luân hồi trận doanh. Vũ Hoàng Cổ Đế vui vẻ cười to, nói, ngươi không được, nhưng ta là tương lai cổ thần chủ, thế gian lại có ai có thể đỡ nổi ta. Ngày hôm nay liền để cho các người xem, ta thiên tội cổ kiếm trình độ cao nhất mũi nhọn. Vô lượng hiến tế. Chín tầng trời tội phạt, mãi mãi kiếm phong, hạ xuống đi. Vũ Hoàng Cổ Đế bỗng nhiên ngâm sướng lên tới, trở tay bắt bên cạnh Huyền Thiên Kiêu, một tay bóp vỡ hắn thân xác. Hắn lại là muốn bắt Huyền Thiên Kiêu làm tế phẩm, triệu hoán thiên tội cổ kiếm bản thể hạ xuống. Bệ hạ, Huyền Thiên Kiêu thân xác bị bóp vỡ, thần hồn bay ra, vạn phần hoảng sợ nhìn Vũ Hoàng Cổ Đế. Vũ Hoàng Cổ Đế hừ một tiếng, không nói gì, sử dụng vỏ kiếm. Vỏ kiếm kia hu hu vang dội, hấp thu hết Huyền Thiên Kiêu máu thịt tinh hoa, cũng ở người sau trong tiếng kêu gào thê thảm, đem hắn thần hồn vậy nuốt hết. Thái thượng Huyền gia lão tổ, lúc này vẫn diệt. Ma tổ vô thiên, hoàng hôn cự nhân, thiên nữ, Nhâm Phi Phàm, diệp thần các người, thấy Vũ Hoàng Cổ Đế vì triệu hoán thiên tội cổ kiếm, lại có thể hiến tế rất Huyền Thiên Kiêu, trong lòng có vẻ chấn động. Vù vù, chỉ gặp vậy kiếm nhuốm máu sao, xông lên bay lên trời. Treo lơ lửng trên không trung, gặp gió liền dài, đổi được vô cùng to lớn, cùng rất xa không không lúc nào không chỗ sâu, lẫn nhau hô ứng đồng tình, ông tác hưởng. Ngay sau đó, chín tầng trời thương khung tan vỡ, một chuôi cự kiếm, chậm rãi chưa từng không lúc nào không bên trong, hạ xuống. Thanh cự kiếm kia, giống như là bằng đá đúc, toàn thân còn quấn giết hại tội phạt hơi thở, tựa như có thể chu diệt hết thảy, chém chết hết thảy. Kiếm khí uy năng khủng bố đến biến dạng chư thiên bước, làm người ta rung động. Chính là trong truyền thuyết thiên tội cổ kiếm. Chỉ gặp vậy thiên tội cổ kiếm, chậm rãi hướng vỏ kiếm kia hạ xuống. Nếu là thiên tội cổ kiếm, thật cùng vỏ kiếm kết hợp, vậy liền có thể ở thế giới hiện thật, bộc phát ra nhất là cực hạn mũi nhọn, giết phá hết thảy. Cái gì, Vũ Hoàng Cổ Đế lại có thể triệu hoán xuống thiên tội cổ kiếm? Thiên tội cổ kiếm hạ xuống. Ta luân hồi khí số hết sức vậy. Vũ Hoàng Cổ Đế bệ hạ ở trên cao, cầu ngươi tha mạng, ta nguyện quy thuận. Tinh Nguyệt giới bên trong, không thiếu luân hồi trận doanh đệ tử, thấy thiên tội cổ kiếm chậm rãi hạ xuống, ở kinh khủng kia giết hại kiếm khí bao phủ hạ, không ít người đạo tâm bể tan tành, run lẩy bẩy, lại có thể tại chỗ hướng Vũ Hoàng Cổ Đế quỳ xuống. Diệp Thần thấy một màn này, trong bụng cũng là lớn là chấn động. Nhâm Phi Phàm quát lên, Diệp lão, ngăn cản thanh kiếm kia hạ xuống. Diệp Tà Thần kêu lên, giao cho ta đi.
Hắn vừa quay đầu nhìn Diệp Thần một mắt, toàn cho dù là sách không hồng thần kiếm, khua kiếm lắc người một cái, liền vọt tới vậy thiên tội cổ kiếm trước mặt. Ở thiên tội cổ kiếm to lớn thân kiếm nổi bật hạ, Diệp Tà Thần thân thể, cũng là lộ vẻ được tương đương nhỏ bé. Không hồng thần kiếm, phá cho ta. Diệp Tà Thần tiên đế linh khí bùng nổ, không hồng thần kiếm đột nhiên vung chém ra, hung hăng bổ hướng vậy thiên tội cổ kiếm, muốn đem thanh kiếm này, trực tiếp trẻ hồi không không lúc nào không bên trong đi. Đang. Không hồng thần kiếm mũi nhọn, bổ vào thiên tội cổ kiếm phía trên, nhưng không cách nào dung chuyển cái này cầm bằng đá cự kiếm chút nào. Thậm chí, từ thiên tội cổ kiếm phía trên, có vô số kinh khủng thiên phạt nổ tung, như sấm nhanh như tia chớp, đánh giết đến Diệp Tà Thần trên mình. Phốc xích. Diệp Tà Thần tại chỗ hộc máu, thân thể như bại cỏ vậy bay ra ngoài. Hắn không những không có thể ngăn cản thiên tội cổ kiếm hạ xuống, mình còn được cắn trả tổn thương. Gia Gia. Diệp Thần thấy Gia Gia bị thương, trong lòng khẩn trương, nắm luân hồi thiên kiếm, liền muốn đi trợ trận. Đừng nóng, thiên kiếp sắp tới, chuẩn bị nghênh đón. Nhâm Phi Phàm ngừng Diệp Thần, lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ gặp trên bầu trời, ùng ùng vang dội, mới thiên kiếp sắp nổi lên hoàn thành. Diệp Thần nếu như lúc này rời đi, ngang hàng buông tha độ kiếp, trước công phế hết. Ma thần chủ, nhờ ngươi ra tay. Nhâm Phi Phàm gương mặt không thay đổi, ánh mắt nhìn về thân Đỗ Uyển Nhi. Thân Đỗ Uyển Nhi nghe vậy, theo bản năng nhìn Diệp Thần một mắt, do dự một tí, cuối cùng gật đầu, phi thân vào tới trên trời. Rắc rắc sát. Hạ một sát, thân Đỗ Uyển Nhi thân thể vặn vẹo, từ một cái như hoa như ngọc mỹ nhân, vặn vẹo thành một đầu bộ xương trắng, chính là trong truyền thuyết Vu Yêu. Hơn nữa nàng vẫn là Vu Yêu Vương. Ùm ùm. Nàng Vu Yêu thân thể, không ngừng bành trướng lớn mạnh, ngay tức thì hóa thành vạn trượng cao, nguy nga khủng bố. Từng trận trầm thấp tiếng hô, từ Vu Yêu Vương trong cổ họng phát ra. Vạn trượng cao xương trắng Vu Yêu thân thể, xung nhét thiên địa, vô biên vô tận ma khí, ở mảnh thế giới này hỗn loạn, che khuất bầu trời. Cho dù liền ma tổ vô thiên ma đạo hơi thở, cùng cái này Vu Yêu Vương ma khí so sánh, cũng là lộ vẻ được có chút yếu ớt. Thân Đỗ Uyển Nhi vào giờ khắc này, lại có thể hóa thân thành ma thần nắm giữ, trong truyền thuyết Vu Yêu Vương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Thần thấy thân Đỗ Uyển Nhi biến thành Vu Yêu, tuy biết đây là nàng tương lai thân, cũng không phải là chính nàng, nhưng nội tâm cũng là vô cùng chấn động tùng. Ta nhất định phải cứu Uyển Nhi. Ta không thể để cho nàng tương lai, thật rơi vào hắc ám, hóa thành Vu Yêu. Diệp Thần nội tâm chỉ có cái ý niệm này. Vậy Vu Yêu Vương xương trắng thân thể, phía trên còn treo thối giữa gân thịt, còn có rất nhiều hơn quỷ dị bóng tối đồ ở nảy sinh, nhìn như đặc biệt khủng bố. Diệp Thần tự nhiên không muốn nhìn thấy thân Đỗ Uyển Nhi, tương lai thật biến thành bộ dáng này. Hống! Chỉ nghe được Vu Yêu Vương ngửa mặt lên trời gầm thét, tiếng chấn động chín cao. Xương trắng tay khổng lồ vung ra, lại là tay không rất miễn cưỡng bắt được thiên tội cổ kiếm thân kiếm. Hào hùng ma khí, từ Vu Yêu Vương trên bàn tay bùng nổ, hóa thành từng cái xiềng xích, đem vậy thiên tội cổ kiếm thân kiếm buộc chặt lại. Thân Đỗ Uyển Nhi, ngươi lại cùng ngươi tương lai thân, dung hợp đến tình cảnh này. Vũ Hoàng Cổ Đế thấy một màn này, vừa khiếp sợ, lại là nổi nóng. Hắn và hắn tương lai thân, là đối nghịch quan hệ. Hai bên cũng hận không thể đối phương đi chết. Nhưng thân Đỗ Uyển Nhi không phải vậy, thân Đỗ Uyển Nhi và nàng tương lai thân, quan hệ tốt vô cùng. Thậm chí, nàng tương lai thân, nguyện ý dâng ra hết thảy, chỉ vì nàng trưởng thành. Hôm nay thân Đỗ Uyển Nhi, ngang hàng chính là ma thần chúa tể. Nàng trình độ cao nhất bùng nổ, lại bắt được thiên tội cổ kiếm. Rắc rắc sát. Nhưng, vậy thiên tội cổ kiếm, cũng là khủng bố. Bị thân Đỗ Uyển Nhi biến thành Vu Yêu Vương, vững vàng nắm trong tay, vậy không cam lòng bị những ràng buộc, không ngừng vùng vẫy, muốn đột phá Vu Yêu Vương trói buộc. Thiên tội cổ kiếm không ngừng run rẩy, mũi nhọn lộ ra, Vu Yêu Vương bạch cốt thủ trưởng, đều bị kiếm khi đánh vào được rắc rắc sát vỡ vụn, từng cục như núi cao vậy to lớn cốt phiến, rớt xuống. Vu Yêu Vương trong hốc mắt hai đạo quỷ hỏa, cũng là lóe ra ngưng trọng thần sắc, hiển nhiên mau không khống chế nổi. Ta tương lai, ngoại thần thiên tôn, tan biến thời không, chém. Vừa lúc đó, mới vừa bị thương Diệp Tà Thần, bỗng nhiên lần nữa phóng tới. Chỉ gặp Diệp Tà Thần quanh thân,
linh khí nổ, thấm ra một cổ siêu thoát thực tế đại lộ ý vận. Vào giờ khắc này, hắn lại có thể vậy mượn dùng tương lai người lực lượng, trong tay không hồng thần kiếm, nổ lên bén nhọn nhất mũi nhọn, khua kiếm chém một cái, kiếm khí biến dạng, liền đem thiên tội cổ kiếm bốn phương tám hướng thời không, toàn bộ chém chết thành hư không. Thời không hóa thành hư không, chỉ còn lại khái niệm tồn tại, phụ yêu vương buông lỏng tay, vậy thiên tội cổ kiếm, cứ như vậy trôi lơ lửng ở hư vô trong không gian, ngừng không nhúc nhích. Thời không cũng không tồn tại, thiên tội cổ kiếm tự nhiên cũng là rơi vào yên tĩnh. Cái gì? Vũ Hoàng cổ đế thấy vậy, ánh mắt bắn ra tức giận ý, không nghĩ tới thần Đỗ Uyển Nhi và Diệp Tà thần liên thủ, đồng loạt mượn dùng tương lai người lực lượng, lại có thể chặn lại hắn thiên tội cổ kiếm triệu hoán. Thời khắc này thiên tội cổ kiếm, chính xác mà nói, đã là phong tỏa đến khái niệm trong hư không đi, không cách nào trở về thực tế. Dĩ nhiên, lấy thiên tội cổ kiếm mũi nhọn, sớm muộn có thể đột phá cái này khái niệm phong tỏa, trở về không không lúc nào không. Nhưng cái này sao tới một cái, Vũ Hoàng cổ đế triệu hoán, coi như là hoàn toàn thất bại. Vũ Hoàng cổ đế thử nghiệm thúc dục vỏ kiếm, cho đòi dẫn thiên tội cổ kiếm. Thiên tội cổ kiếm ông ông tác hưởng, vậy truyền ra đáp lại, nhưng trong thời gian ngắn, cũng không khả năng đột phá vậy khái niệm phong tỏa, chung quanh thời không toàn bộ mất đi, thanh kiếm này căn bản chạy khỏi không ra. Đây là Diệp Tà thần kiếm đạo oai. Hắn tương lai thân, chính là không không lúc nào không ngoại thần nhất mạch chí tôn, mặc dù bàn về thực lực, kém hơn Hồng Quân lão tổ, nhưng dẫu sao là trên danh nghĩa chí tôn, thủ đoạn dĩ nhiên là không phải chuyện đùa. Mới vừa một kiếm kia, Diệp Tà thần đã lợi dụng không không thời không quy luật, tạm thời đem thiên tội cổ kiếm phong tỏa. Thiên tội cổ kiếm, mũi nhọn sát phạt vô cùng là khủng bố, phải phong tỏa kiếm này, hắn và hắn tương lai thân, muốn trả giá cao, dĩ nhiên là cực kỳ to lớn. Bất quá, vì ngăn trở thiên tội cổ kiếm hạ xuống, bảo vệ Diệp thần đột phá tấn thăng, bất cứ giá nào đều là đáng. Thiên tâm lão tổ, người còn muốn tránh giấu tới khi nào, mau giúp ta nghiền nát vậy khái niệm phong tỏa. Vũ Hoàng cổ đế lươn uống, thời không hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại khái niệm tồn tại, quỷ dị như vậy tình huống, đã vượt ra khỏi thực tế phạm vi. Muốn lập tức phá giải nói, trừ phi là có nắm giữ ảo tưởng khái niệm nhân vật tồn tại. Cái nhân vật này, chính là thiên tâm lão tổ. Theo Vũ Hoàng cổ đế tiếng quát rơi xuống, chân trời mây trắng chào đắng, lại nổi lên hai đạo thân ảnh. Một người trong đó, chống một cây thiết trượng, chính là thiên tâm lão tổ. Ở thiên tâm lão tổ bên cạnh, đi theo một cái ông già, lại là thái thượng Diệp gia lão tổ, Diệp Thuần Quân. Diệp thần xa xa thấy Diệp Thuần Quân bóng người, trong lòng hơi rét một cái. Cái này Diệp Thuần Quân, không biết lúc nào, lại có thể đầu phục thiên tâm lão tổ. Chẳng lẽ, hắn muốn mượn thiên tâm lão tổ tay, là Diệp Lâm Uyên trả thù sao? Ha ha, xem ra vẫn là phải ta ra tay à, Vũ Hoàng cổ đế, cùng tiêu diệt Diệp thần vậy tiểu tử. Ta cần trên người hắn chín khối luân hồi huyền bi. Thiên tâm lão tổ cười nói. Vũ Hoàng cổ đế hừ một tiếng, coi như là đáp ứng. Thiên tâm lão tổ lại ha ha cười một tiếng, thiết trượng vung lên, một cổ ảo tưởng lực lượng, phá giết hư không, rơi vào thiên tội cổ kiếm chung quanh trong không gian. Thiên tội cổ kiếm chung quanh không gian, tất cả thời không, thật ra thì đều đã bị Diệp Tà thần chém chết, chỉ còn lại ảo tưởng khái niệm. Nhưng thiên tâm lão tổ ảo tưởng lực lượng, đánh vào tới đây, cái này cổ ảo tưởng khái niệm, lại lần nữa biến thành chân thực. Chân thật thời không, ngay tức thì đan đi ra. Thiên tội cổ kiếm một lần nữa bộc phát ra kinh khủng ánh sáng, đột phá thời không phong tỏa, chậm rãi hướng vỏ kiếm kia hạ xuống. Vu Yêu Vương và Diệp Tà Thần thấy vậy, đều là kinh hãi, muốn ngăn trở, nhưng linh khí tiêu hao quá nghiêm trọng, bọn họ đã không có sẽ ra tay khả năng. Giao. Vu Yêu Vương cả người ma khí tán loạn, khôi phục thân Đỗ Uyển Nhi hình dáng, gương mặt một phiến trắng bệch. Diệp Tà thần tương lai người lực lượng, cũng là rút đi, trong tay không hồng thần kiếm ánh sáng, cũng mở đi xuống. Ha ha ha, rất tốt, rất tốt. Không người có thể cản ta. Ta đây muốn xem, các người luân hồi trận doanh, còn có ai có thể chống đỡ ta thiên tội cổ kiếm mũi nhọn. Nhâm Phi Phàm, người đâu? Người lăn đi lên. Để cho ta xem ngươi có nhiều ít bản lãnh. Vũ Hoàng cổ đế nhìn vậy thiên tội cổ kiếm, cùng vỏ kiếm dần dần đến gần, nội tâm cũng là mừng như điên, ngửa mặt lên trời cười to, ánh mắt nhìn xuống đi xuống, cuối cùng rơi vào Nhâm Phi Phàm trên mình,
trong mắt tràn đầy hung ác sát khí. Thiên tội cổ kiếm mũi nhọn, chém ngang chư thiên vô địch, hắn tin tưởng coi như là Nhâm Phi Phàm, cũng không khả năng ngăn cản. Bên kia Ma Tổ Vô Thiên và Hoàng Hôn Cự Nhân, thấy Vũ Hoàng Cổ Đế, thật đem thiên tội cổ kiếm triệu hoán xuống, cũng là chấn động không dứt. Chẳng lẽ ngày hôm nay Chu Diệt Luân Hồi, công đức khí vận toàn bộ phải bị Vũ Hoàng Cổ Đế cướp đi? Hoàng Hôn Cự Nhân ánh mắt run lên, nhưng là không cam lòng, tăng nhanh ngâm sướng tốc độ kết ấn, thề phải để cho chư thần hoàng hôn đất nước, bao trùm toàn bộ tinh nguyệt giới, phá hủy hết thảy sinh mạng tồn tại. Nhâm Phi Phàm thấy Vũ Hoàng Cổ Đế lớn lối như vậy hình dáng, dài dài một tiếng thở dài, nói, Vũ Hoàng Cổ Đế, ta như ra tay, ngươi cũng không cản được ta kiếm. Vũ Hoàng Cổ Đế vui vẻ cười to, nói, vậy ngươi cứ việc động thủ, ngươi tối đa chỉ là nắm trong tay nhân quả luật, nhưng ta cũng không tin, ngươi còn có thể chịu đựng nghịch chuyển thiên tội cổ kiếm nhân quả. Nhâm Phi Phàm gương mặt yên lặng, không nói gì thêm, chỉ là nhẹ nhàng ngâm sướng chút gì. Luân hồi vãng thế thư, ta đi qua, nghịch thiên thay đổi, chém gông trăm đạo, tan biến đi, ta tim gông xiềng. Nhâm Phi Phàm rút ra trường kiếm, theo hắn tiếng ngâm sướng rơi xuống, một màn kinh khủng xuất hiện. Đầu tiên là hắn đầu lâu gông xiềng, rắc rắc một tiếng, lại có thể tan vỡ, khoáng đạt linh khí từ đỉnh đầu phóng lên cao, xuyên qua chư thiên thời không. Rắc rắc, rắc rắc. Ngay sau đó, là hắn cặp mắt gông xiềng, vậy vào giờ khắc này đột phá, hai tròng mắt bắn ra chói mắt huyết quang, ngất trời diễn hóa ra 10 luân huyết nguyệt. Rắc rắc. Cuối cùng, là tim hắn. Hắn tim gông xiềng, lại có thể vào giờ khắc này, cũng được công chặt đứt. Tim gông xiềng vừa đứt, Nhâm Phi Phàm cả người, liền hiển hiện ra trắng bích không tì vết, hạt bụi nhỏ không dính, cao quý quang vinh như trời đế chủ thần vậy hơi thở. Tiểu Phàm. Xa xa thiên nữ, thấy Nhâm Phi Phàm bách ra tẫn trảm hình dáng, hoàn toàn kinh hãi. Dĩ vãng Nhâm Phi Phàm, chỉ chặt đứt 96 đạo gông xiềng, còn có 4 đạo gông xiềng, không có chặt đứt. Nhưng giờ khắc này, hắn lại có thể đem còn dư lại 4 đạo gông xiềng, toàn bộ đột phá, thậm chí liền tim gông xiềng, cũng hoàn toàn đột phá. Cái này thế gian, vốn là đột phá tim gông xiềng người, chỉ có Diệp Thần một cái. Nhưng hiện tại, Nhâm Phi Phàm vậy đột phá. Bách gia tấn trảm Nhâm Phi Phàm, thực lực điên cuồng tăng vọt, sau lưng hiện ra thiên đế kim tua thở mạnh voi, xa xa cùng bầu trời ở giữa 10 luân huyết nguyệt, lẫn nhau hô ứng. À à à, Nhâm Phi Phàm, người người người. Vũ Hoàng Cổ Đế hoàn toàn kinh hãi, hắn cảm nhận được Nhâm Phi Phàm trên mình thời gian tuyến, xuất hiện không thể tưởng tượng nổi thay đổi. Người người người, người thay đổi mình đi qua. Cái này làm sao làm được? Chẳng lẽ ngươi lấy được rồi luân hồi vãng thế thư? Vũ Hoàng Cổ Đế gầm hét lên, sợ hãi tới cực điểm. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, Nhâm Phi Phàm đột nhiên chặt đứt còn dư lại gông xiềng, cũng không phải là đến hiện trường đột phá, mà là thay đổi đi qua. Trong quá khứ thời điểm, Nhâm Phi Phàm chỉ là chém gông 96 nói. Nhưng giờ khắc này, hắn không biết dùng lực lượng gì, lại có thể sửa đổi mình đi qua. Đem chém gông 96 đạo kết quả, sửa đổi thành chém gông trăm đạo. Đi qua sửa đổi, để cho được Nhâm Phi Phàm gông xiềng chém hết, bây giờ tu vi, vậy đi theo đột nhiên tăng mạnh, điên cuồng đột phá, lập tức liền vượt qua tiên đế. Thế giới hiện thật tột cùng nhất cảnh giới, chính là tiên đế. Nhưng hiện tại, Nhâm Phi Phàm hoàn toàn vượt qua, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi bước. Hắn mạnh mẽ, thậm chí đem vậy Hoàng Hôn Cự Nhân, cũng nổi bật được xem con kiến hôi nhỏ bé. Diệp Thần vậy ngây dại, hắn nhìn Nhâm Phi Phàm, tựa như thấy được trong truyền thuyết thiên đế chủ thần, chí cao vô thượng nhân vật. Trăm gông chém hết Nhâm Phi Phàm, đột phá tu vi chân thực quá kinh khủng, một chút hạn chế cũng không có, đơn giản là chư thiên vô địch. Sửa đổi đi qua, chiếu đến thực tế, để cho thực tế mình, ngay tức thì đổi được mạnh mẽ gấp vạn lần, cái loại này nghịch thiên thần thông, thật tồn tại sao? Diệp Thần chỉ cảm thấy không tưởng tượng nổi, như thế nghịch thiên thần thông, không thể nào tồn tại. Duy nhất giải thích, chính là Nhâm Phi Phàm nắm trong tay luân hồi vãng thế thư. Chính xác mà nói, hẳn là luân hồi thư bộ phận kiếp bụi. Bởi vì, hoàn chỉnh luân hồi thư, cho tới bây giờ không có chân chính sản sinh ra đã tới. Chỉ là một chút kiếp bụi, là có thể để cho người đổi được lớn mạnh như vậy sao? Diệp Thần rung động được tột đỉnh. Lại là cảm thấy vậy luân hồi vãng thế thư khủng bố.
Nếu là mình thành công chế tạo ra luân hồi vãng thế thư, há chẳng phải là vô địch. Vũ Hoàng cổ đế, ta nói, nếu là ta ra tay, người không ngăn được ta. Nhâm Phi Phàm trong mắt mang ác liệt ý, giờ khắc này hắn, hơi thở lại còn ở tăng vọt, tựa như vĩnh viễn không cuối. Trăm gông chém hết, mang cho hắn biến hóa, là long trời lỡ đất. Suy, Nhâm Phi Phàm vung ra một kiếm, đây là vô địch một kiếm, là thiên đế chủ thần vậy giết hại một kiếm. Tranh đích một tiếng. Một kiếm này, đầu tiên đánh vào thiên tội cổ kiếm phía trên. Vốn là mau phải hoàn toàn hạ xuống, cùng vỏ kiếm hòa làm một thể thiên tội cổ kiếm, gặp phải Nhâm Phi Phàm bổ, ô đích một tiếng, lập tức liền bị trẻ hồi không không lúc nào không bên trong đi. Thiên tội cổ kiếm khí tượng, từ tinh nguyệt giới bên trong biến mất, trên trời dưới đất, chỉ có Nhâm Phi Phàm khí thế cuồng bạo. Phốc xích, Vũ Hoàng cổ đế bị cắn trả, tại chỗ hộc máu, vỏ kiếm kia vậy hóa thành lưu quang, trở về đến trong cơ thể hắn. Rên rỉ đi, Vũ Hoàng cổ đế. Nhâm Phi Phàm ra lại một kiếm, vẫn là vô địch một kiếm. Không có bất kỳ lời nói, có thể hình dạng một kiếm này ác liệt cùng mũi nhọn. Toàn trường tất cả người, chỉ thấy một kiếm này chém ra, kiếm khí chém đến Vũ Hoàng cổ đế trước mặt. Vũ Hoàng cổ đế hoảng hốt, chỉ cảm thấy Nhâm Phi Phàm một kiếm này, đã vượt ra khỏi hiện thế võ đạo phạm vi, thậm chí có thể đem hắn giết chết. Thiên Hoàng cổ trung, cho ta ngăn trở. Vũ Hoàng cổ đế hét lớn, lập tức gọi ra Thiên Hoàng cổ trung, gắt gao ngăn cản Nhâm Phi Phàm một kiếm. Đang! Nhâm Phi Phàm một kiếm chém tại Thiên Hoàng cổ trung phía trên, phát ra một tiếng to lớn vang dội. Vậy cuồng bạo hung mãnh kiếm khí, thậm chí xuyên thấu qua cổ trung, trực tiếp vặn cổ ở Vũ Hoàng cổ đế trên mình. Suy rồi! Vũ Hoàng cổ đế thân thể, ngay tức thì gặp phải vô số kiếm khí vặn cắt. Lập tức thì trở nên được máu thịt mơ hồ, bị thương thảm thiết. Vũ Hoàng cổ đế phát ra một hồi kêu thảm thiết, cái này kêu thảm thiết, vừa là bởi vì đau đớn, lại là bởi vì Nhâm Phi Phàm mạnh mẽ. Nhâm Phi Phàm mạnh mẽ, để cho Vũ Hoàng cổ đế cũng theo đó rung động. Bách gia tấn trảm Nhâm Phi Phàm, chân thực quá mức kinh khủng một ít. Lại có thể một kiếm tổn thương nặng Vũ Hoàng cổ đế. Diệp Thần thấy một màn này, cũng không dám tin tưởng mình ánh mắt. Nhâm Phi Phàm quá mạnh mẽ, hắn sửa đổi đi qua, để cho võ đạo của mình gông xiềng, toàn bộ chém hết. Như vậy sửa đổi đi qua lực lượng, là luân hồi lực lượng, là luân hồi vãng thế thư lực lượng. Nhâm Phi Phàm, người điên rồi. Trên khán đài, Hoàn Mỹ Đại Thánh thông suốt đứng dậy, trong ánh mắt mang to lớn kinh hoàng. Hiện tại Nhâm Phi Phàm thực lực, đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi bước. Hắn thậm chí có giết chết Vũ Hoàng cổ đế có thể. Vũ Hoàng cổ đế người bị thương nặng, Tiêu Tinh Hà, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, Vũ Hoàng Giã các người bảo vệ hắn, đều là kinh hoàng lo sợ không yên. Nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, bọn họ cũng không dám tin tưởng, chí cao vô thượng Vũ Hoàng cổ đế, lại có thể bị Nhâm Phi Phàm một kiếm đánh bại. Luân hồi vãng thế thư, là luân hồi vãng thế thư. Đi, đi mau. Thiên Tâm lão tổ kinh hoàng kêu to. Lật đật mang Diệp Thuần Quân, đi bên ngoài chạy trốn đi. Hắn cảm thấy Nhâm Phi Phàm trong tay, nhất định là chấp trưởng luân hồi thư kiếp bụi bí mật, nếu không, không thể nào thay đổi qua đi, để cho tự thân đổi được lớn mạnh như vậy. Hắn đối mặt Nhâm Phi Phàm, vậy hoàn toàn không địch lại. Ở ta mí mắt phía dưới, ngươi vừa có thể chạy đi nơi nào. Nhâm Phi Phàm ánh mắt sắc bén, lại là tiện tay một kiếm chém ra, vô chiêu thắng hữu chiêu. Kiếm khí bổ hướng Thiên Tâm lão tổ. Thiên Tâm lão tổ hét thảm lên, cũng là hoàn toàn không ngăn được Nhâm Phi Phàm kiếm. Trên người hắn thiên thiên vạn vạn cái thời gian tuyến, ở một cái chớp mắt tới giữa, bị từng cái chém chết hết. Nhâm Phi Phàm kiếm thế cường hãn, lại là phải đem Thiên Tâm lão tổ tất cả thời gian tuyến, toàn bộ chém chết, muốn hoàn toàn giết chết hắn. Lão tổ, một bên Diệp Thuần Quân, kinh hoàng hô kêu một tiếng. Vội vàng ôm Thiên Tâm lão tổ thân thể, trong tay lại có một cổ kim quang thả ra. Đó là luân hồi kim quang. Diệp Thuần Quân là Diệp gia lão tổ, cùng luân hồi quan hệ mật thiết. Hắn có thể mượn dùng một chút luân hồi lực lượng. Ở nơi này cổ luân hồi kim quang dưới sự che chở, Thiên Tâm lão tổ cuối cùng bảo lưu lại một điều cuối cùng thời gian tuyến. Hắn thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, trong tròng mắt đã đầy là vẻ sợ hãi. Đi! Thiên Tâm lão tổ mang Diệp Thuần Quân. Lập tức chạy trốn rời đi.
Hắn nội tâm vô hạn đau buồn sợ hãi, hắn vốn là có thể vô hạn sống lại, nhưng hiện tại tất cả thời gian tuyến, đều bị Nhâm Phi Phàm chém chết, chỉ còn lại bản thân sống sót một cái. Nếu như hắn lại bị giết chết nói, thì không thể có sống lại cơ hội. Tiểu Phàm, người đã điên. Thiên nữ cảm nhận được Nhâm Phi Phàm sát khí, nội tâm cũng là chấn động phố, dừng một chút, xoay người đi bên ngoài bay khỏi đi, không dám lưu lại nữa. Nhâm Phi Phàm hừ một tiếng, liền muốn xuất kiếm đem thiên nữ cũng giết, nhưng thời điểm này, Kỷ Tư Thanh bay tới, ngăn trở ở hắn, kinh hoàng kêu lên. Nhâm tiền bối, đủ rồi, ta thấy ngươi tương lai vận mệnh, quá, quá đáng sợ, ngươi là Diệp Thần trả giá quá nhiều, không muốn lại thiệt mài mình. Nhâm Phi Phàm giờ phút này đại sát tứ phương, đích xác là vô địch, nhưng Kỷ Tư Thanh nhưng nhìn ra tới, Nhâm Phi Phàm làm như vậy, giá phải trả cực kỳ to lớn. Không, còn chưa đủ. Nhâm Phi Phàm ánh mắt sắc bén, linh khí chấn động một cái, liền đánh văng ra Kỷ Tư Thanh, muốn đuổi theo giết thiên nữ, nhưng thiên nữ chạy trốn tốc độ cực nhanh, đã rời đi tinh nguyệt giới. Hắn trong mắt lướt qua một chút tàn nhẫn cùng không biết làm sao, chợt ánh mắt lại chuyển tới Hoàng Hôn Cự Nhân trên mình. Hoàng Hôn Cự Nhân cảm nhận được Nhâm Phi Phàm ánh mắt, cả người run rẩy run một tí, trong đầu nghĩ, người này hôm nay tu vi, chỉ sợ cùng ma nữ tiền bối so sánh, cũng không hoàng hơn để cho, ngày hôm nay ta có thể liền muốn chết ở trong tay hắn. Nhâm Phi Phàm ánh mắt như điện, thì phải xuất kiếm đánh chết. Nhâm huynh, tại sao phải khổ như vậy? Nhưng mà vào lúc này, một đạo vô cùng là thanh âm già nua, từ trên 9 tầng trời truyền xuống. Chỉ gặp bầu trời rạn nứt, vô số cổ xưa nguyên khí hội tụ, nổi lên một đạo thân ảnh già nua, tiên phong đạo cốt, cả người kim quang vần quanh. Ở đó từng tầng một kim quang vần quanh hạ, vậy bóng người già nua dung mạo, ai cũng nhìn không rõ. Nhưng vô luận là ai, đều có thể rõ ràng cảm nhận được, đạo thân ảnh kia, hơi thở vô cùng cường đại, hơn nữa mang cổ xưa nguyên khí, tựa như thiên địa vạn vật ngọn nguồn. Diệp Thần ở kim quang kia chiếu rọi xuống, ánh mắt cũng không khỏi híp lại, nhìn về phía vậy bóng người già nua, sau đó hắn kinh hãi. Bởi vì vậy đạo bóng người già nua, chính là trong truyền thuyết Nguyên Thiên Đế. Vô cùng thần bí Nguyên Thiên Đế, lại có thể vào giờ khắc này, hạ xuống. Hội trưởng đại nhân, Hoàn Mỹ Đại Thánh thấy Nguyên Thiên Đế, cũng là kinh hô lên. Toàn trường tất cả người, nghe được Hoàn Mỹ Đại Thánh gọi, trong lòng đều là kinh ngạc, lại là bừng tỉnh. Hoàn Mỹ Đại Thánh đến từ chân lý hội, truyền thuyết cái này chân lý hội, nắm giữ cuối cùng đại lộ chân lý. Rất nhiều phi thăng nhập không không thời không người, lúc ban đầu thời điểm, cũng là do chân lý hội tiếp đãi. Vị kia chân lý hội hội trưởng, thập phần thần bí, cũng không người nào biết hắn là thân phận gì. Có lời đồn đãi nói, chân lý hội hội trưởng, chính là vị kia thần bí Nguyên Thiên Đế. Giờ phút này, nghe được Hoàn Mỹ Đại Thánh mà nói, đám người vậy rõ ràng lời đồn đãi không phải là giả, chân lý hội hội trưởng, quả nhiên chính là Nguyên Thiên Đế. Nguyên Thiên Đế. Nhâm Phi Phàm thấy Nguyên Thiên Đế hạ xuống, ánh mắt hơi đông lại một cái. Nhâm huynh, vốn là người ta không quen biết, nhưng, người thay đổi đi qua, hiện tại chúng ta là chi giao bản thân. Nguyên Thiên Đế khẽ mỉm cười. Diệp Thần nghe nói như vậy, trong đầu nghĩ, lúc đầu Nhâm tiền bối thay đổi qua đi, không chỉ là sửa đổi chém gông số lượng, còn thay đổi những vật khác, hắn thậm chí thành Nguyên Thiên Đế bản thân, muốn đến đạt được rất nhiều cơ duyên, nếu không, cũng không khả năng một kiếm cũng nặng chế Vũ Hoàng Cổ Đế. Chỉ gặp Nguyên Thiên Đế cao treo ở trời, cả người kim quang tách thả ra, hiển hiện ra mênh mông vô biên đại lộ hơi thở, hắn nhìn Nhâm Phi Phàm, nói, Nhâm huynh, người hôm nay tu vi, đã là vô cùng cường đại, tiên đế ở ngươi trước mặt, cũng chỉ là con kiến hôi tồn tại. Này phương thế giới, đã không chứa nổi ngươi, cùng ta đi thôi. Chân lý hội tồn tại một lớn mục đích, chính là đem thế giới hiện thật bên trong, tu vi quá mức cường hãn người, tiếp đón đi không không lúc nào không. Ban đầu Hoàn Mỹ Đại Thánh hạ xuống, chính là muốn tiếp Nhâm Phi Phàm phi thăng, nhưng Nhâm Phi Phàm không chịu. Hôm nay, Nhâm Phi Phàm sửa đổi đi qua, bách gia tấn trảm, tu vi lập tức đột nhiên tăng mạnh, cường đại đến ngoại hạng bước, thế giới hiện thật đã không chứa nổi hắn. Hắn kinh khủng tu vi linh áp, tràn ngập thiên địa, thậm chí có đem toàn bộ tinh nguyệt giới, cũng ép vỡ nguy hiểm. Kinh khủng như vậy tu vi, trực tiếp kinh động Nguyên Thiên Đế hạ xuống. Nguyên Thiên Đế muốn đích thân ra tay, mang Nhâm Phi Phàm đi không không lúc nào không.
Nhâm Phi Phàm vậy cảm thấy thực lực bản thân quá mức mạnh mẽ, đã không thể lại ở lại thế giới hiện thật, không khỏi thở dài một tiếng. Nguyên Thiên Đế nói, ta biết ngươi có rất nhiều thứ không bỏ được, nhưng không bỏ được cũng phải đi, ta mang ngươi đi không không lúc nào không, sau đó, chúng ta nghĩ biện pháp cùng đi tinh không bờ bên kia. Ngay lúc nói chuyện, Nguyên Thiên Đế ánh mắt, nhìn về vậy trôi lơ lửng ở trong hư không tinh không bờ bên kia đạo thư, vậy tinh không đạo thư là như vậy sáng chói, ở ánh sao xâm nhiễm hạ, Diệp Thần Thiên kiếp lực sát thương, cũng là hung mãnh tăng vọt. Mà cho dù là Nguyên Thiên Đế, vậy không tư cách chấp trưởng tinh không đạo thư, truyền thuyết vậy đại biểu thế gian trung cực, nếu là có thể đến tinh không bờ bên kia, ngang hàng đến thế giới cuối, có thể thấy trung cực chân lý bí ẩn. Hắn muốn đi tinh không bờ bên kia thế giới, nhưng hắn một người không đi được, hắn muốn cùng Nhâm Phi Phàm liên hiệp. Tinh không bờ bên kia sao? Chờ ta chốc lát, ta còn có chút nhân quả cần chặt đứt. Nhâm Phi Phàm ánh mắt, mang lạnh lùng ý, nhìn về Ma Tổ Vô Thiên cùng Hoàng Hôn Cự Nhân. Chỉ gặp Hoàng Hôn Cự Nhân quanh thân, một cái khoáng đạt hoàng hôn đất nước, đã ra đời. Đó là chư thần hoàng hôn đất nước, cho dù là thiên đế chủ cường giả thần cấp, rơi vào cái này phiến đất nước bên trong, cũng có rơi xuống nguy hiểm. Đây là trong truyền thuyết tam thập tam thiên thần thuật một trong, chư thần hoàng hôn. Giờ khắc này, hoàng hôn cự nhân đã ngâm sướng làm phép xong, hắn chư thần hoàng hôn thần thuật, đã hoàn toàn hoàn thành. Chỉ là, bởi vì Nhâm Phi Phàm đột phá, còn có Nguyên Thiên Đế hạ xuống, hoàng hôn cự nhân cũng không dám tùy tiện động thủ, một tay thần thuật dẫn mà không phát. Hắn và Ma Tổ Vô Thiên, cảm nhận được Nhâm Phi Phàm ánh mắt, đạo tâm nhất thời kịch liệt rung động, một cổ cùng bẩm sinh tới sợ hãi, không thể ức chế cuồn cuộn dâng lên, giống như bị yếu côn trùng đối mặt mãnh hổ thiên long. Nhâm Phi Phàm nắm chuôi kiếm, muốn động thủ giết người. Nhâm huynh, người không thể lại nhiễu loạn thực tế nhân quả, người phải cùng ta đi. Nguyên Thiên Đế cũng biết Nhâm Phi Phàm muốn giết người, thân là luân hồi hộ đạo giả, hắn nếu như có thể giết chết Ma Tổ Vô Thiên và Hoàng Hôn Cự Nhân, vậy ngày hôm nay liền không người có thể cản Diệp Thần đột phá. Nhưng, Nguyên Thiên Đế tuyệt không thể trơ mắt nhìn, Nhâm Phi Phàm nhiễu loạn thực tế nhân quả, làm như vậy giá quá lớn, quy tắc bị phá xấu xa, cuối cùng thậm chí có thể ảnh hưởng đến toàn bộ không không lúc nào không. Lập tức, Nguyên Thiên Đế bàn tay một chiêu, một đạo kim sắc chùm tia sáng, đem Nhâm Phi Phàm bao phủ ở. Nhâm Phi Phàm thân thể, chậm rãi đi trời cao phi thăng đi. Diệp Thần, Diệp Tà Thần, Võ Giao, Huyền Hàn Ngọc, Kỷ Tư Thanh các người, còn có Vũ Hoàng Cổ Đế, Ma Tổ Vô Thiên, Hoàng Hôn Cự Nhân các người, mắt xem Nhâm Phi Phàm bạch nhật phi thăng, đều là vô cùng rung động. Trên 9 tầng trời, xuất hiện một cái hư không kẽ hở. Vậy hư không kẽ hở phía sau, chính là thần bí khó lường không không lúc nào không. Nhâm Phi Phàm phi thăng, cũng không có đưa tới cái gì thiên kiếp, bởi vì có Nguyên Thiên Đế tiếp đón. Nhâm Phi Phàm ngẩng đầu nhìn vậy hư không kẽ hở, ánh mắt rất là thâm thúy. Hắn từng đi qua không không lúc nào không, thế nhưng thời điểm, hắn chỉ là một lầm vào người. Hắn hôm nay, nhưng là chân chân tránh tránh, có tư cách phi thăng cường giả. Diệp Thần, ta phải đi. Ta ở không không lúc nào không bên trong, vậy sẽ tiếp tục bảo vệ luân hồi, người yên tâm. Nhâm Phi Phàm quay đầu nhìn Diệp Thần một mắt, ánh mắt đặc biệt kiên quyết, chợt hắn lại nhìn xem Võ Giao, nói. Chờ ngươi tấn thăng thiên huyền cảnh, liền cùng Võ Giao kết hợp đi, đến lúc đó, ngươi hẳn có đầy đủ nội tình, có thể chịu đựng kết hợp nhân quả. Luân hồi cùng từ bi kết hợp, đủ để cho ngươi tu vi khí vận, lại lên một tầng lầu. Nghe được Nhâm Phi Phàm mà nói, Diệp Thần và Võ Giao nhìn nhau một mắt, hai người đều là gương mặt một đỏ. Cuối cùng đã tới kết hợp thời điểm liền sao? Nhâm Phi Phàm cũng là lộ ra một nụ cười, bất quá nụ cười này, rất nhanh liền lạnh lùng xuống, hắn ánh mắt từ Vũ Hoàng Cổ Đế, Ma Tổ Vô Thiên, Hoàng Hôn Cự Nhân cùng trên người, từng cái quét qua, nói. Ta coi như phi thăng, cũng sẽ ở không không lúc nào không bên trong, là luân hồi hộ đạo. Các ngươi ngày hôm nay ai dám quấy rầy nữa Diệp Thần phi thăng, ta muốn các ngươi bằng thây vạn đoạn. Lần này tàn bạo lời nói xong, Nhâm Phi Phàm liền cùng Nguyên Thiên Đế cùng nhau, xuyên qua vậy hư không kẽ hở, rời đi thế giới hiện thật, trực tiếp phi thăng tiến vào không không lúc nào không. Ô, hư không kẽ hở đóng cửa, Nhâm Phi Phàm và Nguyên Thiên Đế hơi thở, cũng hoàn toàn biến mất. Nhâm tiền bối, Diệp Thần nội tâm đại chấn,
theo bản năng muốn đi truy đuổi Nhâm Phi Phàm bước chân, nhưng lúc này, trên 9 tầng trời sấm sét dâng trào, tinh không lôi kiếp lần nữa đánh giết xuống. Lần này lôi kiếp, vừa có tinh không minh mông uy năng, lại có không không thời không hắc ám năng lượng, từng cái lôi kiếp bổ xuống, hung hăng đánh vào Diệp Thần trên mình. Diệp Thần à kêu to một tiếng, vành mắt hết sức nứt ra, chỉ cảm thấy lôi kiếp uy năng, so với trước đó cường hãn rất nhiều. Vũ hóa phi thăng. Diệp Thần lập tức sử dụng một quyển đạo thư, là Thần Tích Tụng Đời Điển chương 3, Vũ hóa phi thăng. Cái này cuốn đạo thư, có thể phụ trợ tấn thăng đột phá. Diệp Thần sử dụng vũ hóa đạo thư sau đó, cả người thì có một cổ nhẹ bỗng cảm giác, như ở đám mây, sau lưng rào một tiếng, tự do rực cũng là thi triển ra. Hắn cả người đắm chìm trong lôi kiếp bên trong, tuy lôi kiếp uy áp hung mãnh, nhưng hắn võ đạo nội tình 10 phần cường hãn, vậy đủ để chịu đựng. Chỉ nếu không có ai quấy rầy ta, ta liền có thể thuận lợi đột phá. Diệp Thần cắn chặt hàm răng, cả người gân cốt da thịt, ở lôi kiếp rèn luyện hạ, cũng là không ngừng đổi được mạnh mẽ. Bầu trời bên trong, tựa như còn vang trở lại Nhâm Phi Phàm mới vừa cảnh cáo. Ai dám quấy rầy Diệp Thần đột phá, hắn thì phải để cho ai bằng thây vạn đoạn. Ma Tổ Vô Thiên Thần sắc ngưng trọng, ánh mắt lóe lên, tựa hồ đang suy tư chút gì. Hoàng Hôn Cự Nhân lạnh lùng nói, Ma Tổ Vô Thiên, ngươi nên sẽ không bị Nhâm Phi Phàm hù dọa chứ. Hắn đều đã phi thăng, không ở cái thế giới này, ngươi còn sợ hắn làm gì? Không có Nhâm Phi Phàm bảo vệ, luân hồi trận doanh bất quá là một đám cát rời rạc. Ma Tổ Vô Thiên hừ một tiếng, nói, ngươi ở dạy ta làm chuyện. Ta ngày hôm nay liền cho Nhâm Phi Phàm một cái mặt mũi, không quấy rầy nữa luân hồi đột phá. Nói xong, Ma Tổ Vô Thiên nhìn Diệp Thần một mắt, lại nhìn xem Dạ Mẫu Phong Ngữ Oanh, Diệp Tà Thần, Võ Giao, Huyền Hàn Ngọc, Thần Độ Uyển Nhi các người, cuối cùng phi thân bay lên đi trời cao, lại là trực tiếp bay khỏi đi. Thấy Ma Tổ Vô Thiên rời đi, Hoàng Hôn Cự Nhân cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn lại đi thật, trong đầu nghĩ, Nhâm Phi Phàm có như thế đáng sợ. Luân hồi trận doanh bên này, mọi người thấy Ma Tổ Vô Thiên rời đi, cũng là 10 phần bất ngờ. Diệp Thần thấy vậy, trong đầu nghĩ, Ma Tổ Vô Thiên liền đi như vậy. Không thể nào có như thế tùy tiện, hắn là đang mưu tính chút gì. Ở Ma Tổ Vô Thiên sau khi đi, Vạn Khư bên này, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, Tiêu Tinh Hà, Vũ Hoàng Giã ba người, cũng là lật đật mang trọng thương Vũ Hoàng Cổ Đế rời đi. Tuy nói Nhâm Phi Phàm đã không có ở đây, nhưng luân hồi trận doanh bên trong, còn có Dạ Mẫu Phong Ngữ Oanh, Diệp Tà Thần, Võ Giao Vân. Vân rất nhiều cao thủ chấn giữ, hiển nhiên không phải bọn họ ba người có thể đối phó. Vũ Hoàng Cổ Đế lại một lần nữa bị Nhâm Phi Phàm tổn thương nặng, tinh thần tựa hồ đã có điểm thất thường, hốc mắt hiện lên máu, hướng bầu trời kêu to. Nhâm Phi Phàm, hôm nay khuất nhục, chờ ta phi thăng không không lúc nào không, ta muốn ngươi trăm lần trả lại. Hắn ánh mắt lại nhìn chằm chằm Diệp Thần, Nhâm Phi Phàm đã không có ở đây, thằng nhóc, chờ lần sau ta lại triệu hoán thiên tội cổ kiếm. Ta xem ngươi lấy cái gì ngăn cản. Vũ Hoàng Cổ Đế hôm nay, tuy là chật vật bại trốn, nhưng hắn căn cơ cũng không có bị tổn thương. Hắn còn có lần nữa triệu hoán thiên tội cổ kiếm có thể. Nhâm Phi Phàm đã không ở cái thế giới này, hắn nếu là sẽ đi triệu hoán, chỉ sợ toàn bộ thái thượng thế giới, đều không người có thể ngăn trở nữa hắn. Mà một khi thiên tội cổ kiếm hạ xuống, không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản thanh kiếm kia mũi nhọn. Sư phụ! Chúc ngươi thuận lợi đột phá, là ta có lỗi với ngươi. Vũ Hoàng Giã cũng quay đầu nhìn Diệp Thần một mắt, trong ánh mắt tràn đầy áy náy ảm đạm. Nếu như không phải là hắn, Vũ Hoàng Cổ Đế cũng không khả năng thành công đúc vỏ kiếm. Đi thôi. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết mắt lạnh nhìn Vũ Hoàng Giã một mắt, như tiên tử vậy phi thân đi. Vũ Hoàng Giã nhìn nàng uyển chuyển hình bóng, ngẩn ngơ, gương mặt lại là một đỏ, không biết đang suy nghĩ gì. Chợt một tiếng thở dài, đi theo Vũ Hoàng Ngạo Tuyết đi. Ngay chớp mắt, bầu trời bên trong, cũng chỉ còn lại có Hoàng Hôn Cự Nhân một người, còn có hắn thú cưỡi bát hoang hư thú. Hoàng Hôn Cự Nhân, ngươi còn không đi. Nhâm Phi Phàm không có ở đây, ta sẽ tạm thời thay thế hắn, bảo vệ luân hồi, hy vọng ngươi không nên ép ta ra tay. Dạ Mẫu Phong Ngữ Oanh bước ra một bước, cả người nhất thời tràn ra vô biên vô tận hắc ám khí tức. Cái này cổ hắc ám khí tức, đặc biệt thuần túy, không có một chút tội nghiệt cùng dơ bẩn chập chờn. Ở nơi này cổ hắc ám khí tức bao phủ hạ,
cả ngày không đều biến thành thủy tinh đen đúc vậy, lộ ra tia sáng yêu dị, mặt trời in vào cái này phiến thủy tinh đen trên bầu trời, hình như là loại nào đó cổ xưa thần bí đồ đằng. Ngày xưa, Dạ Mẫu Phong Ngữ Oanh là gần gũi nhất tử thần quyền bính người. Rất nhiều thần minh ở ngày xưa trong chiến tranh chết, nhưng nàng vẫn cất giữ hoàn hảo thân xác cùng thần hồn, nàng là chân chính đến gần thiên đế chủ thần nhân vật lớn. Nếu như Nhâm Phi Phàm còn ở đó, nàng sẽ không tùy tiện ra tay, bởi vì nàng ra tay giá quá lớn. Nhưng giờ phút này, Nhâm Phi Phàm đã phi thăng, toàn trường có thể chống lại hoàng hôn cự nhân người, cũng chỉ còn lại có nàng. Dạ Mẫu, người thật phải ra tay. Hoàng hôn cự nhân cưỡi bát hoang hư thú, cao cứ ở trên trời, quanh thân là mênh mông vô biên hoàng hôn hơi thở, tràn ngập suy hủ, khủng bố, lớn xóa nhòa năng lượng ba động. Hắn thần thuật chư thần hoàng hôn, đã ký kết hoàn thành, giờ phút này dẫn mà không phát. Ở đó thủy tinh đen vậy dưới bầu trời, hắn quanh thân chư thần hoàng hôn đất nước, phơi bày ra một cổ không thể ăn mòn thần uy, cho dù là thuần túy nhất hắc ám, cũng không cách nào đem cái này cổ hoàng hôn hơi thở chiếm đoạt. Ta chư thần hoàng hôn, đủ để giết chết thiên đế chủ thần cấp nhân vật, người có thể đỡ nổi sao? Hoàng hôn cự nhân trong mắt lướt qua ý định giết người, dĩ nhiên. Theo như lời hắn giết chết, cũng không phải là hoàn toàn xóa bỏ. Thiên đế chủ thần cấp nhân vật, trên mình sợi tơ xen lẫn, vận mệnh, thời gian, nhân quả, không ngừng dây dưa. Bọn họ coi như bị giết chết, chỉ cần còn có cái khác thời gian sợi tồn tại, đều có thể sống lại. Thậm chí, bọn họ coi như nơi có thời gian tuyến, đều bị xóa bỏ, chỉ cần thế gian còn có bọn họ tồn tại dấu vết, vậy là có thể sống lại. Đây chính là thiên đế chủ thần khủng bố. Muốn hoàn toàn xóa bỏ, cơ hồ không thể nào. Giống như năm đó cửu thần thời đại tranh bá loạn chiến, chín thần chí tôn khí vận, bị đà đế cổ thần chung kết, bọn họ chỉ là mất đi tiếp tục tranh bá tư cách, nhưng không có một người bị hoàn toàn xóa bỏ. Muốn hoàn toàn xóa bỏ thiên đế chủ thần, chân thực thật quá khó khăn. Hoàng hôn cự nhân dĩ nhiên cũng biết, hắn không thể nào hoàn toàn xóa bỏ Phong Ngữ Oanh, nhưng hắn có nắm chắc, đem giờ khắc này Phong Ngữ Oanh giết chết. Lấy hôm nay Phong Ngữ Oanh trạng thái, nàng muốn sống lại nói, chí ít cũng cần mấy ngày thời gian. Đến lúc đó, hoàng hôn cự nhân đã sớm huyết tẩy toàn bộ tinh nguyệt giới, thậm chí mai táng luân hồi. Hắn thần thuật chư thần hoàng hôn, chân thực quá mạnh mẽ, cửa này thần thuật, vẫn là đặc biệt là Chu Diệt thần minh chuẩn bị. Cho dù hắn tu vi, cùng Phong Ngữ Oanh tồn tại chênh lệch, nhưng dựa vào thần thuật uy lực, hắn có lòng tin nghịch phạt chủ thần. Được. Liền để cho ta xem, ngươi chư thần hoàng hôn, có thể hay không đem ta mai táng. Phong Ngữ Oanh mắt đẹp ngưng luyện, tư thái tuyệt ngạo, cả người linh khí bạo dũng, sau lưng bay lên từng cái chim sơn ca, bay múa đầy trời. Thần mộ chết kiếm. Một khắc sau, Phong Ngữ Oanh trong tay, hắc ám khí thức hội tụ, hóa thành một cái thủy tinh đen vậy chế tạo trường kiếm, trên thân kiếm tràn ra giống như mộ mộ vậy uy nghiêm tử khí, chém ngược trời, chém thẳng hướng hoàng hôn cự nhân. Ồ, Ngữ Oanh cô nương một kiếm này, ngược lại là cùng đại mộ thần kiếm, có mấy phần tương tự. Diệp thần thấy Phong Ngữ Oanh một kiếm, liền cảm thấy kiếm khí kia chập chờn, cùng đại mộ thần kiếm 10 phần tương tự, cũng là lộ ra kinh khủng mai táng hơi thở. Đây cũng là Phong Ngữ Oanh mình, học hỏi đại mộ thần kiếm, lĩnh ngộ chế tạo ra kiếm pháp. Nàng tự nghĩ ra kiếm pháp, lại có thể cũng có đại mộ thần kiếm 7-8 phần tinh túy. Hơn nữa bởi vì nàng thực lực cường đại, một kiếm này uy thế, so với phong hỏa linh tổ hung mãnh nhiều. Chư thần hoàng hôn đất nước, mai táng chư thần, hoàng hôn ý chí, tiêu diệt thiên địa. Hoàng hôn cự nhân một tiếng ngâm sướng, vậy dẫn mà không phát chư thần hoàng hôn đất nước, trong phút chốc bộc phát ra. Chỉ gặp bàng bạc vô biên hoàng hôn hơi thở, lập tức nổ, cuốn sạch thiên địa bốn phương, một cái kinh khủng hoàng hôn đất nước, từ chân trời ra đời. Chậm rãi hạ xuống. Rắc rắc sát. Toàn bộ tinh nguyệt giới địa mạch, phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm, thật giống như bị rất miễn cưỡng ép vỡ. Luân hồi trận doanh bên trong, đám người thấy một màn này, cũng là vô cùng chấn động tùng. Nếu như để cho vậy hoàng hôn đất nước, chấn áp xuống tới, sợ rằng toàn bộ tinh nguyệt giới, cũng sẽ trực tiếp tiêu diệt. Hoàng hôn hơi thở, đã điên cuồng tràn đầy tràn ra, toàn bộ tinh nguyệt giới đều đã chịu ảnh hưởng. Hoa cỏ cây cối khô héo đi, núi cao con sông thật giống như gặp phải ngàn vạn năm tháng ăn mòn, cũng là ầm ầm tan vỡ.
toàn trường luân hồi trận doanh cường giả bên trong, thần Đồ Uyển Nhi, Huyền Hàn Ngọc, Diệp Tà Thần, đệ nhị yêu cơ, đều đã bị thương. Hạ Nhược Tuyết, Kỷ Thư Thanh, Diệp Lạc Nhi, Già Thiên Ma Đế các người, thì liều chết duy trì từng cái đại trận, chống cự vậy hoàng hôn hơi thở ăn mòn. Võ Giao bảo vệ ở Diệp Thần bên người, nàng hiện tại đã 10 phần mệt mỏi, nhưng vẫn là cắn chặt hàm răng, là Diệp Thần chống lại hoàng hôn xâm nhập. Những thứ này hoàng hôn năng lượng khí tức, chỉ là vậy chư thần hoàng hôn đất nước bên trong, tiết ra ngoài tràn đầy tràn ra một chút, cũng đã như vậy đáng sợ. Muốn là cả hoàng hôn đất nước chân áp xuống tới, vậy không nghi ngờ chút nào, tinh nguyệt giới tuyệt đối là muốn hủy diệt, không thể nào có bất kỳ sống còn hy vọng. Suy, Phong Ngữ Oanh khua kiếm chảm thiên, nàng thần mộ chết kiếm, bùng nổ vạn trượng dài kiếm khí, lại như cùng đạo cột sáng, xuyên qua vậy chư thần hoàng hôn đất nước. Ở một kiếm này ngăn cản, vậy phiến hoàng hôn đất nước, dừng lại ở giữa không trung, nhưng thì không cách nào trấn áp xuống đi. Không thể nào. Dạ Mẫu, ngươi không thể nào như thế mạnh. Ngươi chỉ là một kiếm, liền ngăn trở thần của ta thuật. Cái này không thể nào. Hoàng hôn cự nhân liều mạng thúc giục linh khí, nhưng dưới chân hoàng hôn đất nước, cũng không cách nào lại chấn rơi một phần, bị Phong Ngữ Oanh thần mộ chết kiếm chặn lại. Hắn chỉ cảm thấy da đầu tê dại, hoàn toàn không nghĩ tới Phong Ngữ Oanh đổi được như thế lợi hại. Phải biết, chư thần hoàng hôn đất nước, đối đãi thần minh, có kinh khủng khắc chế hiệu quả, cả ngày đế chủ thần đều có thể giết chết. Nhưng Phong Ngữ Oanh tu vi, còn chưa tới thiên đế chủ thần, nhưng là chặn lại chư thần hoàng hôn uy năng. Xin lỗi, ta đã thành luân hồi thất tinh viên thứ ba tinh thần, ta có luân hồi che chở, người cái này chư thần hoàng hôn thần thuật, còn giết không chết ta. Phong Ngữ Oanh mắt đẹp thần mang trạm nhiên, đen nhánh kia thần mộ chết trong kiếm, quả nhiên mơ hồ lộ ra một chút luân hồi kim mang. Diệp Thần đã đáp ứng nàng, để cho nàng làm luân hồi thất tinh thứ ba sao. Từ Diệp Thần đáp ứng một khắc kia bắt đầu, trong sâu thẳm, nàng liền được luân hồi phép tắc ban phúc. Cho nên, cho dù đối mặt chư thần hoàng hôn, nàng cũng dám đứng ra. Một mặt, là đối với thực lực mình lòng tin. Mặt khác, cũng là vì báo đáp cùng bảo vệ Diệp Thần. Đây chính là luân hồi lực lượng. Hoàng hôn cự nhân hoàn toàn chấn động chỉ, quay đầu nhìn Diệp Thần một mắt. Diệp Thần còn ở trên tế đàn độ kiếp, hắn dựa vào thanh liên phân thân, nhất tâm nhị dụng, một bên độ kiếp, một bên quan sát ngoại giới tranh đấu, không bị ảnh hưởng chút nào. Khi thấy Dạ Mẫu Phong Ngữ Oanh, chặn lại hoàng hôn cự nhân thần thuật, liền Diệp Thần mình đều kinh hãi. Ta cái này viên thứ ba mệnh tinh, cũng còn không thức tỉnh, Dạ Mẫu nàng đã đột phá lột xác như vậy, nếu là ta thật thức tỉnh, nàng và ta, lại sẽ lột xác đến cái gì bước. Diệp Thần là thật sâu cảm nhận được, luân hồi thất tinh cường đại. Chờ ta bước vào thiên huyền cảnh, nói không chừng có thể người sớm giác ngộ tỉnh viên thứ ba mệnh tinh, mặt trời gay gắt mệnh tinh. Diệp Thần trong lòng quyết đoán, lập tức thu liễm tâm thần, toàn bộ tinh thần chăm chú độ kiếp đột phá. Ở tinh không vô tận lôi kiếp dưới sự thử thách, Diệp Thần gân cốt ra thịt, đã là rửa hết trì hoa, đổi được vô cùng thấu rõ tinh khiết, cả người đã lộ ra một cổ cấp trên khí phách. Hắn cách trong truyền thuyết thiên huyền cảnh, đã đặc biệt đến gần. Vậy phiến hiển hóa đi ra ngoài thiên quân chi môn, cửa đã hoàn toàn mở ra, sau cửa là một phiến quang minh vô hạn thế giới. Xuyên qua cánh cửa này, là có thể trở thành thiên quân. Ta rốt cuộc phải trở thành thiên quân thượng vị giả. Diệp Thần nội tâm nóng rực, sải bước hướng vậy thiên quân chi môn đạp đi. Ngày hôm nay hắn có thể tấn thăng, may mà luân hồi trận doanh mọi người bảo vệ. Đặc biệt là Nhâm Phi Phàm, hắn thậm chí không biết vận dụng bài tẩy gì, có thể là luân hồi thư kiếp bụi lực lượng, sửa đổi đi qua. Như vậy sửa đổi đi qua, giá phải trả tất nhiên là to lớn. Diệp Thần mơ hồ tới giữa, cảm nhận được hôm nay Nhâm Phi Phàm, hẳn là muốn cháy tự thân, làm một cái tuẫn đạo giả, bảo vệ hắn đột phá. Nhưng thật may, Nguyên Thiên Đế hạ xuống, mang hắn đi không không lúc nào không. Hiện tại, Diệp Thần chỉ muốn bước vào thiên huyền cảnh, dũng mãnh đi nữa tinh tiến, thành tựu vô lượng tiên đế huy hoàng, sớm ngày đi không không lúc nào không, cùng Nhâm Phi Phàm đoàn viên. Ở Diệp Thần bước vào thiên quân chi môn trong nháy mắt, Dạ Mẫu Phong Ngữ Oanh, cũng là huy động thần mộ chết kiếm, lắc người một cái, liền tới sát chư thần hoàng hôn đất nước phía trên. Muốn hoàn toàn giải quyết uy hiếp, chỉ là ngăn cản còn chưa đủ. Nàng phải đem hoàng hôn cự nhân giết chết,
làm tan rã cái này phiến hoàng hôn đất nước uy hiếp. Bước vào chư thần hoàng hôn đất nước bên trong, Phong Ngữ Oanh lập tức cảm thấy vô biên uy áp, bốn phương tám hướng toàn bộ là suy hủ kinh khủng ăn mòn hơi thở, điên cuồng xâm nhập nàng cả người mỗi một tấc da thịt. Cho dù nàng có luân hồi bảo vệ, nhưng trực tiếp bước vào chư thần hoàng hôn đất nước, cũng chỉ có bị ăn mòn thành cho bụi kết quả. Phong Ngữ Oanh biết, mình chỉ có ba cái hô hấp thời gian. Ba cái hô hấp trong thời gian, nàng phải giết chết hoàng hôn cự nhân, nếu không nàng có rơi xuống nguy hiểm. Tuy nói bỏ mạng ở nơi đây, nàng qua mấy ngày là có thể sống lại, nhưng trải qua tử vong, sẽ tạo thành to lớn mài mòn cùng bóng mờ, cuối cùng ảnh hưởng đạo tâm. Cho nên ở không không lúc nào không bên trong, cho dù phần lớn cường giả, cũng có vô hạn sống lại năng lực, nhưng không có người nào sẽ lãng phí mình sinh mạng, mỗi cái người đều vô cùng quý trọng nơi có thời gian sợi sinh mạng tồn tại. Bởi vì là sinh mệnh biến mất, hư hại tích lũy, đối đạo tâm tổn thương cực lớn. Phong Ngữ Oanh tự nhiên cũng không ngoại lệ, nàng cũng không muốn chết. Cái đầu tiên hô hấp, nàng xuất kiếm. Kiếm quang như hắc triều dâng trào, trực tiếp giết phá trùng trùng hư không, chém chết hướng hoàng hôn cự nhân. Hoàng hôn cự nhân bản thể tu vi, cùng Phong Ngữ Oanh chênh lệch cực lớn, chính diện không cách nào chống đỡ. Đáng chết! Mắt thấy Phong Ngữ Oanh một kiếm chém đến, hoàng hôn cự nhân vội vàng từ bát hoang hư thú sống lưng trên nhảy lên, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát Phong Ngữ Oanh chém chết. Bát hoang hư thú cũng là vô cùng chật vật, né tránh chạy đi. Cái thứ hai hô hấp, Phong Ngữ Oanh nhất kiếm nữa ám sát. Một kiếm này uy thế ngút trời, hắc ám nổ, hoàng hôn cự nhân tuyệt không khả năng ngăn cản. Ma nữ tiền bối, cầu ngươi che chở. Sống chết trước mắt, hoàng hôn cự nhân một tiếng quát to, sau lưng màu đen ma khí như từng cái sợi tơ vậy, lẫn nhau quấn quanh bệt, cuối cùng lại dệt ra một cái quỷ bí đồ đằng. Đó là ma nữ đồ đằng. Ở thời khắc nguy cấp, hắn hướng ma nữ cầu viện. Suy rồi. Phong Ngữ Oanh một kiếm chém đi giết, kiếm khí biến dạng, đem ma nữ đồ đằng chém chết. Nhưng nàng kiếm thế, vậy hoàn toàn tiêu tán, cũng không có thể thương tổn tới hoàng hôn cự nhân. Lại một kiếm rơi vào khoảng không, Phong Ngữ Oanh ánh mắt trầm xuống, nhưng không hề nổi giận. Nàng còn có một lần lấy điện thoại ra sẽ. Ma nữ chỉ có thể che chở ngươi một lần, ta xem ngươi làm sao còn tiếp ta kiếm thứ ba. Cái thứ ba hô hấp, Phong Ngữ Oanh ánh mắt ý định giết người lạnh lùng, liền chuẩn bị ra lại kiếm ám sát. Hống! Nhưng vào lúc này, một đạo động trời tiếng gầm gừ, truyền tới Phong Ngữ Oanh trong lỗ tai. Nàng một hồi kinh ngạc, liền thấy vậy tiếng gầm gừ, là bát hoang hư thú phát ra. Ở nàng hô hấp tới giữa, bát hoang hư thú đột nhiên giết ra, nhưng không phải công kích nàng, mà là lăng không hướng Diệp Thần nhào tới giết. Hu hu hu! Toàn bộ hoàng hôn đất nước hơi thở, như thác vải trút xuống vậy, bơm vào đến bát hoang hư thú trên thân thể. Bát hoang hư thú đạt được vô tận thần thuật hơi thở bơm vào, thân thể một tí vặn vẹo, liền hóa thành hình người, trong tay cầm một thanh khổng lồ hoàng hôn chiến kiếm. Hắn xông lên đánh tiếp, trực tiếp giết hướng tế đàn. Diệp Tà Thần, Huyền Hàn Ngọc, Thần Độ Huyền Nhi các người bị thương dưới, căn bản trở không ngăn được. Võ Giao muốn ngăn trở, nhưng vậy hoàn toàn không ngăn được. Bát hoang hư thú trên mình, đã hội tụ toàn bộ hoàng hôn đất nước hơi thở, vô cùng mạnh mẽ. Tuy nói vậy chư thần hoàng hôn đất nước, năng lượng khí tức hội tụ trên cơ thể người trên mình, uy lực chí ít suy giảm 70%, nghiền ép tinh nguyệt giới là không thể nào. Nhưng còn dư lại ba thành uy lực, bức lui Võ Giao, thậm chí lại chém giết Diệp Thần, vậy là đủ rồi. Đây chính là tam thập tam thiên thần thuật uy lực, là không không lúc nào không năng lượng cùng phép tắc uy lực. Không tốt. Phong Ngữ Oanh thấy một màn này, thần sắc hoảng hốt, chuẩn bị ám sát ra kiếm thứ ba, lập tức đổi được mềm yếu không có sức, dưới sự kinh hoàng, trường kiếm từ trong tay rơi xuống. Ha ha ha. Hoàng hôn cự nhân ngửa mặt lên trời cười to, đi về sau bay ngược một khoảng cách. Lúc đầu tại mới vừa hô hấp tới giữa, hắn đã làm ra quyết đoán. Hắn biết mình không phải là Phong Ngữ Oanh địch thủ, nhưng ngày hôm nay hắn hạ xuống, cũng không phải là muốn cùng Phong Ngữ Oanh tranh đấu, chỉ là muốn ngăn cản Diệp Thần đột phá, thậm chí mai táng luân hồi thôi. Mới vừa hô hấp tới giữa, hắn đã cùng bát hoang hư thú câu thông, hắn tới kéo Phong Ngữ Oanh, bát hoang hư thú thì vận dụng chư thần hoàng hôn năng lượng, đi đánh chết Diệp Thần. Phong Ngữ Oanh sắc mặt đổi được vô cùng kinh hoàng,
nàng không nghĩ tới hoàng hôn cự nhân quyết đoán nhanh như vậy, nàng đã không kịp cản trở. Vậy trên tế đàn, Diệp Thần đã vượt qua thiên quân chi môn, hắn coi như là thuận lợi tấn thăng, ở vượt qua thiên quân chi môn ngay tức thì, hắn cảm nhận được liền vô số huyền diệu quy luật bí ẩn, tràn vào mình đầu óc bên trong. Hắn nhắm mắt cảm ngộ, biết đó chính là cấp trên quy luật. Làm hắn mở mắt ra, chuẩn bị đem cái này cổ quy luật, cùng mình võ đạo dung hợp thời điểm, nhưng thấy vậy hóa thành hình người bát hoang hư thú, xách hoàng hôn chiến kiếm, cười gằn xông lên đánh tới. Thằng nhóc, chết đi cho ta. Bát hoang hư thú thần sắc tàn bạo, một kiếm ám sát hướng Diệp Thần bụng. Một kiếm này, mang chư thần hoàng hôn uy năng, sát phạt 10 phần khủng bố, đủ để chém chết tiên đế. Diệp Thần mới vừa tấn thăng thiên huyền cảnh, hoàn toàn không ngăn được một kiếm này uy lực. Không muốn. Một đạo tiếng thét chói tai vang lên. Chỉ gặp một cô gái, cũng là lắc mình xông vào bên trong tế đàn, cũng chắn Diệp Thần trước mặt. Là Võ Giao. Bát hoang hư thú thấy Võ Giao động thân ngăn trở, hì hì cười gằn một tiếng, nhưng là chút nào cũng không mềm tay, một kiếm gai đi giết. Phốc xích một tiếng. Võ Giao và Diệp Thần thân thể, nhất thời bị xuyên qua. Vậy hoàng hôn chiến kiếm, không tiếng động hóa thành năng lượng khí tức tán loạn. Kinh khủng suy hủ hơi thở, như hoàng hôn ngày tận thế, xông vào Võ Giao và Diệp Thần trong cơ thể. Hai người hừ đều không hừ một tiếng, tại chỗ ngã xuống đất chết đi, thân thể bài trí một tầng hoàng hôn quầng sáng. Không, thấy Diệp Thần và Võ Giao bỏ mình, toàn trường tất cả người, một tiếng thét kinh hãi, sau đó đều giống như bị người cắt đứt cổ họng, rơi vào tĩnh mịch, yên lặng như tờ. Chư thần hoàng hôn thần thuật hơi thở, đích thực quá đáng sợ. Làm vậy hoàng hôn chiến kiếm, đâm vào Võ Giao và Diệp Thần thân thể lúc đó, hai người ngay tại ngay tức thì chết. Đột nhiên tử vong, để cho được tất cả người, cũng không dám tin tưởng mình ánh mắt. Luân hồi chi chủ, từ bi chủ, lại là song song chết. Bầu trời lôi kiếp tiêu tán, không biết là bởi vì Diệp Thần đột phá kết thúc, vẫn là bởi vì hắn tử vong. Bởi vì biến cố quá đột nhiên, Diệp Tà Thần, Huyền Hàn Ngọc, Thần Độ Huyền Nhi, Đệ Nhị Yêu Cơ, Hạ Nhược Tuyết các người, còn có Dạ Mẫu Phong Ngữ Oanh, đều là kinh ngạc đờ đẫn, óc một phiến chỗ trống. Suy rồi. Lúc này, một đạo đỏ thẫm như trời lửa vậy kiếm khí, khỏa cuốn số mệnh tử mang, thậm chí còn lộ ra một chút nhân quả luật chập chờn, phá không chém chết tới, chém thẳng bát hoang hư thú. Phốc xích. Hóa thành hình người bát hoang hư thú, tại chỗ liền bị chém eo. Vận mệnh chủ, a, à, ha ha, người giết ta vừa có thể như thế nào? Luân hồi chi chủ chết, còn có tử bi chủ cũng đã chết, lấy ta tánh mạng, mai táng luân hồi, đó là thiên đại đáng, ha ha ha. Bát hoang hư thú bị chém eo sau đó, trong chốc lát không có chết thấu, hơn nửa bên thân thể ngọa nguậy, ánh mắt nhìn về xa xa một cô gái bóng người. Đó là Kỳ Tư Thanh. Nàng thấy Diệp Thần chết, trong lòng sợ hãi bàng hoàng, vừa tức giận, trực tiếp bộc phát ra mạnh nhất thực lực, thậm chí liền nhân quả luật cũng vận dụng. Tóc lại hóa thành trắng như tuyết hình dáng, một kiếm liền đem bát hoang hư thú chém eo. Phịch! Bát hoang hư thú hai đoạn trong thân thể, lại nổ lên lửa trời mãnh liệt mang, đem nó hoàn toàn đốt thành cho tàn. Hoàng hôn cự nhân thấy bát hoang hư thú chết đi, ha ha cười một tiếng, cũng không để bụng, lại nhìn xem Diệp Thần và Võ Giao thi thể, không nhịn được lần nữa vui vẻ cười to đứng lên, luân hồi chi chủ chết, ta tử thần giáo đoàn, rốt cuộc thanh trừ hết uy hiếp lớn nhất. Trong tiếng cười lớn, hắn biến dạng hư không rời đi. Cùng Phong Ngữ Oanh phục hồi tinh thần lại, hoàng hôn cự nhân đã hoàn toàn đi. Chỉ còn lại Diệp Thần và Võ Giao thi thể, còn có nghẹn ngào gió, chứng kiến mới vừa kinh khủng kinh biến. Tôn chủ hắn chết. Cái này không thể nào. Võ Giao tiểu thư cũng đã chết. Chẳng lẽ trời muốn tuyệt ta luân hồi đạo? Phi phàm tiên đế vừa đi, tôn chủ hắn liền bị giết chết, không có hộ đạo giả che chở. Chỉ có thể là cái kết quả này sao? Rất nhiều luân hồi trận doanh các đệ tử, nhìn phía trên tế đàn, Diệp Thần và Võ Giao thi thể, nội tâm tinh thần tan vỡ, không ít người lớn tiếng khóc. Vù vù. Nhưng lúc này, vậy phía trên tế đàn, toát ra một cổ sáng chói màu xanh ánh sáng. Màu xanh ánh sáng lững lờ lúc đó, mơ hồ hóa ra tiên cảnh thế giới khí tượng, lại có một đóa đóa thanh liên nổi lên. Đám người thấy như vậy khí tượng, nhất thời ngây dại. Chẳng lẽ, Diệp Thần còn chưa có chết? Chỉ chốc lát sau, vậy tiên cảnh thế giới bên trong,
mơ hồ lại truyền ra từng trận cờ bay phất phới thanh âm, để cho người sau khi nghe, liền giác tâm hồn run rẩy. Diệp thần ca ca. Vậy cổ tản ra mị lực thanh âm, đứt quãng, như có như không, như mộng cảnh vậy ảo mộng, nếu như nhẹ gió vậy ôn nhu. Tất cả người nghe được cái này như có như không thanh âm, nhất thời bối rối, chố mắt nhìn nhau. Đợi được thanh âm này dần dần lắng xuống, vậy thanh liên tiên cảnh khí tượng vậy tản đi. Diệp thần và võ giao bóng người, lần nữa xuất hiện ở phía trên tế đàn. Nhưng lần này, bọn họ không phải thi thể, mà là người sống sờ sờ, tay trong tay đứng ở phía trên tế đàn. Diệp thần hăm hở, như mộc gió xuân, hai tròng mắt lấp lánh có thần. Võ giao dắt hắn tay, gò má đỏ lên, sợi tóc để nguyên quần áo đều mang một chút xốc xếch, hơi thở cùng trước kia so sánh, cũng lớn là bất đồng. Trước kia võ giao, là một bộ trẻ trung như quả đào vậy hình dáng. Nhưng thời khắc này nàng, nhưng nhiều hơn mấy phần thủy nhuận ý vị. Tại chỗ ánh mắt sắc bén người, đã có thể nhìn ra, võ giao cùng Diệp thần tới giữa, nhất định là phát sinh qua cái gì. Luân hồi cùng từ bi, lại vào giờ khắc này kết hợp. Diệp thần và võ giao hơi thở, hoàn mỹ hòa hợp, vô cùng hài hòa. Diệp thần ca ca. Võ giao ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người nhìn soi mói, mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng, cục xúc bất an. Không có chuyện gì. Diệp thần cười một tí, ánh mắt mang theo vô hạn nhu tình. Thời gian trở lại mới vừa. Bát hoang hư thú một kiếm ám sát tới đây, Diệp thần thấy tình thế không thể đỡ, lập tức thúc giục thanh liên phân thân. Vì mình ngăn cản một kích chí mạng. Chỉ là hắn không nghĩ tới, võ giao lại có thể vậy động thân tới, là nàng đỡ kiếm. Bát hoang hư thú một kiếm, đâm xuyên qua Diệp thần thanh liên phân thân, vậy bị thương nặng võ giao. Người ngoài lấy là võ giao chết, thật ra thì còn không có. Nàng là từ bi chủ, cất giữ cuối cùng một chút từ bi chi tâm, còn không có bị chư thần hoàng hôn hơi thở nơi ăn mòn. Diệp thần nhớ tới Nhâm Phi Phàm mà nói. Hắn tấn thăng thiên huyền cảnh sau đó, liền có thể và võ giao song tu. Mắt gặp võ giao bị thương nặng, Diệp thần cũng là 10 phần nóng nảy, trong lòng không kịp suy nghĩ nhiều, không thể làm gì khác hơn là đem tự thân luân hồi máu tươi, lấy song tu phương thức, dẫn nước đến võ giao trong cơ thể. Chỉ có như vậy có thể cứu võ giao. Hắn không có bất kỳ lựa chọn. Cái này trời và đất hòa vào nhau, luân hồi cùng từ bi triền miên, thật là uyên ương huyễn mộng, ôn nhu lưu luyến. Khi lấy được Diệp thần luân hồi huyết mạch lực lượng sau đó, võ giao cũng là thuận lợi hồi phục, thậm chí tu vi cũng là nhanh mạnh đột phá. Thời khắc này nàng, đã có thể hoàn toàn nắm trong tay trong cơ thể lực lượng, nàng là chân chánh tiên đế, hơn nữa có luân hồi khí vận bảo vệ. Diệp thần cùng võ giao kết hợp, tự nhiên cũng là 10 phần sảng khoái. Các vị, ta còn chưa có chết, đã thành công tấn thăng thiên huyền cảnh. Diệp thần cười một tiếng, từ trên tế đàn đi xuống. Mong hướng bốn phía rất nhiều luân hồi trận doanh các đệ tử. Toàn trường tất cả người, ngơ ngác nhìn Diệp thần, đều là sợ ngây người. Tên này, thiếu chút nữa đã quên rồi, hắn còn có một đạo thanh liên phân thân. Phong Ngữ Oanh gặp Diệp thần còn sống, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhớ tới, Diệp thần luyện thành thanh liên chú thánh pháp, ủng có một đạo thanh liên phân thân, ở thời khắc mấu chốt, có thể thay thế bản thể tử vong. Tâm tình thanh tĩnh lại sau đó. Phong Ngữ Oanh cảm thấy vô biên mệt mỏi, cả người một hồi mất sức. Mới vừa cùng hoàng hôn cự nhân chiến đấu, nàng cũng là tiêu hao to lớn, hơn nữa lấy thần minh khu, ở thế giới hiện thật ra tay, nàng phải chịu áp lực cùng cắn trả, 10 phần nghiêm trọng. Chỉ gặp trên mặt đất, Diệp thần thân thể, bộc phát ra một cổ chói mắt kim quang, vậy cổ kim quang bên trong, tràn đầy thiên quân uy nghiêm của cấp trên. Thời khắc này hắn... Rốt cục thì chân chính trở thành thiên huyền cản cấp hát cái khác thượng vị giả. 9 khối luân hồi huyền bi, từ Diệp thần trong cơ thể nổi lên, các loại thần mang tách thả ra, quanh quẩn hắn không ngừng chuyển động. Luân hồi khí tượng ngất trời, hình thành khoáng đạt luân hồi thiên quốc thở mạnh voi, truyền khắp chư thiên vạn giới. Vậy cổ luân hồi thở mạnh voi bên trong, vô số thiên quân cấp trên quy luật, diễn biến thành đại lộ phù văn, không ngừng lóe lên, đặc biệt nguy nga. Ở đó luân hồi thiên quốc nhất trung tâm, thì là một khối cổ xưa bia đá, là trong truyền thuyết thiên quân phong thần bia. Diệp thần tấn thăng thiên huyền cảnh sau đó, đối thiên quân phong thần bia nắm trong tay, cũng là càng hoàn mỹ. Thời khắc này thiên quân phong thần bia, toát ra trước đó chưa từng có huy hoàng hơi thở, sáng rực như mặt trời gay gắt,
Diệp Thần thân thể, cùng vậy Thiên Quân Phong Thần Bia, lẫn nhau ánh chiếu, hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Hiện tại hắn tổng hợp sức chiến đấu, tiêu diệt một ít nhỏ yếu vô lượng cảnh hậu kỳ cao thủ, không thành vấn đề. Dựa vào Thiên Quân Phong Thần Bia, Nguyện Vọng Thiên Tinh, Người Đồ Sát Thánh Bôi, Thiết Vương Tọa Vân. Vân rất nhiều pháp bảo, nghịch phạt nhỏ yếu tiên đế, cũng không chuyện không thể nào. Dĩ nhiên, cảnh giới càng về sau, nội tình càng thâm hậu, kẻ địch liền càng đáng sợ. Tu vi thực lực đột phá đến tình cảnh này, Diệp Thần trong lòng mừng rỡ không thôi. Nhâm tiền bối, ngươi thấy được sao? Ta đột phá thành công. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ đi không không lúc nào không gặp ngươi. Diệp Thần ngước nhìn bầu trời, vô hạn tha hồ tưởng tượng. Phong Ngữ Oanh, Diệp Tà Thần, Huyền Hàn Ngọc, Thần Đồ Uyển Nhi, Kỳ Tư Thanh, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dính, Diệp Lạc Nhi, Già Thiên Ma Đế, Đệ Nhị Yêu Cơ Vân. Vân đám người, còn có Địa Ngục Giới Vương, Chân Lý Phật Tổ, Gấm Hoa, Thiện Nhu các người, thấy Diệp Thần sống lại, thậm chí thành công đột phá, đều là không khỏi mừng rỡ. Duy nhất Ngọc có tỉ vết, chính là Thiên Quân Phong Thần Bia phía trên, còn bao phủ một điểm nho nhỏ bóng mờ. Đó là luân hồi thư kiếp bụi bóng mờ. Nhâm Phi Phàm tên chữ, như cũ bị vậy bóng tối cho tàn chìm ngập. Cái này cổ cho bụi bóng mờ, thậm chí liền Diệp Thần đều không cách nào xóa đi, thật giống như cùng bẩm sinh tới vậy. Diệp Thần biết, Nhâm Phi Phàm phải chịu đồ, khẳng định so với hắn tưởng tượng, còn kinh khủng hơn rất nhiều. Nhưng bất kể như thế nào, hắn cũng tiếp tục dũng mãnh tinh tiến, chỉ mong có thể có một ngày, có thể đi không không lúc nào không, cùng Nhâm Phi Phàm đoàn tụ. Hôm nay Nhâm Phi Phàm phi thăng, luân hồi trận doanh mất đi mấu chốt nhất một người cao thủ, nhưng Diệp Thần cũng không hoảng loạn. Bởi vì hắn bây giờ, đã tấn thăng là trời quân thượng vị giả, có một mình đảm đương một phía tư cách. Hơn nữa luân hồi trận doanh bên trong, còn có rất nhiều cường giả, cũng có thể tiếp tục là Diệp Thần hộ đạo. Ta cầu nguyện, ta luân hồi một đạo, bình an vui mừng, vĩnh hưởng tiên phúc. Diệp Thần nhẹ nhàng tụng niệm, tay một nặn quyết, liền đem Nguyện Vọng Thiên Tinh, đánh vào đến Thiên Quân Phong Thần Bia bên trong. Nguyện Vọng Thiên Tinh cùng Thiên Quân Phong Thần Bia dung hợp, vậy trên tấm bia đá, nhiều hơn một đạo ngôi sao đồ đằng huy hiệu, mười phần rực rỡ tươi đẹp. Cái này cổ ngôi sao đồ đằng huy hiệu, vừa vặn ngay tại Nhâm Phi Phàm tên chữ phía trên. Diệp Thần biết, lấy trước mắt mình thực lực, còn không thể nào xóa đi luân hồi thư kiếp bụi bóng mờ, nhưng hắn cũng muốn gửi nhờ hắn nguyện vọng. Hắn hy vọng Nhâm Phi Phàm có thể lắng nghe đến mình thanh âm cùng chúc mừng, cũng có thể bình an vui mừng, vĩnh hưởng tiên phúc. Theo Diệp Thần nguyện vọng thanh âm rơi xuống, Thiên Quân Phong Thần Bia lên tinh thần đồ đằng, toát ra một cổ ánh sáng sáng chói, bao phủ lại toàn bộ tinh nguyệt giới. Tinh nguyệt giới bên trong, khắp nơi thần quang lóe lên, thủy ải nhô lên, từng tầng một tiên hy vần quanh, mới vừa rơi vào suy hủ hoa cỏ cây cối, sơn xuyên sông nhạc, lại lần nữa khôi phục sức sống. Chư thần hoàng hôn mang tới tác dụng phụ, toàn bộ tản đi. Toàn bộ luân hồi trận doanh, tất cả đệ tử, cả người cũng đắm chìm trong luân hồi trói lọi bên trong, bọn họ như vậy lấy được thiên đại ban phúc, khí vận tăng lên, thậm chí không ít người cảnh giới tu vi, tại chỗ đột phá. Diệp Thần chấp trưởng Thiên Quân Phong Thần Bia, sau lưng có từng tầng một vòng sáng vần quanh, luân hồi khí tượng ngất trời, huy hoàng mênh mông. Đáng tiếc là, Diệp Thần luân hồi thất tinh mạch, viên thứ hai mặt trời gay gắt mệnh tinh, từ đầu đến cuối không có thức tỉnh dấu hiệu. Cái này luân hồi thất tinh, thức tỉnh thật đúng là khó khăn, ta đều đã bước vào thiên huyền cảnh, lại còn không thể thức tỉnh mới mệnh tinh. Diệp Thần thấy vậy, khóe miệng cũng là hơi kéo một cái. Chợt, hắn lắc đầu một cái, trong lòng cũng là an ổn xuống. Luân hồi thất tinh uy thế vô địch, mỗi một viên mệnh tinh, cũng mang theo ngập trời uy năng, muốn thức tỉnh, đó là so tấn thăng thiên huyền cảnh gian khó hơn nhiều. Hiện tại mặc dù không có thức tỉnh, nhưng Diệp Thần vẫn là hết sức hài lòng. Bởi vì, hắn bây giờ tu vi, đã đến thiên huyền cảnh nhất tầng thiên, nghịch phạt phổ thông vô lượng cảnh hậu kỳ cường giả, dễ như trở bàn tay, nếu như là ở trong tinh nguyệt giới mặt, hắn lại là vô địch. Ở đó địa mạch khí vận ra trì xuống, cho dù là vũ hoàng cổ đế tới, cũng không khả năng lại thương tổn tới Diệp Thần. Tinh nguyệt giới địa mạch khí vận, theo Nhâm Phi Phàm phi thăng, Diệp Thần đột phá, nội tình là tăng vọt rất nhiều, tất cả luân hồi trận doanh các đệ tử, đều được thiên đại trợ lực. Trong sâu thẳm, Diệp Thần thậm chí cảm nhận được, mình nắm giữ một ít không không thời không thủ đoạn,
lại là mơ hồ tới giữa, dòm ngó gặp một ít ảo tưởng khái niệm tồn tại. Như vậy dòm ngó thủ đoạn, vậy mà nói, chỉ có đỉnh cấp tiên đế cường giả, đến gần không không, mới có thể nắm giữ. Nhưng hiện tại, Diệp Thần lấy thiên huyền cảnh thân, lại là có thể khám phá ảo tưởng, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Ban đầu Mộ Cung Thiên Hoàng Địa Lão, ở trên người hắn, để lại một đạo ảo tưởng khái niệm, nghe nói là Mộ Cung truyền thừa xuống. Hôm nay Diệp Thần có thể khám phá ảo mộng, nhất thời liền phát hiện, vậy đạo ảo tưởng khái niệm, lại có thể cùng luân hồi vãng thế thư có liên quan. Ừ, một cái đồ đựng. Diệp Thần sửng sốt một tí, bàn tay một nặn quyết, vậy đạo trong chỗ u minh ảo tưởng khái niệm, ở thực tế phép tắc ảnh hưởng, lập tức than xúc, cũng hiển hóa ra chân thật hình thể, là một cái màu vàng kim cái dương, phía trên chạm trổ rất nhiều nhiều thần bí phong ấn phủ văn, còn có một cái hình dáng như nguyên thiên đế dung mạo đồ đằng. Thiên đế linh khiếp, ảo tưởng cùng thực tế xuyên qua, Diệp Thần lập tức biết liền màu vàng kia cái dương tên, kêu thiên đế linh khiếp, là một cái từ trong ảo tưởng chế tạo ra đồ đựng, dùng để chứa đựng luân hồi vãng thế thư. Luân hồi vãng thế thư năng lượng, đặc biệt khủng bố, một khi phủ xuống nói, chư thiên thời không, không có bất kỳ địa phương, có thể chứa được. Cho nên, vì nắm trong tay luân hồi vãng thế thư, thì nhất định phải có một cái thích hợp đồ đựng. Cái này thiên đế linh khiếp, chính là Mộ Cung vậy một đời luân hồi chi chủ, chế tạo ra đồ đựng. Năm đó, luân hồi vãng thế thư mặc dù chế tạo thất bại, nhưng cái này cái đồ đựng, nhưng là thuận lợi chế tạo ra. Cái này thiên đế linh khiếp, có đặc biệt kinh khủng phong ấn lực lượng, thậm chí đủ để niêm phong luân hồi vãng thế thư. Thiên Hoàng Địa Lão đem thiên đế linh khiếp giao cho ta, là muốn gọi ta cầm cái này pháp bảo, đi phong ấn thiên tâm lão tổ. Diệp Thần nhìn trong tay màu vàng cái dương, nhất thời bừng tỉnh hiểu ra, rõ ràng liền ngày xưa Thiên Hoàng Địa Lão dụng ý. Hôm nay Thiên Tâm Lão Tổ, chỉ có một cái thời gian tuyến, nếu như bị giết chết, cũng chưa có lại sống lại có thể. Nhưng hắn dẫu sao chấp trưởng thiên bia, nội tình đặc biệt đáng sợ, muốn giết chết hắn mà nói, vậy tuyệt không phải chuyện dễ. Nhưng nếu như lợi dụng thiên đế linh khiếp, đem phong ấn, vậy thì đơn giản nhiều. Ngày này đế linh khiếp nội bộ, là ảo nghĩ hủy diệt không gian, cho dù là tiên đế cường giả, thậm chí là không không cấp cường giả, bị phong ấn tiến vào, cũng chỉ có bị hủy diệt nghiền giết kết quả, không có chút nào sống sót có thể. Duy nhất có thể ở thiên đế linh khiếp bên trong lưu tồn, chỉ có trong truyền thuyết luân hồi vãng thế thư. Diệp Thần tay cầm thiên đế linh khiếp, có thể rõ ràng cảm nhận được pháp bảo này hơi thở lợi hại, còn có nội bộ không gian truyền ra khí tức đáng sợ. Cái này thiên đế linh khiếp, là Mộ Cung truyền thừa thần vật, hôm nay thuận lợi rơi vào trong tay hắn, trên người hắn linh khí bung ra, tu vi lại nhanh mạnh tăng vọt, đạt tới thiên huyền cảnh nhất tầng thiên đỉnh phong. Vốn là Diệp Thần mới vừa tấn thăng, tu vi chỉ là thiên huyền cảnh nhất tầng thiên sơ kỳ, nhưng hắn bắt được thiên đế linh khiếp, lấy được Mộ Cung truyền thừa ban phúc, lại là đột phá đến tình cảnh này, khoảng cách thiên huyền cảnh tầng hai trời, cũng chỉ có một bước xa. Như vậy đột phá, làm được Diệp Thần mừng rỡ như điên. Hắn luân hồi khí tượng, cũng thay đổi được càng mênh mông. Rào, rào, rào. Hào hùng luân hồi khí tượng, kim quang bạo dũng, thanh liên tách thả ra, ánh sao lấp lánh, thiên đường hàng tỷ tín đồ cùng kêu lên ngâm sướng, như sầm âm tự minh, nguy nga hết sức. Toàn bộ thái thượng thế giới, thiên thiên vạn vạn cái địa vực, đều là thấy rõ cái này cổ khí voi. Tất cả mọi người đều rung động. Trong truyền thuyết luân hồi chi chủ, rốt cục thì bước chân vào thiên huyền cảnh, thành là chân chính thiên quân thượng vị giả. Từ nay về sau, sợ rằng thái thượng thế giới đệ nhất cao thủ danh hiệu, muốn đổi người rồi. Ở rất nhiều địa vực bên trong, không biết lại có bao nhiêu người, đón bầu trời luân hồi khí tượng quỳ bái xuống, trong miệng tán tụng luân hồi vĩ đại, thành tâm thành ý quy thuận. Theo Diệp Thần đột phá, hắn đối nghịch trận doanh khí vận, vậy đi theo suy sụp. Vũ Hoàng thiên giới và kiếm môn thế giới, ánh sáng đều là mở đi rất nhiều. Liên liên Tử Hoàng Tiên Cung, vậy hiện ra một chút đè nén ý. Tử Hoàng Tiên Cung cụm núi đỉnh. Đạo Đức Thiên Tôn đứng chắp tay, Đa Bảo Thiên Quân đi theo hắn bên người. Hai người xa nhìn trên trời nguy nga khí tượng, sắc mặt bộc phát ngưng trọng. Trưởng giáo đại nhân, ngươi không nên giúp hắn tu luyện thanh liên chú thánh pháp. Đa Bảo Thiên Quân gương mặt vặn vẹo. Trong tròng mắt lại mang một tơ vẻ sợ hãi. Xuyên thấu qua cái này luân hồi khí tượng, hắn đã rõ ràng theo dõi thiên cơ, thấy được tinh nguyệt giới mới vừa phát sinh hết thảy.
Diệp Thần lợi dụng Thanh Liên phân thân, ngăn cản một kích chí mạng, cuối cùng mê hoặc Hoàng Hôn Cự Nhân. Hoàng Hôn Cự Nhân rời đi, Diệp Thần thuận lợi đột phá, đơn giản là một bước lên trời. Trước kia Đa Bảo Thiên Quân còn có thể dựa vào tà phái thế lực, mơ hồ cản tay Diệp Thần. Nhưng bây giờ, Diệp Thần một bước lên trời, nghịch thiên quật khởi, hắn cùng hắn tà phái, đã không thể nào lại cản tay Diệp Thần, càng không thể nào áp chế. Liền để cho hắn đột phá đi, hắn tấn thăng thiên huyền cảnh, tu vi khí vận nghịch thiên bạo tăng, đối với chúng ta mà nói, vậy là chuyện tốt, có thể lợi dụng hắn, đi đối kháng Tử Thần giáo đoàn. Đạo Đức Thiên Tôn trong mắt híp lại, cũng không vì là Diệp Thần đột phá, mà cảm thấy có cái gì kiêng kỵ chỗ, ngược lại rất là vui vẻ yên tâm. Đa Bảo Thiên Quân thần sắc như cũ ngưng trọng, nói trưởng giáo đại nhân, vạn nhất chúng ta và Tử Thần giáo đoàn, cũng không đè ép được vậy tiểu tử, hắn sớm muộn sẽ đạp bể ta Tử Hoàng Tiên Cung Sơn Môn. Đừng quên, Hồng Quân lão tổ đã cùng hắn quyết liệt, hắn muốn báo thù mà nói, nhổ cỏ tận gốc, sẽ không bỏ qua chúng ta. Huống chi, lửa kia loại nguyên, truyền thuyết cũng là luân hồi huyết mạch một phần chia. Đạo Đức Thiên Tôn thần sắc vốn là bình tĩnh. Nhưng nghe đến Đa Bảo Thiên Quân nói tới mồi lửa, trong thoáng chốc sắc mặt đại biến, quát lên, đủ rồi. Đa Bảo Thiên Quân bộ dạng sợ hãi, yên lặng cúi đầu xuống, xuôi tay đứng ở một bên. Đạo Đức Thiên Tôn trầm tư hồi lâu, cuối cùng thở dài một hơi, trong mắt lướt qua một chút mũi nhọn, hắn bấm ngón tay tính toán, nói ta suy diễn tương lai, mơ hồ thấy không lâu sau, vậy Diệp Thần có thể sẽ đi Bất Hủ Thần Quốc, người đi trước Bất Hủ Thần Quốc một chuyến. Như có cơ hội đem hắn lưu ở bên kia, cũng không nếu lại để cho hắn đi ra. Đa Bảo Thiên Quân thân thể run lên, nói, Bất Hủ Thần Quốc, truyền thuyết đã từng là cửu thần thời đại bộ lạc, nham thần thiên tôn thần dạy chi địa. Đạo Đức Thiên Tôn nói, đúng vậy, vậy Bất Hủ Thần Quốc, chính là đã từng nham thần thiên tôn cố hương, ta đoán vậy Diệp Thần bước kế tiếp, liền là muốn đi Bất Hủ Thần Quốc, ngươi trước thời hạn ở bên kia chờ hắn là được. Đa Bảo Thiên Quân lại run rẩy một tí. Nghĩ đến Diệp Thần lợi hại, trong lòng sợ hãi rất, trần chờ nói, nhưng mà. Nếu như là trước kia, hắn có lòng tin đối phó Diệp Thần. Nhưng hiện tại, Diệp Thần đã tấn thăng thiên huyền cảnh, thành là chân chính thiên quân thượng vị giả, cho dù là hắn cái này vô hạn đến gần tiên đế nhân vật, cũng không dám một mình đối mặt Diệp Thần. Đạo Đức Thiên Tôn cũng biết Đa Bảo Thiên Quân nội tâm ý tưởng, liền nói, đi tìm Thiên Tâm lão tổ đi, một mình ngươi không áp chế nổi vậy Diệp Thần. Hơn nữa Thiên Tâm lão tổ, hẳn là được rồi. Đa Bảo Thiên Quân kinh hãi, nói trưởng giáo đại nhân, chúng ta muốn cùng Thiên Tâm lão tổ hợp tác sao? Đạo Đức Thiên Tôn nói, ha ha, cõi đời này, không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, người cầm ta phù chiếu, đi tìm Thiên Tâm lão tổ, ta cũng nên và ma nữ trò chuyện một chút. Hắn hội tụ linh khí, hóa ra một tấm phù chiếu. Giao cho Đa Bảo Thiên Quân. Đa Bảo Thiên Quân tiếp phù chiếu, cung kính lui xuống. Bầu trời luân hồi khí tượng, như cũ bàng bạc mênh mông. Thậm chí, cái này cổ khí voi, mơ hồ truyền đến không không lúc nào không bên trong. Hoàng Hôn Cự Nhân đã trở lại không không lúc nào không, dòm ngó gặp cái này cổ luân hồi khí tượng, hắn nhất thời sợ ngây người. Làm sao có thể, luân hồi chi chủ không là chết sao? Hoàng Hôn Cự Nhân kinh hoàng không trạng, cặp mắt thần mang tách thả ra, xuyên qua thời không, theo dõi thiên cơ, lập tức thấy được đủ loại nhân quả đi qua. Thằng nhóc này, lại có thể luyện thành Thanh Liên Chú Thánh Pháp, chế tạo ra liền một cái Thanh Liên phân thân. Thanh Liên Chú Thánh Pháp, ở Tam Thập Tam Thiên Thần Thuật bên trong, là nổi danh khó luyện, cho tới bây giờ không có ai luyện thành qua, thậm chí liền ngày xưa Quang Thần Thiên Tôn Hoàng Sùng Quang, cũng bởi vì tu luyện cửa này thần thuật, mà gặp phải cắn trả. Hoàng Hôn Cự Nhân nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể luyện thành Thanh Liên Chú Thánh Pháp, mặc dù không phải là bản thể luyện thành, mà là dùng mưu lợi biện pháp, chế tạo ra một cái Thanh Liên phân thân. Nhưng bất kể như thế nào, cũng coi là bước vào Thanh Liên Chú Thánh Pháp ngưỡng cửa, có một cái Thanh Liên phân thân, Diệp Thần ngang hàng có hai cái mạng. Hoàng Hôn Cự Nhân nội tâm bên trong, kinh ngạc, chấn động phố, sợ hãi, tức giận vân, các loại tâm trạng xen lẫn hỗn hợp. Hắn hận không được lập tức liều chết xung phong trở về, đem Diệp Thần giết. Nhưng, hắn đã trở lại không không lúc nào không, còn muốn hạ xuống đến thái thượng thế giới, lại nói dễ vậy sao? Suy! Bỗng nhiên, một đạo huyết nguyệt kiếm khí,
không biết từ địa phương nào, như quỷ mị chém chết đi ra. Phốc xích một tiếng. Hoàng hôn cự nhân nguy nga vạn trượng thân thể, liền bị một kiếm chém chết, máu tươi văng tung tóe, trên người hắn ít nhất có một nửa thời gian tuyến, bị một kiếm này xóa bỏ. Ừ, Nhâm Phi Phàm. Không đúng, hẳn gọi hắn Huyết Nguyệt Thiên Đế. Hư không ảo tưởng hỗn loạn, hoàng hôn cự nhân thân thể, sống lại đi ra, há mồm phun ra máu tươi, gương mặt trắng bệch. Hắn mặc dù sống lại, nhưng mới vừa bị xóa bỏ một nửa thời gian tuyến, chết dấu vết quá mức nghiêm trọng. Cắn trả đạo tâm, hắn tổn thương nguyên khí nặng nề. Hắn biết một kiếm này, xuất từ Nhâm Phi Phàm. Nhâm Phi Phàm phi thăng không không lúc nào không sau đó, lại là một bước lên trời, thành làm thiên đế chủ thần cấp nhân vật lớn, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi đột phá. Không nghi ngờ chút nào, đây là luân hồi vãng thế thư lực lượng gia trì. Nhâm Phi Phàm mượn luân hồi thư kiếp bụi, sửa đổi đi qua, để cho tự thân đổi được mạnh mẽ. Trực tiếp nhảy qua vô số khó khăn khốn khổ cảnh giới tu luyện, một bước bước vào không không lúc nào không hệ thống tu luyện cực điểm, điều này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, không không lúc nào không mênh mông vô biên, vô số ảo tưởng khái niệm xen lẫn, cho dù là thiên đế chủ thần cấp nhân vật lớn, cũng không khả năng tinh chuẩn phong tỏa một người tọa độ, trừ phi là có đặc biệt hoàn chỉnh đầu mối. Hoàng hôn cự nhân tọa độ, cũng không có bị Nhâm Phi Phàm phong tỏa lại. Chỉ là mơ hồ bị bắt được. Nếu không, mới vừa Nhâm Phi Phàm một kiếm kia, đã hoàn toàn đem hắn xóa bỏ, không thể nào cho hắn sống lại cơ hội. Dù vậy, hoàng hôn cự nhân cũng là vô cùng sợ hãi, lập tức che giấu hơi thở, nhanh chóng chạy trốn hồi tử thần giáo đoàn. Làm hắn trở lại tử thần giáo đoàn thời điểm, nhưng ở một nơi cấm địa bên trong, thấy hai đạo thân ảnh. Là ma nữ và đạo đức thiên tôn. Tinh nguyệt giới bên trong. Diệp thần bị hàng tỷ người sùng bái, khí tượng huy hoàng tới cực điểm. Diệp thần ánh mắt híp lại, trong lòng cũng là 10 phần hân duyệt. Nhưng, thanh liên phân thân hủy diệt, để cho Diệp thần cảm thấy 10 phần thương tiếc. Không sai, cái này thanh liên phân thân, giúp hắn ngăn cản chư thần hoàng hôn nhất kích sau đó, cũng đã hủy diệt, không có lưu tồn hạ một chút thực tế dấu vết, chỉ có một chút ảo tưởng khái niệm, vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tán. Phân thân hủy diệt. Tự nhiên để cho Diệp thần cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Dẫu sao cái này thanh liên phân thân, ngang hàng là hắn cái mạng thứ hai, ở thời khắc mấu chốt, có thể phát huy ra vô cùng trọng yếu tác dụng. Cái này thanh liên phân thân, còn có một chút ảo tưởng khái niệm tồn tại, chẳng biết có được không đem cái này khái niệm, lần nữa núp là thực tế. Diệp thần trong lòng tính toán, cái này thanh liên chú thánh pháp không hổ là tam thập tam thiên thần thuật, cho dù bị hủy, vậy có một chút khái niệm bảo tồn được. Nếu như có thể đem cái này cổ khái niệm, đúc lại là thực tế, vậy cũng tốt. Diệp thần hiện đang đột phá đến thiên huyền cảnh, tương lai phải đối mặt cục diện, muốn so với trước kia khó khăn được hơn. Đầu tiên là thiên nữ, hắn đã bước vào thiên huyền, thiên nữ không thể nào thả qua hắn. Sau này hắn cùng thiên nữ tới giữa, nhất định có một tràng quyết chiến. Hắn phải chuẩn bị sẵn sàng, nếu như có thể đúc lại thanh liên chú thánh pháp, vậy cuối cùng quyết chiến. Hắn liền an ổn nhiều. Đang nghĩ như vậy, Diệp thần suy nghĩ, bỗng nhiên bị một cổ to lớn khí lưu tiếng nổ cắt đứt. Chỉ gặp ở chân trời, hắc ám ma khí bạo dũng, tiên đế uy áp ở nổ ầm, cuồn cuộn ma khí nổ tung tới giữa, lại là hiển hóa ra một đạo áo bào đen bóng người, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt như điện, quanh thân hắc ám phủ văn vẩn quanh, lại là ma tổ vô thiên. Ma tổ vô thiên cao treo ở trời, vậy cổ hào hùng uy thế. Còn có bóng tối ma khí, lại làm được tinh nguyệt giới bầu trời luân hồi khí tượng, đều bị che giấu. Diệp thần, không nghĩ tới ngươi lại có thể đột phá. Thanh liên phân thân, kim thiền thoát xác, thật là thủ đoạn, hảo tâm kế. Ma tổ vô thiên quan sát Diệp thần, cười tán thưởng đứng lên, chỉ là ánh mắt bên trong, tràn đầy dữ tợn tàn nhẫn sát khí. Vô thiên, ta cũng biết, ngươi không thể nào như thế dễ dàng liền rời đi, muốn động thủ sao? Diệp thần ánh mắt run lên, ngắm nhìn ma tổ vô thiên, nói. Nếu như là trước kia, hắn một người đối mặt ma tổ vô thiên, áp lực có thể sẽ không so to lớn. Nhưng hiện tại, hắn đã tấn thăng thiên huyền cảnh, coi như độc mặt ma tổ vô thiên, cũng là không sợ. Phải biết, nơi này chính là tinh nguyệt giới, là luân hồi trận doanh nơi chủ yếu bàn, ở chỗ này, Diệp thần chiếm hết địa mạch khí vận ưu thế,
ở chỗ này mà nói, hắn thậm chí có lòng tin trực tiếp đem Vô Thiên chém chết. Võ Giao bước ra một bước, hướng Ma Tổ Vô Thiên nói, Không Thiên thúc thúc, người đi nhanh đi, ở trong tinh nguyệt giới mặt, còn có ta và rất nhiều cường giả, người không thể nào là Diệp Thần ca ca địch thủ. Ma Tổ Vô Thiên tuy là luân hồi trận doanh kẻ địch, nhưng Võ Giao cuối cùng là từ bi, cũng không nỡ tìm thấy hắn chết ở chỗ này. Hôm nay Diệp Thần nghịch thiên đột phá, coi như cùng Ma Tổ Vô Thiên chính diện tỉ thí, vậy có thể bảo đảm bất bại. Ha ha, phần lớn người đều bị thương, dựa hết vào vậy tiểu tử một thân một mình, là có thể thắng nổi ta sao? Ma Tổ Vô Thiên nghe Võ Giao khuyên, nhưng là khinh thường cười một tiếng, trong ánh mắt chiến ý càng ngày càng đậm hơn. Hôm nay toàn bộ luân hồi trận doanh, Diệp Tà Thần, Huyền Hàn Ngọc, Kỷ Tư Thanh, Đệ Nhị Yêu Cơ, Thần Độ Huyền Nhi, Địa Ngục Giới Vương, Chân Lý Phật Tổ các người, toàn bộ bị thương. Dạ Mẫu Phong Ngữ Oanh, nguyên khí cũng là hao tổn to lớn, mất đi sức tái chiến. Võ Giao mới vừa hồi phục, hơi thở còn không yên, càng không có xuất thủ có thể. Nói cách khác, hôm nay dõi mắt toàn bộ tinh nguyệt giới, có thể cùng Ma Tổ Vô Thiên chống lại, cũng chỉ có Diệp Thần một người. Đây là ngàn năm một thuở tốt cơ hội. Cho dù Diệp Thần có địa mạch khí vận gia trì, nhưng Ma Tổ Vô Thiên có lòng tin. Nếu như mình toàn lực bùng nổ nói, vẫn là có thể đem Diệp Thần giết chết. Hắn mới vừa rời đi, chính là vì thời khắc này trở về. Trên khán đài, Hoàn Mỹ Đại Thánh vốn là muốn đi, nhưng gặp Ma Tổ Vô Thiên đi mà trở lại, lại ngồi xuống, một bộ biểu tình xem kịch vui, nói, Ma Tổ Vô Thiên, ngươi nếu có thể tiêu diệt luân hồi, ngươi chính là ngày hôm nay bên thắng, cướp đoạt luân hồi đạo thống, ngươi đủ để ngay tức thì chứng đạo không không, ha ha. Cùng đến lúc đó, ta có thể mang ngươi đi không không lúc nào không, miễn được ngươi bị thiên kiếp khổ. Ma Tổ Vô Thiên hừ một tiếng, cũng sẽ không nói nhảm, sau lưng hiển hóa ra một miếng to lớn môn hộ, lại là hắn trước kia pháp bảo, Vĩnh Sanh Chi Môn. Nhưng cái này Vĩnh Sanh Chi Môn, lại không có trước kia vậy cổ quang vinh huy hoàng hơi thở, hôm nay tràn đầy hắc ám sát phạt chập chờn, thậm chí có vô số dơ bẩn cùng không thể danh trạng tồn tại nảy sinh ra. Ở đó môn hộ phía trên, trải rộng vặn vẹo rêu xanh, thối giữ gân thịt, bốc mùi ra người, còn có rất nhiều mang nhiều trước con giỏi con ngươi, cực kỳ khủng bố buồn nôn. Diệp Thần một mắt tới giữa, liền có thể xác định, cái này Vĩnh Sanh Chi Môn, khẳng định ở Thiên Ma Tinh Hải bên trong ngâm qua, đạt được Thiên Ma Tinh Hải năng lượng rèn luyện. Vậy Thiên Ma Tinh Hải, là bốn đại chí cao thần khí một trong, cho dù là Ma Tổ Vô Thiên, cũng chỉ có thể nắm trong tay một phần nhỏ lực lượng. Muốn thi triển ra, tiêu hao cũng là to lớn. Hắn lợi dụng Thiên Ma Tinh Hải, rèn luyện tự thân pháp bảo, ngược lại là hết sức sáng suốt cách làm. Diệp Thần, liền để cho ta xem, ngươi chính là thiên huyền cảnh nhất tầng thiên, có thể hay không đối kháng ta cái này đỉnh cấp tiên đế. Ma Tổ Vô Thiên trong mắt sát khí bại lộ, bỗng nhiên thúc giục Vĩnh Sanh Chi Môn, hung hăng hướng Diệp Thần đánh giết đi. Vậy Vĩnh Sanh Chi Môn, hắc ám khí thức nổ. Vô số không thể danh trạng dơ bẩn tồn tại, điên cuồng tràn đầy tràn ra, làm người ta sợ hãi. Ở Vĩnh Sanh Chi Môn hắc ám khí tức bao phủ hạ, Diệp Thần bên người đất đai, nảy sinh ra vô số quỷ dị khí tượng, có từng cái dính đầy máu tươi xúc tu, như ác ma vậy hướng hắn quấn quanh tới. Diệp Thần gặp Ma Tổ Vô Thiên động thủ thật, trong mắt nhất thời lướt qua một chút che lấp. Nếu như là ở bên ngoài, hắn không thể nào chiến thắng Ma Tổ Vô Thiên. Tối đa chỉ là bảo đảm bất bại. Nhưng ở chỗ này, hắn có lòng tin nghịch phạt Vô Thiên, thậm chí chém chết. Nhân Hoàng Thánh Đao, Luân Hồi Thiên Kiếm. Diệp Thần quát to một tiếng, cũng là không nói hai lời, tay phải rút ra Luân Hồi Thiên Kiếm, tay trái rút ra Nhân Hoàng Thánh Đao. Oanh! Nhất thời, sáng chói Luân Hồi Kiếm Quang, còn có màu vàng kim Nhân Hoàng Ánh Đao, chính là phóng lên cao. Luân Hồi Thiên Kiếm. Do kiếp trước luân hồi chi chủ thiên đế cốt đúc thành, kiếm này hơi thở, cùng Diệp Thần huyết mạch tức tương quan. Diệp Thần tu vi càng cường đại, thanh kiếm này uy lực, liền càng cường đại. Theo Diệp Thần tấn thăng đến thiên huyền cảnh, luân hồi thiên kiếm cực hạn uy lực, cũng là nghịch thiên lột xác, cùng Nhân Hoàng Thánh Đao so sánh, cũng là không hoàng hơn để cho. Ngất trời luân hồi kiếm mang, làm được tầng tầng thời không nổ tung, tràn ngập chân trời ma khí, đều bị xuyên qua một cái đường lỗ to. Diệp Thần tay trái Nhân Hoàng Thánh Đao, cũng là đao khí ngất trời, mười phần hung hãn. Hôm nay Diệp Thần, đã có thể nguyên vẹn rút ra Nhân Hoàng Thánh Đao.
làm hắn rút ra đao một khắc kia, thiên địa cũng làm run rẩy. Cho dù là vậy, vô lượng cảnh hậu kỳ cường giả, cũng không thể đối kháng nhân hoàng thánh đao mũi nhọn. Mà giờ khắc này Diệp Thần, đao kiếm đều xuất hiện, coi như là phổ thông tiên đế tới, chỉ sợ cũng phải bị hắn nhất kích trong nháy mắt giết. Dĩ nhiên, cũng chỉ có ở trong tinh nguyệt giới mặt, ở bàng bạc địa mạch khí vận ra chỉ xuống, Diệp Thần mới có thể, đồng thời vận dụng luân hồi thiên kiếm cùng nhân hoàng thánh đao. Nếu như là ở bên ngoài, hắn chỉ sợ cũng khó mà làm được đao kiếm đều xuất hiện. Dẫu sao vô luận là nhân hoàng thánh đao, vẫn là luân hồi thiên kiếm, mũi nhọn cũng quá mức lợi hại. Thấy Diệp Thần đao kiếm đều xuất hiện, mà tổ vô thiên trong mắt cũng là lướt qua một chút nặng nề, trong đầu nghĩ ta đây là xem nhẹ tiểu tử này, có thể đồng thời vận dụng thiên kiếm thánh đao. Nhưng đương thời giây phút, hắn cũng không khả năng rút lui, một tay thúc giục vĩnh sanh chi môn, một tay kia biến dạng hư không, lấy ra một cái như hắc diệu thạch chế tạo vậy kiếm, chính là đen nhánh tinh. Mà tổ vô thiên thúc giục vĩnh sanh chi môn cùng đen nhánh tinh, oanh đánh tiếp. Diệp Thần cũng là không yếu thế chút nào, huy động luân hồi thiên kiếm cùng nhân hoàng thánh đao đánh trả. Oanh! Như vậy thiên địa nổ tung, vũ trụ sụp đổ, vạn thế thời không đều bị phai mờ. Diệp Thần và ma tổ vô thiên hai người, điên cuồng đụng vào nhau. Như bánh xe trở về kim quang, cùng hắc ám dơ bẩn ma khí, như vậy một phiến màu vàng kim tinh không, cùng một phiến màu đen vũ trụ, bộc phát ra nhất va chạm kịch liệt. Cái này cổ va chạm, cơ hồ là ngay lập tức tới giữa, liền phân ra được thắng bại. Diệp Thần đao kiếm đều xuất hiện, kim quang ngất trời, chỉ là trong nháy mắt, liền hung hăng đánh tan ma tổ vô thiên ma khí dơ bẩn. Vậy vĩnh sanh chi môn và đen nhánh tinh, đều bị đánh bay ra ngoài. Ma tổ vô thiên thân thể, vậy gặp phải vô số ánh đao kiếm ảnh bổ, cả người da thịt không biết bị cắn nát nhiều ít, vết thương thậm chí lộ ra xương trắng, bị thương rất nặng. Phốc xích. Ma tổ vô thiên phun một ngụm máu tươi phun ra, chật vật lui về phía sau, gương mặt đã là một phiến trắng bệch. Hắn nhìn mình vết thương chồng chất thân thể, chỉ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Không thể nào. Ngươi thực lực, làm sao sẽ cường đại đến như vậy bước? Ma tổ vô thiên nhìn Diệp Thần, hoàn toàn kinh hoàng. Hắn biết Diệp Thần tấn thăng thiên huyền cảnh sau đó, tu vi thực lực tuyệt đối là đột nhiên tăng mạnh, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Diệp Thần lại có thể cường hãn đến như vậy bước. Ta nói, ở tinh nguyệt giới bên trong, ta có vô tận khí vận thêm thân, ngươi không phải ta địch thủ. Chính là Vũ Hoàng cổ đế tới, cũng chỉ có bị ta chém giết kết quả. Diệp Thần tay phải luân hồi thiên kiếm, tay trái nhân hoàng thánh đao, cả người thiên quân uy nghiêm nổ tung, linh khí dâng trào, vô số cấp trên quy luật như thần liên vậy quấn vòng quanh. Hắn thanh âm, giống như thiên hiến. Mang cho người một loại vô cùng áp lực kinh khủng. Hắn khí thế bàng bạc, thậm chí ánh chiếu chư thiên, tất cả mọi người đều có thể thấy, Diệp Thần một chiêu bị thương nặng ma tổ vô thiên. Tên này, thật là càng ngày càng kinh khủng. Dạ mẫu phong ngữ oanh nhìn Diệp Thần, cũng là kinh ngạc vạn phần, líu díu nói nhỏ. Nàng biết Diệp Thần lợi hại, nhưng không nghĩ tới hắn có thể một chiêu tổn thương nặng vô thiên. Ở tinh nguyệt giới bên trong, Diệp Thần đơn giản là vô địch tồn tại. Được, rất tốt, là ta khinh thường ngươi. Ma tổ vô thiên ánh mắt lướt qua một chút hàn mang, nhưng không cam lòng lúc này sa sút. Quay về Trần, ngươi thấy được sao? Ta phải bị cái này Diệp Thần giết chết, ngươi còn không giúp ta. Ma tổ vô thiên đột nhiên lạnh lùng nói. Hắn tiếng nói rơi xuống sau đó, hắn sau lưng, mơ hồ hiện ra Phật môn kim quang lộ ra hóa ra thân ảnh của một thiếu niên, là quay về Trần. Hắn đã biết. Ở tinh nguyệt giới bên trong, Diệp Thần chiếm cứ tuyệt đối địa mạch khí vận ưu thế, hắn cho dù là cưỡng ép mượn dùng thiên ma tinh hải năng lượng, cũng không khả năng đánh thắng được. Duy nhất lật bàn có thể, chính là chiếm đoạt quay về Trần linh hồn, Phật ma một thể, để cho tự thân đổi được viên mãn mà mạnh mẽ. Quay về Trần hiện thân đi ra, nhìn xem Diệp Thần, lại nhìn xem ma tổ vô thiên, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, à một tiếng thở dài, nói, lão tổ. Diệp đại ca, các ngươi đây cũng là tội gì? Lão tổ, ta xem phi phàm tiên đế đã phi thăng, ở không không lúc nào không bên trong, số là huyết nguyệt thiên đế, Diệp đại ca hắn vậy thuận lợi đột phá, luân hồi trận doanh khí vận, đã thế không thể đỡ. Không bằng, người đầu dựa vào hắn thôi. Ma tổ vô thiên nghe được quay về Trần khuyên hắn đầu hàng, không khỏi được vui vẻ cười to, nói, quay về Trần, ta đạo tâm,
không cho phép ta đầu hàng, ta phải chiếm đoạt ngươi, ngươi là ta đã từng là hóa thân, hôm nay cũng nên cùng ta hòa làm một thể. Tiếng nói rơi xuống, Ma Tổ Vô Thiên đột nhiên thúc dục thuật pháp, thân thể giống như thành một cái lỗ xoáy đen, bắt đầu điên cuồng chiếm đoạt quay về trần. Quay về trần linh hồn, bị Ma Tổ Vô Thiên thân thể lôi kéo đi vào, hắn kinh hoàng kêu to, lão tổ, ngươi muốn làm gì? Ma Tổ Vô Thiên không có động tĩnh, tiếp tục chiếm đoạt.